Đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la tập 209 đến tập 212. Long tủy, long tinh, thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hắn lúc này thân ở thăng long đài trung tâm, phi tốc hấp thu trong không khí long khí. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu lặng yên thử nghiệm, đem tự thân long thần khí tức hướng dưới thân thăng long đài rót đi vào. Nhìn một chút thăng long đài sẽ có hay không có cái gì đặc thù phản hồi. Nhưng làm hắn có chút thất vọng là, Thăng Long đài không có bất kỳ cái gì mặt khác phản ứng, liền là Long khí bốc lên. Hắn tốc độ hấp thu so thượng vị Long tộc khác phải nhanh một chút mà thôi. A à Bảo, không có phản ứng a. À, làm Hiên Vũ ở trong lòng lần nữa hướng Tầm Bảo thú hỏi thăm. Tầm Bảo thú nói, có thể là ngài huyết mạch không tinh khiết, cho nên mới sẽ không có phản ứng. Dù sao, Thăng Long trụ chính là ngài đỉnh phong thời kỳ vũ khí, không có ngài tinh khiết nhất huyết mạch, mong muốn đưa nó kích phát chỉ sợ rất khó. Nhưng ngài cũng không cần lo lắng nếu như là tại đây bên trong đột phá vậy liền không đồng dạng ngài đột phá thời điểm huyết mạch khí tức sẽ có thăng hoa ít nhất tại cái kia một cái chớp mắt hẳn là có phát động nó khả năng theo nó phía trên đạt được phản hồi làm hiên vũ cười khổ nói nếu như chẳng qua là có thể nói ta rất khó lựa chọn nơi này làm đột phá địa phương bởi vì một khi không có phản hồi ta đột phá liền có khả năng thất bại thất bại ý vị như thế nào ngươi cũng rõ ràng ừm mân cho nên ngài vẫn là cần càng nhiều tích lũy ít nhất trước muốn cho hai loại huyết mạch sơ bộ dung hợp sau khi hoàn thành, suy nghĩ thêm đột phá sự tình. Dạng này, coi như đột phá thất bại, cũng sẽ không xuất hiện quá cường liệt cắn trả. Ban đầu này sơ bộ dung hợp chỉ có thể là tại đột phá thời điểm hoàn thành, như thế sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ này long lực tôi thể chi pháp thật là không tệ, ngài dung hợp tốc độ rất nhanh. Chỉ cần một mực có thể dạng này tu luyện là có thể trước dung hợp lại đột phá, vậy liền an toàn hơn nhiều. Một khi đột phá cảnh giới tiếp theo, còn không cần lo lắng hai loại huyết mạch lẫn nhau xung đột, đơn độc tu luyện long thần huyết mạch. Vậy ngài khôi phục long thần thần cách vị trí, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây là hy vọng thự quang a à. nơi này, thật chính là rất thích hợp ngài tu luyện. Ừm, cảm thụ được tầm bảo thú thanh âm bên trong mang tới phấn khởi, Lam Hiên Vũ tâm lại ổn định lại. Không sai, thiên long tinh đúng là vô cùng thích hợp hắn tu luyện, nhưng ở thích hợp hắn tu luyện đồng thời, nơi này cũng là cực kỳ nguy hiểm. Một cái không tốt, liền có khả năng đầy bàn đều thua lần này thăng long đại tái bản thân liền là cực lớn khiêu chiến có thể tưởng tượng nếu như hắn cuối cùng có thể thu hoạch được thành tích tốt như vậy liền nhất định sẽ bị thiên long tinh cao tầng quan tâm bị chú ý dĩ nhiên sẽ có nhiều tư nguyên hơn nhưng cùng lúc cũng sẽ bị đặt ở dưới ánh đèn tụ quang bại lộ khả năng cũng đem tăng lên trên diện rộng hắn cần vắt hết óc đi đối phó tình huống như vậy đồng thời cũng không thể có quá nhiều hành động bằng không một cái không tốt bại lộ liền phiền toái săn long hành vi cũng muốn giảm bớt mới được hiện tại chỉ có thể là đi một bước xem một bước cẩn thận chặt chẽ không cầu công lao chỉ cầu không thất bại tại nơi này thời gian càng dài hắn bị phát hiện khả năng lại càng nhỏ thân phận địa vị cũng sẽ càng ngày càng vững chắc hắn tin tưởng liền là vừa vạn phát sinh này chút long tộc cao tầng liền nhất định sẽ phái người đi tới phong long thành điều tra tình huống của hắn đây là tất nhiên sẽ xuất hiện kết quả hiện tại liền xem hoàng gia bên kia có thể đưa ra như thế nào kết luận hiện tại liền hiện ra hắn đã từng cùng mặc khủng long kỵ sĩ la lan gặp qua cái kia một mặt chỗ tốt có long kỵ sĩ làm đảm bảo tương đối mà nói tính nguy hiểm liền sẽ ít hơn nhiều trước đó ấm ma long kỵ sĩ la á nguyên giật mình như vậy nguyên nhân lớn nhất hẳn là liền là bởi vì chính mình toát ra long thần khí tức mà bọn hắn nhất định là tại cái kia long dưới bên trong cảm thụ qua long thần khí tức hoặc là cũng thấy qua cùng mình mệt chết huyễn tượng cái này mang ý nghĩa long dưới nhất định có long thần tương quan manh mối thật chính là kích thích a à long giới mình vô luận như thế nào đều sẽ đi sớm muộn muốn đi coi như lần này không đi được về sau cũng muốn tranh thủ cơ hội đi vẫn là quá yếu ớt nếu như mình cũng là siêu thần cấp cường giả thế nào sẽ còn có nhiều như vậy lo lắng à cảm thụ được dưới thân thăng long đài như lên bốc lên đây là đã từng long thần siêu thần khí tương lai nhất định cũng muốn để nó thành vì mình siêu thần khí thăng long đài bên trên long khí nương theo lấy bị quần long hấp thu dần dần làm nhạt trong đó nhiều lần xuất hiện hưng phấn tiếng long ngâm đó là một chút long tộc xuất hiện đột phá hoặc là tiến hóa về sau hưng phấn long ngâm hạ vị long tộc có thể bay lên thăng long đài chính là số rất ít đều là hậu tích bạc phát lại thêm nhất định vận khí nhưng có thể đến nơi đây liền mang ý nghĩa cơ duyên đến chúng nó tấn thăng trở thành trung vị long tộc khả năng ngược lại là càng lớn mà trung vị long tộc mong muốn tấn thăng làm thượng vị long tộc lại là khó càng thêm khó tựa như thượng vị long tộc mong muốn tấn thăng biến hóa thành người càng khó một dạng thống liền là một tầng ép một tầng càng là hướng lên càng khó một giờ sau long khí diệt hết toàn bộ thăng long đài bên trên hết thảy ma văn cũng biến mất theo biến thành tựa như là bằng đá bình đài tồn tại lam hiên vũ mở hai mắt ra toàn thân xương cốt một hồi đôm đốp rung động ngực bên trong long hạch cũng đã một lần nữa trở nên tràn đầy dâng lên làm hắn kinh ngạc chính là biến hóa lớn nhất còn không phải ngực bên trong tăng lớn long hạch mà là tại hắn tinh thần chi hải bên trong cái viên kia tinh thần long hạch này miếng long hạch đã triệt để biến thành bảy màu đồng thời tại bảy màu chung quanh còn có màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, quang vụ như ẩn như hiện cái kia tựa hồ đã có mấy phần thần thức khí tức hình thức ban đầu mặc dù không biết lần này tinh thần lực của mình tăng lên bao nhiêu nhưng lam hiên vũ lại có thể khẳng định long thần cái kia ngoái nhìn một cái chớp mắt đối với mình tinh thần sinh ra cực lớn trùng kích cũng mang cho hắn rất nhiều phân loạn trí nhớ những ký ức này sau đó biến mất nhưng hắn tự thân khí tức theo tinh thần đến thân thể tất cả đều xuất hiện một lần thuế biến loại cảm giác này tựa như là thừa nhận rồi một lần long thần long uy sau đó đem cỗ này long uy hút thu vào trong thân thể của mình giống như mà tinh thần lực của hắn thuế biến hiệu quả thì là rõ ràng nhất đứng người lên làm hiền vũ hướng đồng dạng kết thúc tu luyện bạch tú tú đi đến bốn mắt nhìn nhau mặc dù chỉ là như thế thời gian ngắn ngủi mà lại bọn hắn vẫn luôn có thể thấy lẫn nhau có thể nhưng như cũ có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác lam hiên vũ chủ động giữ chặt bạch tú tú tay bạch tú tú ánh mắt nhìn hắn lại là biến đổi cuối cùng không nói gì thêm sát tay hướng về đi đến lam người không sao chứ hoàng nguyên lãng đã sắp nhanh đi tới ân cần hỏi han lam hiên vũ lắc đầu ta hơi mệt chút chúng ta trở về đi được rồi tốt chúng ta trở về hoàng nguyên lãng hôm nay tựa hồ cũng là bị điểm kích thích thái độ thậm chí là có chút cung kính nói ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì tại lam trước mặt hắn tựa hồ đã có chút vô phương dùng bình đẳng tâm thái đi đối mặt tại mặt khác thượng vị long tộc nhìn soi mói làm hiên vũ bạch tú tú cùng hoàng nguyên lãng bày ra thân hình riêng phần mình phóng thích bản thể theo thăng long đài bên trên bay ra hướng phía dưới lao xuống mà đi một mực về đến đến chỗ ở bạch tú tú đều không có mở miệng hoàng nguyên lãng thức thời thối lui ngày mai bắt đầu tranh tài phía sau rút thăm tự nhiên sẽ có người chuyên phụ trách bọn hắn chỉ cần đến lúc đó cầm lấy thẻ số dự thi là được rồi hiên vũ đóng cửa phòng bạch tú tú vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên trước đó nàng một mực đang cố gắng đè nén tâm tình của mình làm sao vậy lam hiên vũ vội vàng đưa nàng ôm vào trong ngực chúng ta chúng ta muốn không quay về đi hồi trở lại hành tinh mẹ đi bạch tú tú nghẹn ngào nói lam hiên vũ lập tức hiểu rõ ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng thật xin lỗi nhường ngươi lo lắng bạch tú tú thấp giọng nói trước đó tại thăng long đài bên trên làm ngươi ngã xuống đất thời điểm ta thật cho là chúng ta bị phát hiện ta sẽ vĩnh viễn mất đi người người biết cái kia một cái chớp mắt nội tâm của ta đến cỡ nào hoàng sợ sao mà tại thiên long tinh bên trên đây nhất định không phải chúng ta lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy hiên vũ ta không sợ chết nhưng ta thật không thích này loại lo lắng hãi hùng cảm giác người hiểu chưa làm hiên vũ yên lặng nhẹ gật đầu ta hiểu rõ ta đều hiểu có lỗi với tú tú là ta không tốt hôm nay ta không nên làm như vậy nếu như chúng ta chẳng phải dễ thấy có lẽ không, không phải. Người không có làm gì sai. Làm như vậy sẽ để cho chúng ta có thu hoạch lớn hơn. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình huyết mạch thối, luyện hiệu quả tăng lên trên diện rộng, cũng là bởi vì thăng long tới trước mang tới chỗ tốt. Có thể là tốc độ cao trưởng thành đại giới liền là nguy hiểm tùy thời đến. Vừa mới cái kia ám ma long kỵ sĩ lời ta cũng đều nghe đây. Nếu như người cuối cùng đoạt giải nhất liền mang ý nghĩa người đem muốn đi trước cái kia long giới, khi đó ta thậm chí đều không thể đi theo tại ngài bên người ta thật sợ ngươi đi liền lại cũng không về được bạch tú tú ôm thật chặt hắn cảm xúc không ngừng phóng thích ra làm hiền vũ lông mày cao lại hắn cũng không biết nên nói cái gì từ bỏ đi tới long giới sao trọn vẹn nửa ngày về sau làm hiền vũ thở dài một hơi nói được a à, tú tú ta đáp ứng ngươi lần này ta không hướng quán quân nỗ lực chỉ cần đi vào đấu bán kết có được tranh đoạt long kỵ sĩ tư cách liền dừng lại lần này cũng không đi long giới được không thế nhưng tú tú người phải hiểu được chính là chúng ta bây giờ không chỉ là chỉ có chính mình đồng bọn của chúng ta đều tại thiên long tinh hệ thực vật hồn thú các tiền bối cũng đều tại thụ lão tại nơi này mang cho mọi người chỗ tốt thậm chí là mang cho vĩnh hằng chi thụ phản hồi không phải nói từ bỏ liền có thể từ bỏ đây là tất cả mọi người nỗ lực kết tinh ta chỉ có thể cam đoan với ngươi tận khả năng để cho chúng ta an toàn một chút nhưng không có chút nào mạo hiểm ta chỉ sợ làm không được còn nhớ rõ sao Lúc trước chúng ta tại Long Nguyên Tinh biết Long Nguyên Tinh bí mật về sao, khi đó, chúng ta ai có thể nghĩ tới, gặp được thiên Long Tinh thủ tọa chặn giết đâu. Trên thế giới này, kỳ thật nguy hiểm ở khắp mọi nơi, muốn chân chính lẩn tránh nguy hiểm, cũng chỉ có để cho mình trở nên mạnh mẽ, chân chính mạnh mẽ. Ta cũng không tiếp tục nghĩ, đối mặt Nana lão sư vì cứu ta ngã xuống hàng tinh tình cảnh, ta muốn trở nên mạnh hơn, trở nên so tất cả mọi người mạnh, ta phải có đầy đủ lực lượng bảo hộ các ngươi. Thiên Long Tinh, có lẽ, là ta cơ hội duy nhất chỉ có tại đây bên trong ta mới có thể chân chính trở thành cường giả như vậy cho nên ta thật vô phương hoàn toàn từ bỏ nói đến đây lam hiên vũ thở dài một tiếng thẳng thắn nói ta có chút không biết làm sao bạch tú tú buông ra ôm hai cánh tay của hắn ngẩng đầu nhìn về phía hắn thật xin lỗi hiên vũ ta làm ngươi khó xử liền là vừa vặn một khắc này ta thật ngươi không sai lam hiên vũ đuổi vội vàng che miệng của nàng càng không cần nói xin lỗi ta đó là bởi vì tình cảm của chúng ta người mới có thể như thế là ta làm không tốt bạch tú tú lắc đầu kéo ra tay của hắn nắm tay của hắn đặt ở trên má của chính mình có câu ngạn ngữ gọi gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó nếu lựa chọn người ta cũng chỉ có thể đi theo người tiếp tục đi ta chỉ có một cái yêu cầu vô luận ngươi làm cái gì ngươi ở đâu ngươi đều phải mang theo ta tuyệt không thể buông ra ta tự mình đi mạo hiểm phải mạo hiểm liền cùng một chỗ mạo hiểm đi cuộc sống như vậy tuy mạo hiểm nhưng cũng xác thực hết sức kích thích. Nếu có một ngày, chúng ta thật gặp vô phương đối kháng nguy hiểm, ta đây liền cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận, vô luận sinh tử, đều tại cùng một chỗ. Cho nên, ngươi tại làm bất kỳ quyết định gì thời điểm đều muốn nghĩ đến. Nếu như ngươi chết, ta cũng liền chết, không có loại thứ hai khả năng. Muốn đi long giới, ngươi liền đi, thế nhưng, muốn dẫn lấy ta cùng đi, ta có thể là người tọa long nha. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, tức giận so bóp cái mũi của nàng, lúc này ngươi nhớ tới là ta tọa long trước ngươi có thể là hết sức bài xích cái kia không giống nhau sao bạch tú tú hì hì cười một tiếng hai tay vườn quanh tại lam hiên vũ trên cổ nhiều khi vẫn là muốn dựa vào trao đổi nắm sợ hãi trong lòng mình chữ phát ra tới lúc này nàng đã cảm thấy tốt hơn nhiều lam hiên vũ nói kỳ thật trái lại nghĩ nếu như chúng ta một mực là tại hành tinh mẹ bên trên làm từng bước tu luyện tu luyện của các người tốc độ ta vô phương phán đoán nhưng ta tốc độ tu luyện của mình khẳng định sẽ càng ngày càng chậm chính là bởi vì huyết mạch chi lực quá cường đại ta mỗi lần tăng lên cần có năng lượng đều là con số thiên văn đột phá ngũ hoàn thời điểm ta suýt nữa đem xâm la tinh cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn hút khô nếu như không phải đại minh nhị minh tiền bối cùng trưởng bối của ta có quan hệ mật thiết làm sao có thể nhường ta làm như vậy đột phá lục hoàn lúc càng là nhạc thúc thúc tự mình giúp ta hộ pháp mà lại cũng là bởi vì hắn tại học viện sử lai khác cùng đường môn lực ảnh hưởng mới khiến cho ta có thể hấp thu vĩnh hằng chi thụ hàng loạt sinh mệnh bản nguyên tới đột phá đây chính là tương đương với toàn bộ tinh cầu sinh mệnh bản nguyên a nhưng vô luận nhạc thúc thúc địa vị hạng gì cao thượng đấu la tinh dù sao cũng là nhân loại chúng ta trọng yếu nhất hành tinh mẹ vĩnh hằng chi thụ là đấu la tinh sinh mệnh hạch tâm ta lần sau đột phá cần năng lượng sẽ to lớn hơn chuyện giống vậy căn bản không có khả năng một lần nữa như vậy ta muốn đột phá liền cần tích lũy cần phải không ngừng tích lũy chậm rãi tích lũy mong muốn đột phá thần cấp ta cần năng lượng nhất định là vô cùng khinh khủng con số thiên văn bởi vì ta một khi thành thần liền chân chính có khôi phục long thần thần cách vị trí cơ sở cho nên ta căn bản không biết chính mình còn cần bao lâu mới có thể thành thần mười năm vẫn là hai mươi năm thậm chí là càng thêm lâu dài nhìn qua chúng ta tại thế hệ tuổi trẻ bên trong đã hết sức phong quang nhưng chúng ta thực lực chân chính lại còn xa xa không đạt được vì nhân loại mà chiến trình độ theo hạm đội thứ bảy cùng long mã tinh hệ lần này đại chiến còn có lòng nguyên tinh sự kiện liền có thể nhìn ra chúng ta cùng long mã tinh hệ đã đến không thể điều hòa trình độ tương lai tất nhiên sẽ có một trận đại quyết chiến này nhất định là một trận thảm liệt chiến tranh chúng ta nếu như muốn bảo hộ gia viên bảo hộ thân nhân cái kia liền cần chính mình thật cường đại lên kết hợp liên bang chúng ta khoa học kỹ thuật đường môn khoa học kỹ thuật còn có tự thân đủ mạnh thực lực tới cùng long mã tinh hệ quyết nhất tử chiến lúc không ta đợi a à? thiên long tinh đang là cho chúng ta cấp tốc như vậy cơ hội đột phá nơi này tài nguyên như thế phong phú còn có cái kia long kỵ sĩ trong miệng long giới nhất là ta nếu như tại đây bên trong có thể có được đủ nhiều chỗ tốt tốc độ tu luyện của ta tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng liền giống bây giờ này mấy lần long lực tôi thể nhất là sau ngày hôm nay tinh thần lực của ta chỉ sợ tăng lên có nhiều gấp đôi thân thể của ta cũng đã nhận được cực mạnh thối luyện hồn lực tốc độ tăng lên trên phạm vi lớn tăng cường chúng ta hết thảy mới tới bao lâu à ta đều cảm thấy nhiều nhất thêm nửa năm nữa ta hồn lực liền có thể đi đến lục hoàn đỉnh phong. Nếu như long lực tôi thể thuận lợi, nhiều lắm là thời gian một năm, ta liền có thể tích lũy đến có khả năng chuẩn bị cơ hội đột phá. Hôm nay A Bảo càng nói cho ta biết nói, cái kia thăng long đài, trên thực tế vốn là thuộc về long thần siêu thần khí. Nếu như ta có thể tại thăng long đài bên trên đột phá, như vậy, ta rất có thể sẽ trực tiếp vượt qua phong hào đấu la cấp độ, một bước thành thần. Nếu quả thật có thể như thế, thật có thể thành tựu thần cách vị trí, sơ bộ nắm giữ long thần huyết mạch dùng long tộc huyết mạch trí thượng đặc điểm coi như gặp lại nguy hiểm gì chúng ta đào thoát ít nhất là hết sức có cơ hội cho nên ta thật vô cùng nghĩ liều một phen ta không hy vọng tương lai đại quyết chiến đến thời điểm trơ mắt nhìn nhạc thúc thúc cùng na na lão sư vì nhân loại mà chiến thậm chí là ta lại cái gì đều không làm được nói xong lời cuối cùng lam hiên vũ vảnh mắt đã bắt đầu ửng hồng nhìn xem hắn chân tình bộc lộ dáng vẻ bạch tú tú ánh mắt bắt đầu trở nên nhu hòa nhẹ nhàng vuốt ve hai má của hắn nàng ôn nhu nói ta lần thứ nhất phát ra từ nội tâm nguyện ý làm ngươi tọa long lam hiên vũ thân thể run lên cúi đầu nhìn về phía nàng đang muốn nói gì lại thấy bạch tú tú trong mắt nụ cười nhiều hơn mấy phần gian xảo nhưng ngươi cũng muốn làm ta tọa long bình thường ta kỵ ngươi ở trước mặt người ngoài ngươi mới có thể cưỡi ta nha ha ha tốt một lời đã định lam hiên vũ đột nhiên vặn một cái thân tay phải kéo một phát liền đem bạch tú tú vác tại trên lưng mình hai tay nắm ở bắp đùi thon dài của nàng trong phòng nhảy nhảy dựng lên bạch tú tú cười có thể nước mắt lại lặng yên không tiếng động theo trong mắt trượt xuống cảm thụ được trên người hắn truyền đến nhiệt độ nàng thật hảo tâm đau hảo tâm đau hắn vẫn chưa tới 20 tuổi cũng đã lưng đeo như thế trách nhiệm nặng nề đây là lần lượt đứng trước nguy nan chỗ mang cho hắn cảm giác nguy hiểm nàng còn có thể thế nào đâu nếu thích hắn vậy cũng chỉ có thể theo hắn hắn ở đâu chính mình liền ở nơi nào thăng long rầm rộ trở thành toàn bộ thiên long tinh các đại thành thị đề tài câu chuyện rút thăm cũng tại xế chiều tiến hành lúc trạng vạng tối kết quả rút thăm tuyên bố hoàng nguyên lãng trước tiên đem lam hiên vũ cùng bạch tú tú rút thăm tình huống chuyển cáo bọn hắn không hề nghi ngờ tại đấu vòng loại giai đoạn tất cả thượng vị long tộc đều tương đương với hạt sống tuyển thủ là không thể nào rút ra đến cùng cấp bậc cường giả bọn hắn chỉ cần đối mặt trung vị long tộc cùng hạ vị long tộc là có thể đây là thượng vị long tộc giai tầng ưu thế Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú vòng thứ nhất bị rút đến đều là hạ vị long tộc, cũng không có cái gì áp lực, Hoàng Nguyên Lãng chính mình cũng là như thế. Thăng Long đại tái, ngay tại Thăng Long đài trên cử hành. Sáng sớm hôm sau, làm Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú đi theo Hoàng Nguyên Lãng tăng lên nữa long đài thời điểm, hôm qua Thăng Long lúc áp lực đã biến mất. Thăng Long đài bị chia cắt thành 10 cái khu vực, mỗi cái khu vực phạm vi đều phi thường bao la, long tộc thân thể khổng lồ, am hiểu bay lượn, chắc chắn sẽ không là đơn thuần trận chiến dưới mặt đất đấu từng đạo đạo quang màn bay lên không đem trên không cùng mặt đất đồng thời chia cắt này chút màn sáng như thế nào hình thành lam hiên vũ không rõ lắm không giống như là hồn đạo khí nhưng hết sức rõ ràng bị cách mở ra từng cái khu vực liền là thăng long đại tái chiến đấu khu vực không có nhân loại hồn sư giải thi đấu loại kia nghi thức cảm giác chỉ cần có rảnh rỗi vị bị rút chúng hai bên đều đã tới thăng long đài lập tức liền có khả năng tiến vào cuộc chiến đấu chiến thắng một mới vừa có bị ghi chép lại tư cách mà thượng vị long tộc thì có được quyền ưu tiên không cần cùng trung vị long tộc hạ vị long tộc như thế xếp hàng mà trên thực tế thượng vị long tộc chiến đấu bình thường tới nói cũng sẽ nhanh nhiều lắm làm lam hiên vũ cùng bạch tú tú đi vào thăng long đài bên trên thời điểm lập tức liền biến đã thành bị chú mục đối tượng không có cách ai bảo các nàng ngày hôm qua biểu hiện quá dễ thấy đâu nhất là lam hiên vũ khi hắn đến thời điểm chung quanh long tộc không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía hắn trong ánh mắt cơ hồ đều mang theo vài phần vẻ nôn nóng thăng long thành danh làm cái tên này đã tại một ngày ngắn ngồi bên trong truyền khắp thiên long tinh được vinh dự một đời mới nhân tài mới nổi mà lại bởi vì có liên quan tới hắn tình huống quá thần bí này sắc thái thần bí càng tăng thêm toàn bộ thiên long tinh bên trên hết thảy chủng tộc tò mò lúc này làm lam hiên vũ cùng bạch tú tú đến lúc các đại thành thị trực tiếp màn hình lớn cơ hồ đều là trước tiên đem hình ảnh cho đến trên người hắn bay trên trời thăng long là một chuyện chiến đấu thì lại là một chuyện khác. Dĩ nhiên, không có người sẽ hoài nghi Lam Hiên Vũ thực lực, dù sao, hắn nhưng là thăng long đứng đầu. Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú tại Hoàng Nguyên Lãng dẫn đầu dưới, đi thẳng tới thượng vị long tộc bên kia khu vực. Đây là thuộc về thượng vị long tộc chuyên môn khu vực, ưu tiên xếp hàng. Lệnh Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú có chút ngoài ý muốn chính là, nơi này đúng là còn không có mặt khác thượng vị long tộc đến. Không chờ bọn họ hỏi thăm, Hoàng Nguyên Lãng đã giải thích nói, nói như vậy, hạ vị long tộc cùng trung vị long tộc đều sẽ bị yêu cầu trước tiên đến thăng long đài chờ đợi tranh tài chúng ta thượng vị long tộc liền không có yêu cầu như vậy bọn gia hỏa này liền sẽ tận lực muộn một chút kiêu ngạo nha còn có liền là phơi một phơi đối thủ chúng ta hôm nay sớm một chút đến sớm một chút kết thúc tốt đi về nghỉ cũng tiết kiệm cùng mặt khác thượng vị long tộc xếp hàng ta tới trước đi làm tú tú các người tiếp xuống lại đến được làm hiền vũ gật đầu một lão giả đứng tại lối vào thấy hoàng nguyên lãng đi tới tầm mắt lại từ trên người hắn lướt qua trực tiếp rơi vào lam hiên vũ cùng bạch tú tú trên thân ngài khỏe chứ chúng ta đến từ tại phong long thành hoàng gia hoàng nguyên lãng cung kính đưa lên chính mình thẻ số lão giả kia lại hướng hắn khoát tay áo nói thăng long đứng đầu đến đệ nhất ưu tiên ngươi bài đằng sau đầu rồng thỉnh lên ánh mắt của hắn tùy theo nhìn chăm chú tại lam hiên vũ trên thân trong lời nói cũng nhiều kính ngữ hoàng nguyên lãng khóe miệng co giật một thoáng nhưng hắn cũng không dám lỗ mãng có thể tại thăng long đài bên trên chấp trường tranh tài vị lão giả này chẳng những là thượng vị long tộc bên trong lão nhân càng tất nhiên là thần cấp thậm chí là chân thần cấp cường giả lam hiên vũ hơi hơi khom mình hành lễ việc nhân đức không nhường ai vỗ xuống hoàng nguyên lãng bả vai tỏ vẻ an ủi sau đó mới nhanh chân mà vào đi vào trong sân tại lão giả dẫn dắt dưới đi tới trung ương nhất sân bãi ngang không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng long ngâm lập tức đã đến chàng quần long nhìn xem lam hiên vũ không hẹn mà cùng phát ra một tiếng tiếng đứt tai nhức óc tiếng long ngâm bọn hắn long ngâm mang theo phấn khởi tràn ngập sốt ruột tại quần long vườn quanh mảng lớn long ngâm bên trong lam hiên vũ chỉ cảm giác mình ngực bên trong long hạch trong nháy mắt nóng rực lên liền trong cơ thể hết thảy huyết mạch chi lực đều trong nháy mắt sáng ngời trong chốc lát hắn tinh thần bên trong cũng xuất hiện một cái chớp mắt hốt hoảng trong đầu hiện ra cái kia thân hình vô cùng to lớn cửu thải cự cử long tại quần long bảo vệ trung ương lúc hùng vĩ cảnh tượng trong lúc nhất thời khi thế tăng lên dữ dội, nếu như không phải hắn kịp thời áp chế, thậm chí liền muốn thi triển ra long thần biến. Mặc dù như thế, trên người hắn huyết mạch khí tức cũng là nóng bỏng hướng ra phía ngoài bán ra, nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Chính hắn long ngâm, tại tiếng lượng bên trên, khẳng định là không lấn át được ở đây quần long, nhưng không biết vì cái gì, khi hắn long ngâm phát ra thời điểm, ở đây hết thảy trung vị, hạ vị long tộc, tiếng long ngâm một cách tự nhiên yếu bớt thậm chí dần dần hóa thành gầm nhẹ, mà Lam Hiên Vũ Long ngâm lại tựa như cuồn cuộn lôi đình, vang vọng thăng long đài. Dưới chân truyền đến một cỗ hơi thở nóng bỏng, Lam Hiên Vũ thân thể cứng đờ, trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm giác mình thân thể phảng phất bị cái kia nóng bỏng quán xuyến giống như một cỗ cảm giác cực kỳ quen thuộc truyền đến, nhưng khi hắn vừa định muốn đi nắm chắc thời điểm, Long ngâm yếu bớt, phía dưới nóng bỏng cũng biến mất theo. Cứ việc đây chỉ là thời gian rất ngắn ngồi bên trong phát sinh nhưng lam hiên vũ lập tức liền ý thức được xảy ra chuyện gì thăng long đài hoặc là nói là thăng long trụ đó là thăng long trụ phản hồi hắn cuối cùng cảm nhận được tại vừa rồi quần long bảo vệ tình huống dưới hắn tự thân long thần huyết mạch nhận lấy kích thích phảng phất về tới đã từng long tộc huy hoàng nhất thời kỳ thăng long trụ cảm ứng được khí tức của mình từ đó cấp ra phản hồi mặc dù chỉ có một cái chớp mắt nhưng lại nhường lam hiên vũ có loại dung hội quán thông cảm giác tinh khí thần trong nháy mắt liền đạt đến đỉnh phong không hề nghi ngờ tại thăng long đài bên trên chiến đấu thì tương đương với là hắn sân nhà có thể làm cho hắn phát huy ra tự thân mạnh nhất thực lực đúng lúc này một đầu toàn thân tông màu nâu long tộc chậm rãi vào sân thân thể của nó dài tới 30 mươi mét có hơn tại hạ vị long tộc bên trong tuyệt đối được cho là khổng lồ có thể thăng long thành công liền mang ý nghĩa nó tại hạ vị long tộc bên trong thực lực tương đương không kém thế nhưng nó lúc này tiến lên tốc độ lại có chút thong thả tầm mắt thủy chung nhìn chăm chú tại lam hiên vũ trên thân từng bước một chuyển vào trong sân bốn mắt nhìn nhau lam hiên vũ trên thân màu vàng kim thần long giáp trong nháy mắt nổi lên bao trùm toàn thân lực lượng cường đại cảm giác quán thông hai con người con người dựng thẳng lên khí tức bắt đầu nội liễm bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ viết liền không giấu nhé cứ việc đối mặt là hạ vị long tộc nhưng hắn cũng không dám có chút chủ quan trước mặt này hạ vị long tộc thực lực cũng không tính quá yếu mà lại hắn cũng muốn thử một chút tại trong thực chiến này thần long giáp có thể mang cho trợ giúp của mình đến tột cùng lớn đến bao nhiêu cuối cùng cái kia tông màu nâu long tộc đi vào đến trung ương sân bãi lam hiền vũ trên thân kim quang phun trào liền chờ một tiếng bắt đầu liền tiến hành trận chiến đấu này lúc này mặt khác từng cái trong sân chiến đấu đều đã tạm ngừng lại mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú ở bên này trong sân thế nhưng khiến cho lam hiên vũ không nghĩ tới tình huống lại đột nhiên phát sinh tông màu nâu hạ vị long tộc đột nhiên nằm dạp trên mặt đất sau lưng đuôi rồng rủ xuống cung kính nói tôn kính kim long công chúa điện hạ ta nhận thua ta nghiêm trình nguyện ý trở thành ngài người hầu vĩnh viễn đi theo ngài ngài ở nơi nào ta liền ở nơi nào ý chí của ngài chính là ta suốt đời phương hướng lam hiên vũ ngẩn ngơ tình huống như thế nào nhận thua thêm hiệu chung trong lúc nhất thời hắn không khỏi có chút mờ mịt nhìn về phía vị kia dẫn dắt hắn tiến vào sân bãi lão giả hướng đi lão giả nhẹ gật đầu nói lam chiến thắng lam ngươi nguyện ý tiếp nhận nó hiệu chung sao lam hiền vũ có chút nghi hoặc nhìn lão giả nói ta tiếp nhận nó hiệu chung sẽ như thế nào không tiếp thụ sẽ như thế nào lão giả trầm giọng nói tiếp nhận nó nó đem cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước từ nay về sau nó liền là ngươi người hầu trung thành nhất trong đầu của nó sẽ bị cắm vào ngươi tinh thần lạc ấn nếu như nó phản bội ngươi chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu nó liền sẽ biến thành cho bụi nhưng nó cũng đồng dạng lại nhận máu của ngươi mạch khí tức ảnh hưởng dùng ngươi huyết mạch tinh khiết cùng mạnh mẽ sẽ đối với tương lai của nó tu luyện có trợ giúp nếu như không tiếp thụ nó sẽ vĩnh viễn bị bài trừ tại thăng long đại tái bên ngoài vĩnh viễn không bao giờ thăng long chỉ vì hạ vị lam hiên vũ quan sát tỉ mỉ lên cái kia tông màu nâu hạ vị long tộc hai mắt hiếp lại đầu này tông màu nâu cự long mặc dù là hạ vị long tộc nhưng thân thể hình dáng cùng chân long vô cùng giống nhau mười phần cường tráng đồng dạng là hạ vị long tộc cùng hắn lúc trước lần thứ nhất săn long lúc đánh chết cái kia quả thực là khác biệt trời vực xem xét liền là hạ vị long tộc bên trong đặc biệt am hiểu chiến đấu nó dày rộng phần lưng lân phiến đặc biệt dày nặng dưới bụng mặc dù không có lân phiến nhưng đã có cùng loại với lân phiến hoa văn xuất hiện tựa hồ có tấn thăng trung vị long tộc dấu hiệu thu vẫn là không thu lão giả nhắc nhở thượng vị long tộc thu hạ vị long tộc là bộc là phi thường thường gặp tình huống tương lai nếu như ngươi lập tộc có chủ phó khế ước long tộc liền là ngươi trung thực ủng độn có thể thăng long thành công vẫn là có nhất định tiềm chất này đã tương đương với biến hướng đề cử cái kia tông màu nâu cự long nghiêm trình ngẩng đầu nhìn về phía lão giả to lớn trong đôi mắt tràn đầy vẻ cảm kích tốt vậy phiền phức ngài vì ta nhóm chủ trì chủ phó khế ước ta cũng không biết nên như thế nào ký kết làm hiền vũ quyết định thật nhanh không tiếp tục lưỡng lự lập tức đáp ứng hắn cũng không phải ham nhiều một đầu hạ vị long tộc làm chính mình tôi tớ chủ yếu là trước mắt tình huống như vậy nếu như không đáp ứng liền lộ ra quá không hợp sửa lại lão giả kia cũng là thần cấp long tộc cường giả thuận thế đáp ứng mới càng không dễ dàng bị hoài nghi lão giả mỉm cười đi vào lam hiên vũ bên người nói chủ phó khê ước người có thể dùng móng vuốt của chính mình đâm vào đầu lâu của nó trực tiếp tinh thần lực rót vào trong đó nó thì sẽ thả mở thế giới tinh thần của mình nhường ngươi tiến vào chiếm giữ ngươi lưu một tia tinh thần lực cùng huyết mạch khí tức ở bên trong hoàn thành câu thông cứ như vậy nó liền là của ngươi tôi tớ cách làm khế ước trên thực tế cũng là lạc ấn ngươi tại nó nơi quan trọng nhất lưu lại lạc ấn nó này cả đời cũng chỉ có thể trung thành với ngươi lam hiên vũ khẽ vuốt cằm hắn không khỏi nhớ lại lúc trước thấy mà khủng long kỵ sĩ cái kia bước chân dung mà khủng long kỵ sĩ cùng hắn tọa long hẳn là có chủ phó khế ước a à. nghiêm chỉnh hướng về phía trước bỏ lồm ngồm tiến lên mấy lần cúi đầu đem to lớn đầu hiện ra tại lam hiên vũ trước mặt trên đầu nó có một sừng đồng dạng trình làm tông màu nâu mang theo vài phần sấp xỉ điên của mùi vị từ trên người nó khí tức lam hiên vũ liền có thể cảm nhận được đầu này tông màu nâu cự long bản thân am hiểu hẳn là cùng loại với cận chiến loại hình năng lực thậm chí rất có thể cũng là phương diện lực lượng tay phải nâng lên màu vàng kim long chảo nổi bật đưa ngón trỏ ra đâm về phía nó đầu sừng nhọn phía trước một điểm đinh giòn tiếng hót bên trong một khối tông màu nâu lân phiến phá toái làm hiền vũ đầu ngón tay lợi trào đã chui vào nghiêm trình đầu nghiêm trình thân thể khổng lồ lập tức bắt đầu run rẩy lên hiển nhiên là đang chịu đựng thống khổ to lớn làm hiền vũ có thể cảm giác được nó đang cố gắng thu lại lấy tự thân lực phòng ngự cùng với ứng kích phản ứng tùy ý chính mình long trào đâm vào cái này chủ phó khế ước quá trình nhưng thật ra là rất nguy hiểm theo lúc trước lão giả kia miêu tả thời điểm làm hiền vũ liền đã cảm thấy bị đâm vào đại não còn muốn buông ra hết thể phòng ngự thế giới tinh thần cũng muốn mở ra bị huyết mạch chi lực cùng tinh thần lực cắm vào lạc ấn quá trình này chỉ cần có một chút vấn đề xuất hiện cái kia đầu của nó rất có thể liền sẽ bị xoắn thành bột nhão hữu tử vô sinh nhưng lão giả kia lại tựa hồ như là cho rằng đây là chuyện rất bình thường tựa hồ chủ phó khế ước nếu như không thể ký kết thành công tôi tớ một bên chết vong là chuyện không thể bình thường hơn được mặc dù không biết bọn hắn đây là cái gì tâm tính nhưng lam hiên vũ còn là dựa theo lão giả nói tới đi làm một tia huyết mạch khí tức bị hắn tách ra tại long trào vừa mới đâm vào đầu xương cốt bên trong hơi đụng chạm lấy nghiêm trình đại não thời điểm liền đã rót và đi vào lam hiên vũ hiện tại tinh thần lực lại có gần một bước tăng lên tại khống chế phương diện càng là vừa đúng chẳng qua là này một tia huyết mạch tiến vào nghiêm trình thân thể liền kịch liệt run rẩy lên toàn thân long lân đều tùy theo sốc lên dựng thẳng lên thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy phảng phất đang chịu đựng cái gì kinh khủng đau nhức nó bộ dạng này xem chung quanh mặt khác bên trong hạ vị long tộc từng cái lặng ngắt như tờ không không khẩn trương nhìn chăm chú lấy tại trong long tộc ký kết chủ phó khế ước là hết sức thường gặp tình huống là hạ vị long tộc phụ thuộc vào thượng vị long tộc phương thức tốt nhất có thể càng tiến một bước tiến vào thượng vị long tộc gia tộc danh sách thế nhưng nhất hố liền là này chủ phó khế ước một cái không tốt liền muốn mệnh thế nhưng nếu như có thể làm cái thứ nhất trở thành tôi tới long tộc cũng sẽ thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất long tộc chủ phó khế ước không phải vô hạn thần cấp trở xuống nhiều nhất ba tên tôi tớ thần cấp trở lên cho dù là thiên long thủ tọa cũng chỉ có 12 hai tôi tớ mà thôi này nghiêm trình không thể nghi ngờ là cái nhân vật hung ác tại hôm qua thấy lam hiên vũ thăng long thành công cảm nhận được hán chỗ cho thấy khí tức về sau đúng là tại bị rút chúng tình huống dưới không chút do dự ngay trước quần long nhận chủ hơn nữa còn là tại thăng long đài bên trên nhận chủ hắn không chỉ không ngốc mà lại hết sức thông minh thăng long đài bên trên nhận chủ xác suất thành công sẽ cao một chút mà lại ngay trước quần long tại vạn chúng chúm một phía dưới lam hiên vũ không thu nó khả năng đối lập khá thấp đứng tại lam hiên vũ bên người lão giả cũng tầm mắt một mực nhìn chăm chú nghiêm trình đến không phải quan tâm một cái hạ vị long tộc sinh tử chủ yếu là đang nhìn trở thành tôi tớ về sau nghiêm trình lại nhận làm hiên vũ huyết mạch ảnh hưởng sinh ra biến hóa như thế nào không để cho chú ý chờ đợi quá lâu nghiêm trình biến hóa trên người so trong tưởng tượng xuất hiện càng nhanh cũng càng thêm kịch liệt cái kia từng khối dựng thẳng lên lân phiến phía dưới liền là cứng cỏi ra rồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nghiêm chỉnh cái kia ra rồng bên trên bắt đầu xuất hiện một đạo đạo kim sắc hoa văn lúc mới bắt đầu những đường vân này như vết dạn khoách tán phảng phất thân thể của nó liền muốn sụp đổ giống như nhưng rất nhanh này chút quang văn bắt đầu mạnh lên kim quang dần dần bao trùm toàn thân đồng thời bắt đầu hướng lên phủ lên ảnh hưởng cái kia từng khối tông màu nâu long lân dần dần cũng bị bịt kín một tầng màu vàng kim tông màu nâu lân phiến dần dần bắt đầu cải biến biến thành một loại kỳ dị mà thâm thúy tông màu vàng kim càng là dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc chính là nghiêm trình dưới bụng ban đầu liền đã phát họa ra lên phiến hoa văn phần bụng cũng bắt đầu chui ra một mảnh tinh tế dày đặc vẩy nhỏ mặc dù kém xa phần lưng lân phiến nặng nề như vậy nhưng đây chính là thiết thiết thực thực long lân a à. thăng long này là đúng nghĩa thăng long theo hạ vị long tộc tấn thăng trung vị long tộc hạ vị long tộc còn chỉ có thể dùng nó để hình dung tới trung vị long tộc trở lên là có thể dùng hắn để hình dung địa vị đây chính là khác biệt trời vực a à. tất cả hạ vị long tộc đến đây tham gia thăng long đại tái kỳ thật cũng chỉ có một mục đích chính là vì có thể thăng long thành công theo chỉ có thể làm thượng vị long tộc tôi tớ đến trở thành long tộc lực lượng trung kiên chẳng ai ngờ rằng cái thứ nhất thăng long thành công lại là chủ động nhận hạ chủ phó khí ước nghiêm trình đừng nhìn nghiêm trình lúc trước phần bụng liền đã có long lân hoa văn nhưng trên thực tế nó muốn chân chính tấn thăng đến trung vị long tộc cũng không phải một chuyện dễ dàng còn cần càng nhiều tích lũy cùng với đốn ngộ quá trình lần này thăng long đại tái trừ phi là hắn có thể xông vào đến thi đấu vòng tròn giai đoạn bằng không trở thành trung vị long tộc là hào không khả năng sự tình đứng tại lam hiên vũ bên người long tộc lão giả lúc này cũng là mở to hai mắt nhìn đây là huyết mạch tuyệt đối là huyết mạch chẳng qua là một tia huyết mạch rót vào vậy mà liền nhường một vị hạ vị long tộc đỉnh phong trực tiếp tấn thăng đến trung vị long tộc trình độ mà lúc này nghiêm trình tựa hồ cũng bởi vì xin nhờ huyết mạch trói buộc nguyên bản đã mười phần thân thể cao lớn bắt đầu bành trướng trở nên càng ngày càng hùng tráng trong khoảng thời gian ngắn thân dài liền đã theo nguyên bản khoảng 30 mươi m bành trướng đến 35 mươi lăm m có hơn tự thân khí tức cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất sau lưng đã biến thành tông màu vàng kim dày nặng lân phiến bắt đầu có từng khối nhô lên bày biện ra hình tam giác kiên cố đâm một mực từ đầu hướng về sau kéo dài đến phần đuôi tự thân huyết mạch khí tức cũng theo đó không ngừng tăng cường lam hiên vũ nhìn xem biến hóa của nó cũng không nhịn được cảm thấy kỳ dị hắn có thể cảm giác được này nghiêm trình huyết mạch biến hóa xác thực là bởi vì chính mình một tia huyết mạch khí tức rót và sinh ra phải biết hắn vẫn là không chế tại chỉ dùng kim văn lam ngân thảo phụ thêm kim long vương huyết mạch khí tức mà không phải long thần huyết mạch để tránh bị phát hiện mánh khóe có thể vẻn vẹn như thế liền đã lệnh nghiêm trình thân thể sinh ra dạng này tiến hóa thức biến hóa quả thực là để cho người ta khiếp sợ à một về tinh thần lạc ấn cũng theo đó rơi vào nghiêm trình tinh thần chi hải bên trong thân thể tiến hóa nhường nghiêm trình đối lam hiên vũ tinh thần cởi mở so với lúc trước tầm bảo thú đều càng thêm thông thấu lạc ấn trực tiếp rơi vào nó đại não long tinh phía trên hình thành thuộc về lam hiên vũ ấn ký phảng phất có một đạo tinh thần cầu nối trong nháy mắt thành lập hoàn thành lẫn nhau ở giữa cầu thông lam hiên vũ trong lòng âm thầm thấy kỳ dị cuối cùng là tính tôi tớ vẫn là tính hồn linh a à. phải biết này nghiêm chỉnh mặc dù cũng không là đúng nghĩa cự long chẳng qua là hạ vị long tộc tấn thăng trung vị long tộc có thể là trong quá trình thăng cấp tu vi của hắn liền đã tương đương với tăng lên tới phong hào đấu la tả hữu cấp độ nếu như là hồn thú đủ để so sánh mười vạn năm hồn thú còn không phải bình thường mười vạn năm hồn thú long tộc thân thể hạng gì cường hãn cái này ký kết chủ phó khê ước quá trình kỳ thật cũng không dài đằng đẵng nhưng lại thấy chung quanh trung vị hạ vị long tộc nhóm từng cái trợn mắt hốc mồm nhất là hạ vị long tộc phản ứng kịch liệt nhất trong lúc nhất thời đã có thật nhiều hạ vị long tộc hướng về phía trước tới gần ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ nôn nóng nghiêm trình bái kiến long chủ nghiêm trình thân thể cao lớn hoàn toàn nằm dạp trên mặt đất long cúi đầu nương theo lấy lam hiên vũ long chảo thu hồi nó đầu cửa sổ cũng phi tốc khép lại liền nó cặp kia nguyên bản tông trong mắt màu vàng lúc này đều nhiều một vệt màu vàng kim toàn thân rõ ràng ẩn chứa tính bùng nổ lực lượng Ừm đến một bên chờ đi. Lam Hiên Vũ Thản Nhiên nói, nội tâm của hắn lại rung động, lúc này cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Sau đó hắn chuyển hướng bên người lão già, nói: Ta trận đấu này nên tính là kết thúc à? Dĩ nhiên, ngài thỉnh có khả năng rời đi cũng có thể quan chiến. Lão già nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt càng thêm không đồng dạng. Như loại này nhận chủ về sau lập tức liền tăng lên cấp độ tình huống là mười phần hiếm thấy. Dù cho nhận chủ đối tượng là Long Kỵ sĩ, đó cũng là muốn thời gian hơi dài về sau nương theo lấy nhận long kỵ sĩ ảnh hưởng ngày càng càng sâu lúc này mới có thể từng bước tăng lên tự thân tu vi huyết mạch tiến hóa có thể là vị này kim long công chúa quá trình nhận chủ cũng quá thẳng cho trực tiếp liền hoàn thành tiến hóa sao có thể không cho ở đây mặt khác từng cái cấp độ long tộc thấy sâu bị kích thích đâu rất nhiều hạ vị long tộc nhất là tự nhận là tấn thăng trung vị long tộc xa vời những cái kia lúc này hối hận ruột đều thanh ba cái danh ngạch chỉ có ba cái danh ngạch à này liền đã bị nghiêm chỉnh cướp đi một cái, mặt khác hai cái danh ngạch còn không biết lúc nào mới có thể sử dụng. Không chỉ là hạ vị long tộc, liền liền trung vị long tộc nhìn xem lam hiên vụ ánh mắt cũng rất tha thiết à. Nếu như bọn hắn có thể tấn thăng, vậy coi như là thượng vị long tộc, mà lại từ nơi này vị thăng long đứng đầu tình huống đến xem tương lai là có cơ hội trở thành long kỵ sĩ, long kỵ sĩ tọa long cũng là thượng vị long tộc. Cho dù có chủ phó khí ước, nhưng nếu như có thể trở thành long kỵ sĩ tọa long cái kia địa vị cũng là hoàn toàn khác biệt chỉ cần hướng lòng kỵ sĩ một người hiệu chung là có thể trong lúc nhất thời toàn bộ thăng long đài bên trên đều có loại quần long phun trào xu thế bọn hắn nhìn xem lam hiên vũ tầm mắt quả thực là sốt ruột không thể lại sốt ruột đi ra sân thi đấu lần này hoàng nguyên lãng không có nóng lòng lên sàn mà là trước hết để cho bạch tú tú đi để tránh chính mình tự rước lấy nhục đồng thời hắn nhìn xem lam hiên vũ ánh mắt cũng biến hóa rất nhiều vừa rồi một màn kia đối với hắn rung động đồng dạng mãnh liệt à phải biết có thể chưa từng có hạ vị long tộc nguyện ý nhận hắn làm chủ đây lam ngươi hoàng nguyên lãng đột nhiên cảm thấy chính mình có chút tưởng nghèo đối mặt lam hiên vũ thậm chí có loại không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác là vàng thỏi cũng sẽ phát sáng câu nói này dùng tại lam hiên vũ trên thân không có gì thích hợp bằng đi vào thăng long đại tái trước đó còn không rõ lộ ra nhiều nhất liền là đạt được mà khủng long kỵ sĩ tán thành có thể đi vào thăng long đại tái về sau này có thể không còn là đạt được đơn độc một vị tán thành mà là tại hết thảy long tộc nhất là tuổi trẻ long tộc nhóm trước mặt được mọi người chỗ tán thành a vừa mới một màn này cũng đủ để cho hết thảy hạ vị long tộc cùng chung vị long tộc đối lam tán thành đi đến mức cực hạn kim long công chúa cái danh dưng này không biết là từ đâu tới nhưng không thể nghi ngờ đã tại vừa mới nhận chủ quá trình bên trong đi sâu lòng người đây là muốn cường đại cỡ nào huyết mạch chi lực mới có thể hoàn thành nhường hạ vị long tộc trực tiếp tấn thăng a Hoàng Nguyên Lãng hiện tại mới hiểu được vì cái gì mà khủng long kỵ sĩ tại lần thứ nhất nhìn thấy Lam Hiên Vũ thời điểm liền đã cho rằng nàng có trở thành long kỵ sĩ tư chất hẳn là bởi vì nàng trong huyết mạch tán phát khí tức cố gắng lên Lam Hiên Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu tầm mắt liền đã nhìn về phía đi vào trong sân bạch tú tú tông kim sắc cự long nghiêm trình lúc này ngay tại Lam Hiên Vũ bên cạnh cách đó không xa nằm dạp trên mặt đất nhìn xem Lam Hiên Vũ trong ánh mắt tràn đầy cung kính cùng vẻ hưng phấn hắn cực thắng từ hôm nay trở đi Hắn liền là trung vị long tộc, từ hôm nay trở đi, hắn liền là Kim Long công chúa tôi tớ. Hắn làm sao biết, kỳ thật Lam Hiên Vũ hết sức không chào đón hắn. Kim Long công chúa cái quỷ gì? Vừa mới Bạch Tú Tú theo hắn bên người đi qua thời điểm, đều kém chút cười ra tiếng đi, bộ mặt biểu lộ đều có chút muốn không khống chế nổi, này không biết muốn bị nàng cười bao lâu. Bạch Tú Tú đồng dạng đi vào trung ương trong sân, giờ này khắc này, quần long còn không có theo lúc trước rung động bên trong khôi phục lại, Bạch Tú Tú đã chủ động nói: ta cũng không nên tôi tớ, tớ. Một câu, liền bỏ đi một ít hạ vị long tộc dục dịch. Đối thủ của nàng cũng đã xuất hiện, trên thực tế, thấy ba vị thượng vị long tộc đi vào thăng long đài thời điểm, bọn hắn đối thủ liền đã chuẩn bị kỹ càng đang tràng. Không thể nghi ngờ, rút đến thượng vị long tộc, đối bọn nó tới nói, vận khí thật sự là quá không tốt. Lão giả vung tay lên, bạch tú tú đối thủ ra trận. Đó là một đầu thân dài chỉ có mười mấy thức hạ vị long tộc, tại hết thảy dự thi trong long tộc, nó tuyệt đối thuộc về hình thể nhỏ nhất mấy cái một trong. Toàn thân bao trùm lấy bạc vầy màu xám, dưới bụng không có lân phiến, sáng người tinh tế mà thon dài. Nếu như dùng thể trọng để cân nhắc lời, nó khả năng liền nghiêm trình thể trọng một phần mười đều không có. Đây là thể tích bên trên chênh lệch thật lớn, mà lại, nó cũng không hoàn toàn giống long tộc, trên thân cơ hồ là kề sát trên mặt đất, dưới bụng có tứ chi, chống đỡ lấy thân thể, sau lưng một đôi long rực bày ra, càng giống là biết bay thẳng lằn. Tích dịch long đây là hạ vị long tộc bên trong so khá thường gặp tại long biến thời kỳ rất nhiều nhận long khí tiêm nhiễm chủng tộc đều tử vong tích dịch long long biến lại là tương đối mà nói xác suất thành công tương đối cao nhưng bởi vì thần làn bản thân không đủ cường đại cho nên tích dịch long phần lớn đều là hạ vị long tộc chỉ bất quá thuộc tính có chỗ khác biệt mà thôi bạch tú tú hai mắt híp lại nhìn xem trước mặt đối tay lại không có bởi vì đối phương hình thể có chút chủ quan có thể thăng long thành công liền đã mang ý nghĩa thực lực chỉ có hạ vị long tộc bên trong người nổi bật mới có thể leo lên thăng long đài tích dịch long sau lưng hai cánh kéo ra ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem bạch tú tú bắt đầu long tộc lão giả vung tay lên tuyên bố trận đấu này bắt đầu trong không khí phong nguyên tố đột nhiên trở nên kịch liệt sóng gió nổi lên nồng đậm gió cơ hồ trong nháy mắt liền trải rộng toàn trường phong thuộc tính tích dịch long nó hai cánh đột nhiên nhịp động thân thể tùy theo tăng lên mà lên không khí chung quanh lập tức ngưng tụ ra từng đạo đao gió điên cuồng hướng trung ương bạch tú tú quấn giết tới cái kia từng đạo đao gió bóng mờ mang theo chói tai tiếng hét lớn không chỉ cực kỳ sắc bén mà lại điều khiển vô cùng tinh diệu chính nó thân thể lại là dương cánh bay cao thần long giáp trong nháy mắt phụ thể làm bạch tú tú mặc vào nàng cái kia thần long giáp thời điểm màu lam sậm vầng sáng một cách tự nhiên hướng ra phía ngoài khuếch trương ra toàn bộ thăng long đài bên trên ánh sáng tựa hồ cũng tùy theo mờ đi mấy phần không có đổi thành long hình sau lưng lại nổi lên thâm uyên băng ma long biến thành bóng mờ thâm uyên băng ma long thân thể hư ảo nhưng một đôi chóng mắt lại là trong nháy mắt ngưng tụ dâng lên đang đang bay về phía bạch tú tú đao gió lập tức dồn dập ngưng trệ trong không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống thâm lam ngưng thị giữa không trung phong thuộc tính tích dịch long toàn thân cứng đờ lập tức hướng mặt đất rơi xuống nhưng nó cũng không phải kẻ vớ vẩn thân thể chẳng qua là hạ xuống một phần ba khoảng cách liền đã khôi phục lại hai cánh nhịp động lần nữa lơ lửng chung quanh phong nguyên tố cũng một lần nữa ngưng tụ nhưng có lúc trước khống chế bạch tú tú động nàng đã là phóng người lên dùng hình người thân thể sau lưng hai cánh bày ra hết thải chung quanh đều trở nên lạnh lẽo vô cùng hắc ám nở rộ thôn phệ quang minh long thương nhảy vào trong lòng bàn tay thân hình lấp lánh ở giữa thẳng đến cái kia phong thuộc tính tích dịch long mà đi từng đạo so lúc trước càng cường đại hơn đao gió ngưng tụ tại phong thuộc tính tích dịch long chung quanh phi tốc hướng bay lên trời bạch tú tú bắn trụm mà xuống bạch tú tú sau lưng băng vụ phun trào chính là đệ nhị hồn kỹ băng triều băng triều tuôn cải biến nàng tiến lên phương hướng tăng lên nàng tốc độ phi hành thân thể mềm mại cứ như vậy tinh chuẩn vô cùng tại đao gió ở giữa xuyên qua thần long giáp mặt ngoài làm ánh sáng màu đen chẳng qua là duy trì tại chừng một thước phạm vi bên trong nàng bay lượn kỳ thật cũng không thể hoàn toàn tránh đi những cái kia đao gió thế nhưng hết thảy tiếp cận nàng đao gió lại tất cả đều tại cái kia màu xanh đen trong vầng sáng hòa tan phong thuộc tính tích dịch long thấy không xong xoay người chạy nó am hiểu nhất khí thế là tốc độ nếu như đặt ở nhân loại hồn sư bên trong khẳng định là thuộc về hệ mẫn công hồn sư kéo dài khoảng cách chiến đấu băng vào tốc độ ưu thế cùng bạch tú tú chu toàn nó cho là mình vẫn có một ít cơ hội nhưng vào lúc này tuyết rơi từng mảnh từng mảnh màu xanh đậm bông tuyết từ trên trời giáng xuống cho dù là tại trong cuồng phong bông tuyết bay lượn phía dưới cái kia màu xanh đậm nhưng như cũ kéo dài không ngừng hạ xuống trung ương bên trong chiến trường nhiệt độ phi tốc giảm xuống càng đáng sợ chính là này chút màu xanh đậm bông tuyết thôn phệ lấy tia sáng lệnh chung quanh trở nên hoặc sáng hoặc tối phong nguyên tố cũng tại thôn phệ bên trong lặng yên không tiếng động giảm bớt phong thuộc tính tích dịch long run sợ phát hiện chính mình ngưng tụ đao gió đang ở không ngừng thu nhỏ liền ngay cả mình mượn nhờ phong nguyên tố tăng lên tốc độ đều đang không ngừng giảm xuống cái kia màu xanh đậm bông tuyết liền là tại dạng này thay đổi một cách vô tri vô giác thôn phệ lấy hết thầy khiến cho thân thể của nó càng ngày càng lạnh lẽo. Một đạo đao gió ngưng tụ mà thành, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền đã bị màu xanh đậm bông tuyết nơi bao bọc, màu xanh đậm đao gió đúng là trên không trung hóa thành lưỡi đao băng tinh, thoát ly phong thuộc tính tích dịch long trưởng khống. Bạch Tú Tú thân thể mềm mại đột nhiên treo ngừng ở giữa không trung bên trong, không tiếp tục đuổi theo cái kia phong thuộc tính tích dịch long. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay nàng long thương dơ cao. Banh vô số hóa thành lưỡi đao băng tinh đao gió đồng thời nổ tung muôn vàn vụn băng bắn tung toe Nhiệt độ trượt hạ xuống, thâm lam ngưng thị tái xuất, phong thuộc tính tích dịch long lần này cũng không còn cách nào thoát khỏi băng nguyên tố phong tỏa, trong nháy mắt hóa thành tượng băng từ trên trời giáng xuống. Bạch Tú Tú hơi lắc người, đã đến nó hướng trên đỉnh đầu, một chân đạp tại nó trên đỉnh đầu, trong tay long thương hạ chỉ. Phong thuộc tính tích dịch long phi tốc rơi xuống, mắt thấy liền muốn quẳng trên mặt đất hóa thành mảnh vỡ, tất cả băng nguyên tố lại trong nháy mắt tan biến. Phong thuộc tính tích dịch long một lần nữa trưởng khống thân thể, hốt hoảng nhịp động hai cánh giảm xuống rơi xuống tốc độ. Nhưng hạ xuống tốc độ thực sự quá nhanh, nó vẫn là hung hăng đập vào mặt đất bên trên, ngã cái thất điên bát đảo. Nhưng cuối cùng là không có ở băng cứng trạng thái dưới bị ngã vỡ. Bạch tú tú hư không dậm chân, từng bước một đi xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Trong tay long thương trên thực tế căn bản không có chân chính đem ra qua, liền đã kết thúc trận chiến đấu này. Trận này dùng nhanh đánh nhanh, theo bắt đầu đến kết thúc một phút đồng hồ mà thôi. Bạch Tú Tú lại đem năng lực bản thân hiện ra như thế huyễn lệ xúc động lòng người. Đệ nhất hồn kỹ băng nguyên tố trưởng khống, đệ nhị hồn kỹ băng triều, thứ ba hồn kỹ băng bạo, cùng với đệ tứ hồn kỹ thâm lam ngưng thị, thứ năm hồn kỹ tử vong điêu linh, thứ sáu hồn kỹ băng ma tuyết. Bằng vào sáu đại hồn kỹ thành thạo sử dụng, khắc địch chế thắng, nhưng cái kia am hiểu tốc độ phong thuộc tính tích dịch long từ đầu đến cuối đều không có thu hoạch được bất cứ cơ hội nào. Toàn bộ quá trình chiến đấu cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác đây không phải trên thực lực nghiền ép nhìn qua càng là kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu bên trên lấy được thắng lợi phong long thành hoàng tú tú chiến thắng long tộc lão giả vô cùng hài lòng hướng bạch tú tú nhẹ gật đầu lực lượng mạnh mẽ cùng thật hay không là quyết định thực lực thế nhưng có thể hay không đem lực lượng thông qua thực chiến kỹ xảo hoàn mỹ vận dụng đến trọng yếu giống vậy không hề nghi ngờ ở phương diện này bạch tú tú làm phi thường tốt này tại trong long tộc nhất là dùng lực lượng nghiền ép lấy xương thượng vị long tộc bên trong cũng không phổ biến bạch tú tú khí tức tại thượng vị long tộc bên trong tuyệt đối là thuộc vị yếu kém và vị một trong nhưng nàng thực chiến kỹ xảo nhưng lại làm kẻ khác có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác hời hợt liền thu được trận đấu này thắng lợi tựa như là làm một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình bạch tú tú dạo chơi mà ra đi vào lam hiền vũ bên người đứng vững thấp giọng nói người nói bọn hắn có thể hay không cũng lên cho ta cái gì công chúa loại hình tên làm hiền vũ khóe miệng co giật một thoáng quay đầu nhìn về phía bên cạnh hoàng nguyên lãng nói hoàng huynh tới phiên ngươi cố gắng lên được hoàng nguyên lãng thở sâu nhanh chân hướng trong sân đi đến bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé bạch tú tú biểu hiện khiến cho hắn cũng đồng dạng có loại cảm giác kinh diễm vừa mới chiến đấu nhìn qua không nóng không lạnh cũng không có cái gì tinh cầu va chạm kịch liệt va chạm nhưng chính là tại đây hời hợt bên trong bạch tú tú liền thắng nguyên bản tại hoàng nguyên lãng trong lòng bạch tú tú thực lực khẳng định là không bằng chính mình có thể hiện tại xem ra tựa hồ ngoại trừ thuần túy năng lượng cường độ bên ngoài thực chiến kỹ xảo chính mình còn giống như không bằng nàng chẳng lẽ nói hoàng dại long tộc đều như thế mạnh sao trong lòng dâng lên một cỗ không chịu thua suy nghĩ hoàng nguyên lãng đi vào trong sân làm vị thứ ba thượng vị long tộc xuất chiến chính là bởi vì kìm nén khẩu khí hoàng nguyên lãng này một trận chiến đánh cũng là tương đương đặc sắc nương tựa theo thiên long tộc thượng vị long tộc thuần túy lực lượng nghiền ép đối thủ hoàng gia thuộc tính là thổ thuộc tính am hiểu nhất là trọng lực khống chế từ đầu đến cuối trận này hắn đều áp chế đối thủ không thể cất cánh mà không thể hóa thành nhân hình hạ vị long tộc tại vô phương bay lượn tình huống dưới thực lực ít nhất hạ thấp nhiều hơn phân nửa bị hoàng nguyên lãng triệt để áp chế cuối cùng cũng chỉ là hơn một phút đồng hồ liền kết thúc chiến đấu trận đầu quá quan hoàng nguyên lãng theo sân thi đấu bên trong đi lúc đi ra cảm giác mình cuối cùng là mở miệng ác khí thở dài một hơi đang chuẩn bị chào hỏi bạch tú tú cùng lam hiên vũ cùng rời đi đây lại thấy hai nữ đã đứng ở nghiêm trình trên lưng hướng hắn phất phất tay nghiêm trình hai cánh bày ra tản ra tông kim sắc quang mang lân phiến chiếu sáng rạng rỡ mang theo bọn hắn nhẹ nhàng đi nghiêm trình người là cái gì thuộc tính am hiểu lực lượng làm hiên vũ hướng dưới chân nghiêm trình hỏi đúng vậy long chủ thuộc hạ am hiểu phòng ngự cùng lực lượng huyết mạch đối lập vẫn tính tinh khiết nhưng bởi vì chẳng qua là am hiểu lực lượng tự thân nồng độ dòng máu lại không đủ cho nên mới thủy chung không có thể đi vào hóa may mắn được long chủ chiếu cố ừm làm hiền vũ không nói gì nữa bởi vì cùng nghiêm trình có thể đơn phương câu thông hắn có thể cảm nhận được cái tên này lực lượng rất mạnh tự thân cơ bắp xương cốt mật độ đều phi thường lớn tốc độ phi hành mặc dù không phải đặc biệt nhanh nhưng vô cùng ổn định cho người ta một loại mười phần cảm giác trầm ổn mà lại nghiêm trình huyết mạch khí tức cùng trên người hắn dùng sơn long vương dương chế tạo thần long giáp có chút sấp xỉ khí tức nói cách khác hắn tự thân huyết mạch rất có thể có một tên sơn long vương sấp xỉ loại hình nhận chính mình kim long vương huyết mạch kích thích huyết mạch xuất hiện cùng loại với nhân loại hồn sư võ hồn hai lần thức tỉnh tình huống mới có lúc trước tiến hóa có lần này tiến hóa hắn tương lai lại tiếp tục tăng lên liền có không gian mà lại nghiêm trình đúng là có thể từ trên người chính mình đạt được chỗ tốt không nhỏ của mình huyết mạch lực lượng ở mức độ rất lớn sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác đối với nó sinh ra ảnh hưởng thời gian càng dài tu vi của mình càng cao đối với nó ảnh hưởng cũng lại càng lớn làm trung vị long tộc nghiêm trình long lực cũng tương đối hủng hậu bất quá nó dù sao đã nhận lam hiên vũ làm chủ lam hiên vũ cũng là không có xét tính toán của nó nhận lấy nghiêm trình lam hiên vũ còn có mặt khác cân nhắc hắn đối long tộc hiểu rõ đều đến từ thượng vị long tộc trung vị hạ vị long tộc tình huống không coi là rất rõ mà lại vô luận là hoàng đạo kỳ phụ tử vẫn là mặt khác thượng vị long tộc đối với hắn nhất định đều sẽ có giữ lại nghiêm trình lại không giống nhau thành vì mình tôi tớ về sau hắn sinh mệnh đều là tại chính mình một ý niệm theo hắn nơi này nhất định có thể biết hắn hiểu biết hết thảy đối với thiên long tinh quen thuộc trình độ hắn khẳng định phải vượt xa chính mình nghiêm trình ta cùng tú tú nguyên bản đều là hoang dại long tộc gần nhất mới gia nhập phong long thành hoàng gia cho nên đối chúng ta long tộc rất nhiều chuyện cũng không tính hiểu rất rõ hôm nay ngươi nhận ta làm chủ liền để ta hết sức kinh ngạc này chủ phó khế ước tại trong long tộc hết sức phổ biến sao có cái gì mặt khác ước thúc không có lam hiên vũ chuẩn bị theo chủ phó khế ước phương diện vào tay nghiêm trình nói chủ phó khế ước tại chúng ta trong long tộc là so khá thường gặp bình thường tới nói đều là hạ vị long tộc nhận thượng vị long tộc làm chủ dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó Hạ vị long tộc tại chúng ta trong long tộc liền là tôi tớ tồn tại, có thể thu hoạch được thượng vị long tộc phù hộ, địa vị tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, nhưng thượng vị long tộc căn cứ thực lực khác biệt, có thể thu lấy tôi tớ số lượng cũng không giống nhau, bởi vậy, bình thường tới nói, đều sẽ có số lượng đi khống chế, thu lấy hạ vị long tộc làm tôi tớ, cũng sẽ thu thực lực khá mạnh, có khả năng tấn thăng trở thành trung vị long tộc cái chủng loại kia, dù sao, trung vị long tộc cùng hạ vị long tộc địa vị liền hoàn toàn khác biệt, tôi tớ thực lực cũng là chủ nhân thực lực một bộ phận mà hạ vị long tộc tại lựa chọn long chủ thời điểm tự nhiên cũng là hy vọng lựa chọn thực lực mạnh nhất lam hiên vũ nói cái kia thật lòng lực khác biệt có thể có được nhiều ít tôi tớ đâu nghiêm trình nói thần cấp trở xuống thượng vị long tộc có thể có được ba vị tôi tớ ta xem như chiếm cứ ngài tôi tớ vị trí một trong thần cấp long tộc có khả năng có được năm vị tôi tớ chân thần cấp long tộc có khả năng có được tám vị đến siêu thần cấp cũng chính là thủ tọa loại cấp bậc kia là có thể có được 12 vị tôi tớ. Đây cũng là chúng ta long tộc có được tôi tớ lớn nhất số lượng. Dù sao, tách ra thần thức hoặc là tinh thần lực cùng với huyết mạch chi lực, đối long chủ bản thân cũng là tiêu hao. Làm Hiên Vũ khẽ vuốt cằm, vậy nếu như trở thành long kỵ sĩ, tọa long có hay không đều phải là tôi tớ. Nghiêm trình lắc đầu, nói, không, loại tình huống này vô cùng hiếm thấy, bình thường tới nói, long kỵ sĩ cùng tọa long cũng sẽ là thượng vị long tộc, lẫn nhau ở giữa là thân mật nhất đồng bạn dùng tôi tới tình huống xuất hiện chỉ có một loại tình huống cái kia chính là nguyên bản cả hai liền là đối thủ cạnh tranh hoặc là lẫn nhau cũng không đồng ý khả năng lực lại rất tiếp cận thích hợp kết bạn trở thành long kỵ sĩ loại tình huống này đi qua quyết chiến về sau chiến thắng một phương tại mặt khác long kỵ sĩ chứng kiến hạ có thể để cho mình tọa long nhận chủ từ đó chân chính thành tựu long kỵ sĩ tại 18 vị long kỵ sĩ đại nhân bên trong chỉ có ba vị đại nhân là như thế nghe hắn kiểu nói này làm hiên vũ lập tức hiểu được mặc khủng long kỵ sĩ la lan khẳng định liền là ba vị này một trong mà hôm qua nhìn thấy ám ma long kỵ sĩ la á nguyên khẳng định không ở trong đám này này theo bọn họ cùng tọa long ở giữa kết hợp liền có thể đã nhìn ra cái kia mặt khác long kỵ sĩ cùng tọa long ở giữa bình thường sẽ là quan hệ như thế nào không phải tôi tớ sẽ rất thân mật sao bạch tú tú hỏi một bên hỏi ánh mắt của nàng đã nhìn về phía lam hiên vũ nhếch lên môi đỏ nghiêm trình nói long kỵ sĩ cùng tọa long ở giữa chủ yếu có mấy loại tình huống phần lớn là huynh đệ lẫn nhau có liên hệ máu mủ gường già làm kỵ sĩ kẻ yếu làm tọa long hoặc là khiêu chiến tọa long thành công thu hoạch được tọa long tán thành hai bên ký kết bình đẳng cộng sinh khế ước loại tình huống này là nhiều nhất có bảy vị long kỵ sĩ là như thế còn có vợ chồng long kỵ sĩ loại thứ này ít tình huống nhưng vô luận loại nào tọa long cùng long kỵ sĩ bản thân quan hệ đều sẽ vô cùng mật thiết nghe hắn nói cuối cùng một loại tình huống làm hiền vũ lập tức cười hướng bạch tú tú nhíu lông mày Lam Hiên Vũ không tiếp tục tiếp tục hỏi, mặc dù hắn có thể quyết định này nghiêm chỉnh sinh tử, nhưng thân ở Thiên Long Tinh hết thảy vẫn là cẩn thận mới là tốt. Thông qua cùng hắn ở giữa trao đổi, đã để Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đối với Long Kỵ Sĩ có tiến một bước nhận biết. Trở lại chỗ ở, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú về đến phòng bên trong. Hôm nay ải thứ nhất đã qua, mà lại Lam Hiên Vũ mặc dù không có chiến đấu, nhưng lại thu được một tên tôi tớ, sẽ nghiêm trị trình trong miệng biết không ít có quan hệ với Long Kỵ Sĩ tình huống xem như thu hoạch tương đối khá sau đó còn có hai trận đấu vòng loại chỉ cần toàn thắng liền có thể sau khi tiến vào mặt thi đấu vòng tròn so với hạ vị trung vị long tộc bọn hắn thăng long đại tái quả thực xem như mười phần dễ dàng hiên vũ chúng ta là không phải tạm thời không thể săn long rồi bạch tú tú thấp giọng hướng lam hiên vũ hỏi lam hiên vũ nhẹ gật đầu nói thăng long đại tái ở giữa nhất định không thể nơi này không biết có vài vị long kỵ sĩ tại nhìn chăm chú mà lại biểu hiện của ta nhất định đã đã dẫn phát sự chú ý của bọn họ Chúng ta liền điệu thấp sự thi Hiểu rõ hơn Mà lại ta phát hiện Cũng không nhất định nhất định phải san long mới có thể tôi thể tu luyện Chúng ta tại thăng long đài bên trên tu luyện hiệu quả Muốn sao san long càng tốt hơn Người cũng có thể thông qua long lực sảnh tới tu luyện Thiên long tinh huyền bí So với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng nhiều Chúng ta lại đi một bước Xem một bước Mà lại Ta còn có loại cảm giác Nơi này long tộc tại long biến về sau cũng không thể hoàn toàn xưng là ngụy long theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn cũng có thể xem như long tộc truyền thừa vô luận là ngày hôm qua thăng long vẫn là hôm nay ta tại dự thi lúc bọn hắn cùng một chỗ long ngâm thời điểm đều có thể dẫn phát ta tự thân long thần huyết mạch cợn sóng thậm chí thấy được đã từng long thần thống trị long tộc một màn cái này khiến ta có loại vô phương đối bình thường long tộc hạ thủ cảm giác bạch tú tú sững sờ vô phương ra tay lam hiên vũ nhạy gật đầu vô luận là long mã tinh hệ vẫn là thiên long tinh cùng liên bang chúng ta quan hệ trong đó mặc dù là đối địch nhưng này phần đối địch chủ yếu đến từ hai bên lẫn nhau phát triển cùng ăn mòn cùng một cái chủng tộc một cái sinh vật không quan hệ liền giống chúng ta mong muốn chiến thắng long mã tinh hệ các tộc là vì nhân loại tốt hơn phát triển bọn hắn cũng muốn đảo ngược thôn vệ chúng ta cũng là vì tự thân phát triển trong này căn bản không có đúng sai chúng ta đại biểu là liên bang tự nhiên muốn làm liên bang mà chiến thế nhưng nếu có những biện pháp khác có thể tương đối hòa bình thu hoạch được nơi này hết thảy, tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Bạch Tú Tú kinh ngạc nói, người có cái gì mới ý nghĩ? Lam Hiên Vũ nói, vẫn là hôm nay cái này chủ phó khế ước để cho ta cảm giác được, trên người của ta có chuẩn bị long thần huyết mạch, chưa tới tu luyện cực hạn liền là một lần nữa thành tựu long thần vị trí, mà tại trong long tộc huyết thống chí thượng, nếu như ta có thể thành tựu long thần, có phải hay không liền mang ý nghĩa nơi này tất cả long tộc đều sẽ hướng ta thần phục đâu? Nếu như là dạng này, ít nhất thiên long tinh căn bản cũng không cần chiến đấu nơi này hết thảy liền một cách tự nhiên sẽ thuộc về liên bang ta chân chính kẻ thù chỉ có thiên long tinh thủ tọa một cái mà thôi bạch tú tú lông mày cao lại chẳng qua là chờ ngươi trở thành long thần còn không biết muốn bao lâu thời gian liên bang nếu như cùng bên này khai chiến làm sao bây giờ mà lại ngươi ý nghĩ này chẳng qua là lý tưởng bên trên lam hiên vũ cười nói ngươi hiểu lầm ta không phải nói liền không đối địch với long tộc ý của ta là từ giờ trở đi chúng ta liền muốn đối long tộc tiến hành một chút phân biệt săn long cũng không là không tiến hành trên thực tế nơi này long tộc ngang ngược quen rồi vẫn đứng tại đỉnh chuỗi thực vật ra tầng đỉnh chân chính bảo thủ bản tâm cũng không nhiều cho nên chúng ta tương lai săn long liền muốn tiến hành nhất định phân biệt chỉ giết những cái kia làm nhiều việc ác long tộc dạng này ít nhất sẽ không để cho chúng ta xuất hiện lương tâm bất an tình huống tương lai nếu ta có nhất thống long tộc cơ hội cũng sẽ không trong lòng còn có ái náy còn có một chỗ tốt chính là nếu như chúng ta giết đều là làm nhiều việc ác long tộc coi như bị phát hiện cũng có nói rõ lý do cùng cứu vãn cơ hội bạch tú tú giờ mới hiểu được lam hiên vũ mới vừa nói này chút ý tứ không khỏi thở dài một tiếng ngươi nghĩ thật nhiều à kim long công chúa điện hạ đằng trước nửa câu lam hiên vũ còn cười nghe phía sau nửa câu lập tức giận dữ đem nàng bắt vào trong ngực hung tợn hôn mấy lần ngươi đừng như vậy ta sợ ta về sau phải thích nữ nhân bạch tú tú bị hắn thân khuôn mặt đỏ bừng trong miệng lại không quên đả kích hắn. Kim Long công chúa. Làm Hiên Vũ nội tâm rút rút, hắn đột nhiên mong muốn hung hăng đánh cái kia nghiêm trình một trầu. Cái tên này, nắm cái danh xưng này kêu đi ra, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Long tộc, thậm chí là Thiên Long tinh quan tâm Thăng Long đại tái các tộc cũng đã biết. Trên thực tế, nào chỉ là biết, Kim Long công chúa tại trong thời gian ngắn ngủi đã là danh tiếng vang xa, nổi tiếng toàn tinh cầu. Tất cả bộ tộc có trí tuệ, tại rất nhiều nơi đều là tương tự, ví như thần tượng thế giới loài người bên trong đấu la liên bang cũng có thần tượng nhà công tử liền là nổi danh nhất thần tượng chẳng qua là lam hiên vũ trăm triệu không nghĩ tới là chính mình đi tới long mã tinh hệ đi tới thiên long tinh lại tại ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong trở thành nơi này thần tượng long tộc ở vào thiên long tinh đỉnh cao nhất địa vị mặc dù rất nhiều loại tộc đối với long tộc đều là vừa hận vừa sợ có thể trên thực tế bọn hắn trong nội tâm lại đều sẽ có chờ mong đang mong đợi lại có một lần long biến Chính mình cũng có thể trở thành long tộc Mạnh mẽ long tộc Hoặc là cùng long tộc kết hợp Sinh ra đời kế tiếp long tộc Dù sao, nữ tính long tộc số lượng thật sự là quá ít Mà Lam Hiên Vũ xuất hiện Không chỉ là nhường long tộc tuổi trẻ Dùng được nhóm phấn khởi Mặt khác các tộc cũng đồng dạng phấn khởi à Cái gì là thần tượng Liền là tất cả mọi người sẽ mặc sức tưởng tượng đối tượng Nữ tính hy vọng trở thành nàng như thế Nam tính thì là mong mỏi kỳ tích buông xuống Có thể có được dạng này phối ngẫu Cho nên Kim Long công chúa đại danh, tại trong thời gian rất ngắn đã là tại toàn tinh cầu nổi tiếng xa gần. Lam Hiên Vũ sâu sắc cảm nhận được chính mình danh vọng thời điểm, chính là tại ngày thứ hai, khi hắn đi ra chỗ ở đạp vào Long tộc đại đạo thời điểm, tiếng hoan hô, tiếng gọi ở Mỹ liên tiếp. Kim Long công chúa, Kim Long công chúa. Đây cũng không phải là Long tộc kêu gào, mà là tới từ Long tộc lớn, hai bên đường các tộc tộc nhân, ánh mắt của bọn họ bên trong tràn đầy sốt ruột, dù cho tại Lam Hiên Vũ leo lên xe rồng về sau, tiếng gọi ầm ĩ cũng không có nửa phần dừng lại hoàng nguyên lãng mở ra trong long xe bộ cách âm bình chướng mới tính đem phía ngoài tiếng hoan hô ngăn cách ra tầm mắt hơi khác thường nhìn xem lam hiên vũ nói lam người bây giờ danh tiếng quá lớn đã là thế hệ tuổi trẻ thần tượng cũng bởi vì hôm qua lam hiên vũ hỏi hoàng nguyên lãng nói các phương diện nguyên nhân đi một cái là bề ngoài của ngươi còn có thăng long đứng đầu hôm qua phụ trợ ngươi tôi tớ thăng long thành công đều là trong đó ảnh hưởng nhân tố hôm nay nghiêm trình không cùng đến làm hiền vũ khiến cho hắn lưu tại chỗ ở vững chắc vừa mới đột phá tu vi tăng lên tới trung vị long tộc cũng cần chê cười cùng vững chắc huyết mạch lực lượng bởi vì ở trong cơ thể hắn có một tia lam hiên vũ kim long vương huyết mạch tại làm hiên vũ khí tức thời khắc đều có thể ảnh hưởng đến hắn đối với hắn chỗ tốt còn chỉ là vừa mới bắt đầu Làm hiên vũ cũng cần thông qua đối nghiêm trình quan sát tới xác định chính mình với cái thế giới này long tộc đến tột cùng có thể sinh ra bao lớn ảnh hưởng làm hiền vũ có chút bất đắc dĩ lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào hắn chẳng thể nghĩ tới mình tại thiên long tinh bên trên vậy mà lại trong thời gian ngắn như vậy danh tiếng vang xa thậm chí còn muốn vượt qua hắn tại đấu la liên bang nổi tiếng tại đấu la liên bang hắn cũng chỉ là tại quân đội cùng với một chút cao tầng ở giữa biết nhưng tại nơi này thông qua này thăng long đại tái cũng đã là toàn dân đều biết nói không chừng chính mình nếu là tại thăng long đại tái bên trên lại có ưu tú biểu hiện rất nhanh liền long mã tinh hệ đều sẽ có sức ảnh hưởng của mình này là chuyện tốt hay chuyện xấu không dễ phán đoán chỉ có thể nói là có tốt có xấu đi ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy lam hiên vũ cười khổ một tiếng bạch tú tú che miệng cười khẽ là vàng thỏi cũng sẽ phát sáng tỉ tỉ Người này kim long công chúa danh hiệu cũng thật là dễ nghe nha lam hiên vũ lườm nàng liếc mắt hắn hiện tại còn nhớ rõ đêm qua bạch tú tú dễ nói nana lão sư trước kia được người tôn xưng là ngân long công chúa làm con của nàng người gọi kim long công chúa cũng rất tốt kim long nguyệt ngữ cùng con trai của ngân long công chúa đang tên rất hay cũng kết hợp đây quả thật là đi vào thăng long đài dưới bọn hắn lần nữa dương cánh bay cao trên không đồng dạng đang bay lượn long tộc nhóm thấy lam hiên vũ đều không tự chủ tránh ra mấy phần nhưng vị này có chút bá đạo bằng lãnh nhưng lại mạnh mẽ huyết mạch thuần khiết thượng vị long tộc đi trước làm lam hiên vũ bọn hắn lần nữa đi vào thăng long đài bên trên thời điểm bất ngờ phát hiện hôm nay tất cả thượng vị long tộc đều tới rất sớm cùng ngày hôm qua tình huống một trời một vực rất nhiều thượng vị long tộc bao quát trương lương dự hiểu bao quát tể thiên long ở bên trong làm lam hiên vũ bọn hắn mới vừa đến thăng long đài đình chóp lập tức liền đều quang tới quan tâm tầm mắt lam hiên vũ trong nháy mắt liền trở thành vạn chúng chú mục đối tượng lam hiên vũ có thể làm sao hắn chỉ có thể làm mặt không thay đổi đi đến tranh tài ra trận chỗ xếp hàng nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là những thượng vị long tộc đó nhóm cũng tự động tránh ra một đầu thông lộ hướng hắn làm ra một cái dấu tay xin mời tình huống như thế nào thành danh tốt như vậy dùng sao lam hiền vũ tầm mắt quét về phía bọn hắn lộ ra vẻ nghi hoặc ngài trước hết mời trương lương dậy hiểu cười hì hì nói tựa hồ đã quên trước đó lam hiền vũ tại thăng long thời điểm áp chế chuyện của hắn lam hiền vũ cũng không có khách khí nhanh chân hướng về phía trước hướng đi ra trận chỗ thăng long đài bên trên hắn hôm qua mặc dù không có chiến đấu nhưng lại đạt được đến từ thăng long đài phản hồi khiến cho hắn mơ hồ ở giữa cùng thăng long đài có một tia như ẩn như hiện liên hệ hôm nay khi hắn lần nữa đi vào thăng long đài thời điểm liền phát hiện theo dưới chân tựa hồ có từng tia từng tia long khí chuyển đến chui vào chính mình thân thể rất nhanh bị chính mình long hạch hấp thu chứa đựng không thể nghi ngờ thăng long đài đây là đối với hắn sinh ra lấy phản hồi nếu như này siêu thần khí là có một ít bản năng ý thức này có lẽ có khả năng bị hình dung trở thành thăm dò tham dò chính mình có phải thật vậy hay không long thần. Này long khí đối lam hiên vũ chỗ tốt không thể nghi ngờ, hắn dùng long lực tôi thể vấn đề lớn nhất chính là không có đầy đủ long lực, mà thăng long đài bên trên truyền đến long lực, thuần nữa túy bất quá, nếu như có thể lượng cường độ đầy đủ, cũng đủ để cho hắn tiến hành tôi thể sử dụng. Trước so trước hết so đi, so xong trở về hấp thu long khí cũng không tệ. Phụ trách giám sát tranh tài, hôm nay đã đổi người, là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn tự nhiên cũng sớm liền thấy lam hiên vũ, hướng hắn dùng tay làm dấu mời như trước vẫn là trung ương nhất sân thi đấu mà mặt khác sân thi đấu cũng một cách tự nhiên ngừng lại tựa hồ hôm nay trận đầu liền là chuyên môn lưu cho lam hiên vũ tới tiến hành hoàng nguyên lãng dừng bước lại nhịn không được hướng trương lương duyệt hiểu hỏi đây là cái gì tình huống tất cả mọi người đang đợi lam trương lương hiểu gật gật đầu nói cũng không phải sao ngày hôm qua tình huống chúng ta xem tiếp sóng đều thấy được khó lường a một thoáng băng hạ vị long tộc tôi tới tiến hóa huyết mạch này khẳng định rất không bình thường mọi người hẳn là đều tiếp đến gia tộc thông chi để cho chúng ta tự mình cảm thụ một chút nàng tại quá trình chiến đấu bên trong huyết mạch khí tức đến tột cùng là như thế nào hoàng nguyên lãng lập tức cảnh giác lên các ngươi muốn như thế nào trương lương dội hiểu nhún vai nói người này sợ hàng nghĩ gì thế nàng có thể đã là long kỵ sĩ các đại nhân quan tâm đối tượng chúng ta có thể thế nào không thể không nói các ngươi hoàng gia xem như gặp vận may lại có thể tìm tới dạng này hoang dại long tộc liền nhìn nàng lần này thăng long đại tái phía sau biểu hiện, nói không chừng, thật sự có một bước lên trời khả năng nha. Hoàng Nguyên lãng hơi nhẹ nhàng thở ra, âm thầm trách mắng mình quan tâm sẽ bị loạn, hoàng gia yếu hơn nữa, sau lưng cũng có mặc khủng long kỵ sĩ đây, lại thêm ngày đó ám ma long kỵ sĩ cũng đã nói, nếu như Lam có thể trở thành đầu rồng, liền có tư cách tiến vào long giới, đây rõ ràng là thủ tọa cũng đã quan tâm đến tình huống của nàng. Hiện tại các đại gia tộc coi như là có ý tưởng, hẳn là cũng không dám chủ động ra tay cái gì. Hắn vừa nghĩ tới đây, Trương Lương Dụy Hiểu lại nói tiếp, "Bất quá, loại tồn tại này rơi vào các người hoàng gia thật sự là đáng tiếc, Phượng Hoàng cũng không thể tại ổ cỏ khô bên trong, nếu là nàng nguyện ý, chúng ta Thụy Long thành tuyệt đối là vô cùng hoan nghênh, các người không cho được, chúng ta cũng đều có thể cho, cái này muốn nhìn nàng ý nguyện của mình." "Ngươi có ý tứ gì?" Hoàng Nguyên lãng sắc mặt đại biến, nhìn xem Trương Lương Dụy Hiểu hai quả đấm nắm chặt. Trương Lương Dụy Hiểu khinh thường hừ một tiếng, liền là mặt chữ bên trên ý tứ, làm sao muốn động thủ có khả năng a à, khiêu chiến ta chúng ta tại đấu vòng loại liền đến nhưng ngươi trực tiếp chạy trở về người cái kia rách dưới địa phương đi hoàng nguyên lãng trong mắt hung quang lấp lánh nhưng cuối cùng vẫn là thu liễm lại tới tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có hắn biết chính mình khẳng định không phải là đối thủ của trương lương duệ hiểu mà lại hiện tại cũng tuyệt không phải tức giận thời điểm trương lương duệ hiểu cũng không chỉ là uy hiếp đơn giản như vậy nếu như các đại gia tộc thật đều đối lam có ý tưởng bọn hắn dĩ nhiên không thể dùng sức mạnh, có thể lại có thể mở ra các loại điều kiện tới hấp dẫn Lam gia nhập. Tú Tú còn khá hơn một chút, cái kia dù sao, cũng là đã nhận cha mình vi phụ, đó là lạc ấn tại Hoàng gia gia phả bên trên, không dễ dàng bị lôi đi, có thể Lam không giống nhau. Lúc trước chính, mình vì ngấp nghé mỹ mạo của nàng, cố ý nhiều phụ thân không nên để cho nàng vào gia tộc trực hệ, nếu như nàng muốn đi, nhưng thật ra là không có người nào có thể ngăn được, lòng lực sảnh âm thầm dưới nguyền rủa mặc dù hữu hiệu, nhưng nếu như nàng đã là long kỵ sĩ các đại nhân quan tâm đối tượng thử hỏi ai dám kích phát cái kia nguyền rủa chỉ có thể là giải trừ cho nên trọng yếu nhất liền là lam ý kiến của mình không được nhất định phải có hành động bằng không mà nói nếu như lam thật bị lôi đi vậy coi như thật chính là mất cả chỉ lẫn trải ạ à? hoàng nguyên lãng vừa nghĩ nội tâm mặc dù lo lắng nhưng mặt ngoài cũng đã bình tĩnh trở lại khiêu chiến thì không cần nếu như về sau thi đấu vòng tròn có thể rút đến ngươi chúng ta lại sau cũng không muộn còn Lam, ta tin tưởng nàng đối Phong Long thành tình cảm, đó cũng không phải lợi ích chỗ có thể thay thế. Trương Lương Duệ hiểu nhìn hắn cảm xúc khôi phục như thường, trong lòng cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, cái tên này có chút lòng dạ à. Vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Liền tại bọn hắn thời gian nói chuyện, Lam hiền vũ vòng thứ hai, đối thủ đã xuất hiện ở trong sân. Đó là một đầu thân dài tới 40 mét có hơn, toàn thân mọc đầy thanh vẩy màu xanh lam long tộc, cùng ngày hôm qua nghiêm trình khác biệt trước mặt này long tộc có đặc biệt rõ ràng nguyên bản chủng tộc đặc thù hắn nguyên bản hẳn là một chủng loại giống như voi ma mút tồn tại cho nên thân thể đặc biệt hùng tráng đến mức sau lưng hai cánh thoạt nhìn đều ít đi một chút cùng thân thể có chút không cân đối đứng ở nơi đó quyển giống như núi cao ở trước mặt hắn lam hiên vũ lộ ra là như thế nhỏ bé cái kia hai cánh kéo ra chỉ sợ phải vô cùng dùng sức mới có thể miễn cưỡng để cho mình bay lên theo hắn dưới bụng có lân phiến liền có thể nhìn ra đây là một đầu trung vị long tộc đầu lân phiến dày nhất nặng, không có sừng, ngoài miệng lại có sáu cái răng nanh nổi bật môi, toàn thân đều tàn ra cường thế vô cùng khí tức, thân thể không khí chung quanh đều nhẹ nhàng vạn vẹo. Này chỉ sợ có siêu cấp đấu la cấp độ thực lực, làm hiên vũ một thoáng liền đoán được, mà lại đầu này long tộc, cường độ thân thể cực cao, có thể nói là hắn đã thấy trong long tộc, thượng vị long tộc trở xuống, cường độ thân thể đáng sợ nhất một cái. Thành vẩy màu xanh lam chiếu sáng rạng rỡ, đầu này cự long giọng ồm ồm nói, kim long công chúa điện hạ ngài tốt ta là sư cử, không biết ngài có nguyện ý hay không thủ hạ ta cái này tôi tớ ta cũng nguyện ý nhận ngài làm chủ vừa nói hắn thân thể khổng lồ đã hướng phía dưới phủ phục lại nhận chủ lại nhận chủ ở đây rất nhiều long tộc không khỏi đều mở to hai mắt nhìn trên thực tế tại trung vị long tộc cùng hạ vị long tộc bên trong nguyện ý nhận chủ có thể là có khối người có thể tiến hóa a à, không chỉ là hạ vị long tộc hy vọng có thể tiến hóa thành làm trung vị long tộc trung vị long tộc càng hy vọng có thể tiến hóa thành làm thượng vị long tộc nếu như có thể trở thành thượng vị long tộc đó mới là nhất bộ đăng thiên tương lai nếu là kim long công chúa thành tựu long kỵ sĩ bọn hắn khả năng liền là tọa long này dư cửu đánh chính là như vậy tâm tư cho nên khi hắn bị rút chúng trở thành lam hiên vũ vòng thứ hai đối thủ lúc hắn nhưng là vui mừng quá đỗi dưới tình huống bình thường hắn căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi có khả năng trở thành long kỵ sĩ thế nhưng hiện tại hắn lại thấy được hy vọng thự quang cho nên vừa lên tới không chút do dự tựa như lam hiên vũ biểu đạt trừ của mình tâm tính lam hiên vũ lông mày cao lại lắc đầu nói không cần ta không cần tối tớ sư cử sửng sốt một chút không hiểu nói kim long công chúa điện hạ ta cũng không phải hôm qua cái vật nhỏ kia chỗ có thể sánh được cho dù là tại trung vị trong long tộc ta cũng là người nổi bật tương lai coi như vô phương tấn thăng trở thành thượng vị long tộc ta cũng có bước vào thần cấp khả năng ngài vì cái gì không nguyện ý thu ta là bộc theo đâu ta không so với hôm qua cái tên kia hữu dụng không lam hiên vũ thản nhiên nói đây không phải có ích cùng vô dụng vấn đề hôm qua hắn là cái thứ nhất tạm thời cũng sẽ là một cái duy nhất ta trước mắt không tiếp tục thu tôi tới dự định cứ như vậy muốn chiến vẫn là muốn đầu hàng Sư cử ánh mắt lập tức trở nên có chút âm trầm xuống chậm rãi từ dưới đất đứng lên hắn không nghĩ tới lam hiên vũ đối với hắn cự tuyệt sẽ như này trực tiếp khiến cho hắn nguyên bản hảo tâm tình toàn bộ tan biến thay vào đó là một mảnh khói mù rất có thể duy nhất trở thành long kỵ sĩ tọa long cơ hội cứ như vậy biến mất sao có thể không cho hắn lòng sinh oán giận bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt viết liền không giấu nhé kim long công chúa điện hạ ngài tuy có huyết mạch cao quý thế nhưng luận năng lực chiến đấu tại không có hoàn toàn trưởng thành trước đó ngài cũng chưa chắc liền là đối thủ của ta ngài thật không suy nghĩ thêm một chút sao? dư cửu trên thân khí tức bừng bừng phấn chấn, trung quanh lập tức bị chiếu rọi thành một mảnh màu xanh lam. hai trong mắt của nó dựng thẳng lên, môi chỗ răng nanh trở nên thông thấu dâng lên, có thể rõ ràng cảm giác được có năng lượng khổng lồ tụ tập. người là đang uy hiếp ta sao? làm hiền vũ lạnh lùng nói. lời vừa nói ra, nơi xa quan chiến thượng vị long tộc nhóm, tầm mắt không hẹn mà cùng hướng dư cửu phương hướng nhìn tới. long tộc uy nghiêm không dung xúc phạm. Quyết thống chí thượng tại trong Long tộc có thể là tuyên cổ bất biến đạo lý cấp bậc thấp Long tộc gan dám mạo phạm cao tầng thứ Long tộc một khi bị thẩm tra không nói hẳn phải chết không nghi ngờ cũng sẽ không còn tiền đồ có thể nói Dư cửu ánh mắt khẽ biến hơi cúi đầu xuống nói không dám nếu Kim Long công chúa điện hạ không muốn thu ta là bộc theo vậy thì mời cho phép tiểu nhân mạo phạm hướng ngài khiêu chiến đi được làm hiền vũ lời ít mà ý nhiều nói tiếp theo một cái chớp mắt sư cửu đột nhiên ngẩng đầu dưới bụng bốn đầu tựa như trụ lớn chân đột nhiên đạp toàn bộ thăng long đài bên trên đều vang lên một tiếng trầm trọng nổ vang nó thân thể khổng lồ kia liền đã hướng lam hiên vũ phương hướng vọt tới đây chính là thân dài hơn 40 mươi mét thân hình khổng lồ a à, to lớn răng nanh dưới mặt đất không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng trệ kinh khủng trói buộc lực theo bốn phương tám hướng trong nháy mắt đánh trúng hướng lam hiên vũ ở trong nháy mắt này hắn phảng phất đã xa vào đến bạo phong trong nước xoáy vô phương dãy giụa đồng dạng là phong thuộc tính nhưng dư cửu phong thuộc tính lại cùng hôm qua bạch tú tú đối mặt đầu kia phong thuộc tính tích dịch long hoàn toàn khác biệt dư cửu gió là dùng tới tiến hành trói buộc cùng áp chế hắn lớn nhất bằng vào liền là lực lượng của mình gió áp chế liền là không làm cho đối phương bay lên dư cửu mặc dù bay được nhưng thân thể của hắn cổng kềnh bay lượn cũng không là hắn am hiểu bởi vậy hắn phương thức chiến đấu đều là muốn hạn chế đối thủ trình độ linh hoạt từ đó khắc địch chế thắng làm hiền vũ đứng tại chỗ không hề động Trung quanh to lớn phong áp theo bốn phương tám hướng tụ đến áp lực kinh khủng lệnh hắn không gian chung quanh đều có chút bóp méo thậm chí liền thuộc tính không gian năng lực đều lại bởi vậy mà bị quấy dày không thể không nói dư cửu không hổ là trung vị trong long tộc nhân tài kiệt xuất xa hoàn toàn không phải hôm qua bạch tú tú đối mặt cái chủng loại kia hạ vị long tộc chỗ có thể sánh được lam hiên vũ cùng dư cửu ở giữa khoảng cách bản không coi là xa tại hắn toàn lực lao nhanh phía dưới cơ hồ là chốc lát đã đến lam hiên vũ trước mặt đang đang quan chiến bên trong thượng vị long tộc nhóm cũng không ít cũng cao mày lên bọn hắn không hiểu là vì cái gì lam hiên vũ một điểm phản ứng đều không có dù nói thế nào dư cửu xem xét liền là dùng lực lượng lấy sưng mà lại cái kia răng nanh nhất định có mạnh mẽ lực phá hoại đối mặt đối thủ như vậy hẳn là trước tiên thể hiện ra bản thể hoặc là phá vỡ phong áp sông ra trùng vây lại cùng đối phương chiến đấu có thể là lam hiên vũ lại một điểm biến hóa đều không có liền là đứng ở nơi đó không biết là nhận phong áp áp chế vẫn là nói hắn căn bản cũng không quan tâm tất cả những thứ này có thể là không có khả năng không quan tâm à coi như là ở đây rất nhiều thượng vị long tộc bên trong cường giả cũng sẽ không nguyện ý bị chính diện va chạm một thoáng nàng đang làm gì hết thầy quan chiến long tộc lúc này tất cả đều lặng ngắt như tờ thang long đài bên trên chỉ có thanh lam tượng long sư cửu cái kỳ kịch liệt lao nhanh tiếng khoảng cách song phương càng ngày càng gần ngay tại dư cửu đoạn trước nhất giang nanh cách hắn còn có 20 mét thời điểm, làm hiên vũ động. Hắn chân trái đột nhiên tiến tới một bước, thân trong nháy mắt kim quang tăng vọt, màu vàng kim long lân, thần long giáp trong nháy mắt phụ thể, lại không có sử dụng long thương. Một vòng quần sáng màu vàng óng tại Lam Hiên Vũ dưới chân nở rộ đến, quang hoàn bên trong có lấy mỹ lệ mà hoa văn phức tạp, chẳng qua là thu lại tại trung quanh thân thể hắn phạm vi bên trong, cũng không có hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên ngâm nga ngang to lớn tiếng long ngâm bên trong đầu rồng vàng óng thấu thể mà ra đó là cơ hồ cùng lam hiên vũ thân thể một dạng lớn đầu rồng vàng óng có thể mặc dù như thế cùng cái kia thanh lam tượng long thân thể cao lớn so sánh vẫn như cũ lộ ra vô cùng kém xa nhưng chính là này kém xa long đầu gầm thét lại làm cho dư cửu động tác rõ ràng chỉ hoãn mấy phần đó là phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy không chỉ là hắn coi như là ở đây quan chiến mặt khác long tộc dù cho có năng lượng vòng bảo hộ ngăn trở đang nghe này một tiếng long ngâm thời điểm cũng không nhịn được huyết mạch trong người sao động có bị áp chế có đang sợ hãi làm hiền vũ phát ra long hống đồng thời thân hình nửa chuyển toàn bộ thân thể dùng một cái tràn đầy lực cùng đẹp kết hợp động tác xoay eo sông quyền đúng vậy nắm đấm một quyền quanh cái kia tản ra sáng lạn nắm đấm màu vàng óng trong nháy mắt cùng thanh lam tượng long sư cửu răng nanh đụng vào nhau trong chốc lát sư cửu toàn thân đều bộc phát ra trói mắt thành lam sắc quang mang lực lượng toàn thân Tất cả đều quán trú tại cái kia răng nanh phía trên, thân thể to lớn, năng lượng khổng lồ. Tại thời khắc này, toàn bộ chút xuống. Có thể là vô luận hắn trên người tán phát ra năng lượng hào quang cường liệt bao nhiêu, ở trước mặt hắn, cái kia kim sắc thân ảnh lại uyển như một vầng mặt trời bỗng nhiên lấp lánh ra vô cùng sáng chói, mà nóng bỏng ánh sáng. Ô anh, kịch liệt nổ vang lần thứ hai vang lên, lần thứ nhất vang lên lúc tại va chạm, lần thứ hai vang lên lúc thì tại tách ra, bạch 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 đạp đạp sư cử thân thể khổng lồ đúng là không ngừng hướng về sau ngã xuống mỗi lui một bước đầu hắn bộ phía trước ngà voi liền phá toái mấy phần từng đạo dạn nứt hoa văn không chỉ là xuất hiện ở bị lam hiên vũ một quyền oanh chúng ngà voi phía trên mặt khác ngà voi vậy mà cũng đồng loạt xuất hiện vết dạn mà lại không chỉ là tại dạn nứt còn tại rút về bị lam hiên vũ một quyền oanh chúng viên kia ngà voi đúng là bị oanh kích dần dần chui vào môi nội bộ bắt thấy là phải quăng não mà vào giống như ầm một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại sư cửu sau lưng một trưởng vỗ ra đánh vào cái kia dày nặng cái ót trên vảy phúc một tiếng sáu viên ngà voi cơ hồ là đồng thời phá toái hóa thành mảnh vỡ mang theo huyết quang phun ra đầy trời sư cửu kêu thảm một tiếng trực tiếp ngã nhào xuống đất thân ảnh kia chính là chủ trì hôm nay tranh tài trung niên long tộc hắn trực tiếp đứng tại sư cửu thân thể to lớn bên trên tầm mắt lại ngưng trệ tại lam hiên vũ trên thân nhìn đứng ở tại chỗ chậm rãi thu quyền hắn trong lúc nhất thời, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp, càng có chút hốt hoảng. Lam chiến thắng. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ thắng, một quyền, chẳng qua là một quyền, hắn liền chiến thắng như thế, đối thủ cường đại, thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Không nói gì thêm, Lam Hiên Vũ trên người thần long giáp chậm rãi thu hồi, lộ ra hắn diện mục thật sự, hướng Trung Niên Long tộc hơi hơi khom người thăm hỏi, cái gì cũng không có nói, quay người hướng chàng đi ra ngoài. Giờ này khắc này, hết thảy long tộc tầm mắt đều ngưng kết ở trên người hắn đây là này là như thế nào lực lượng cũng chỉ là một quyền đem dùng lực lượng sở trường thanh lam tượng long đánh tan hơn nữa nhìn đi lên nếu như không phải trọng tài ra tay sư cử rất có thể sẽ bị cái kia một quyền đấm chết quá kinh khủng lực lượng như vậy vẫn là dùng thân thể con người phát ra thượng vị long tộc thực lực vậy mà lại cường đại đến trình độ như vậy sao có thể là không chỉ là trung vị long tộc cùng hạ vị long tộc giật mình a à thượng vị long tộc nhóm dùng động đồng dạng không nhỏ trương lương dội hiểu liền như là gặp quỷ nhìn xem đang ở chậm rãi đi hướng chính mình cái này phương hướng lam hiên vũ cứng họng mà nói này cái này sao có thể lực lượng của nàng là cái quỷ gì tề thiên long thản nhiên nói người cho rằng thăng long đứng đầu là dễ làm như vậy sao coi như nàng là nữ tính cũng tuyệt không chỉ là bằng vào bề ngoài có thể trở thành thăng long đứng đầu thực lực của nàng mới thật sự là nội tình trương lương dội hiểu nhìn xem càng ngày càng gần lam hiên vũ trong lòng không khỏi tràn đầy cảm giác sợ hãi trong lúc nhất thời không khỏi lui lại hai bước tránh ra thông lộ đứng tại hắn một bên khác hoàng nguyên lãng mặc dù trong lòng đồng dạng kịch liệt rung động có thể giờ này khác này nhưng trong lòng có loại không nói ra được thoải mái cảm giác đón lam hiên vũ đi tới hướng hắn giơ ngón tay cái lên lam hiên vũ hướng hắn nhạy gật đầu sau đó trở lại bạch tú tú bên người bạch tú tú ân cần giữ chặt cổ tay của hắn nói người không sao chứ lam hiên vũ lắc đầu ta rất khỏe người cố gắng lên vừa nói hắn cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch tú tú tay lập tức bạch tú tú chỉ cảm thấy một cỗ thuần dày vô cùng long lực tràn vào trong cơ thể mình khiến cho trong cơ thể mình huyết mạch trong nháy mắt liền trở nên cường thịnh hồn hạch càng là hào quang tỏa sáng đây là bạch tú tú hơi kinh ngạc nhìn về phía lam hiên vũ lam hiên vũ hướng nàng nháy nháy mắt không tiếp tục hỏi nhiều thời dịp mặt khác thượng vị long tộc cũng còn khiếp sợ nhìn xem lam hiên vũ công phu bạch tú tú đã chủ động đi ra ngoài hướng đi sân bãi nàng muốn cái thứ hai ra sân có lẽ là bởi vì vừa mới làm hiên vũ một quyền kia thật sự là quá mức kinh diễm giờ này khắc này căn bản không có người đi ngăn cản bạch tú tú mặc cho nàng đi vào trong sân chuẩn bị mở ra trận thứ hai tranh tài lam hiên vũ nhắm lại hai con người yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa đúng vậy chỉ có một quyền có thể cái kia nhìn như đơn giản một quyền đối với lam hiên vũ tới nói lại cũng không đơn giản hắn triệu tiến hành tranh tài sân bãi là trung ương nhất sân bãi cũng chính là thăng long đài trung tâm nhất ngày ấy liền là tại cái kia vì đó hắn thấy được long thần ngoái nhìn cũng chính là ở vị trí này hắn cảm nhận được đến từ thăng long đài phản hồi vừa rồi làm thanh lam tượng long chuẩn bị hướng hắn phát động công kích thậm chí là uy hiếp hắn thời điểm hắn huyết mạch khí tức một cách tự nhiên tản ra một cỗ vô hình uy nghiêm cỗ này uy nghiêm cũng không có ngoại phóng mà là tràn ngập tại hắn huyết mạch trong hơi thở này uy nghiêm cũng không là lam hiên vũ nguyên bản liền có mà là tới từ hôm qua đang trợ giúp nghiêm trình tấn thăng lúc thăng long đài cho hắn phản hồi lúc này ở đối mặt thanh lam tượng long dư cửu uy hiếp bên trong cỗ này uy nghiêm một cách tự nhiên liền phóng thích ra ngoài đây là thuộc về long thần long uy làm hiền vũ cái thứ nhất nghĩ tới liền là điểm này mặc dù hắn vô phương khẳng định nhưng cũng hẳn là tương tự năng lực sau đó hắn cũng cảm giác được dưới chân thăng trong long đài long lực phun trào phi tốc rót vào trong thân thể của hắn trong nháy mắt tràn vào long hạch cỗ này long lực cùng hắn tự thân long thần chi lực cơ hồ không có gì khác biệt thậm chí liền chuyển hóa được không cần trong lúc nhất thời lam hiên vũ chỉ cảm giác mình lực lượng toàn thân phảng phất muốn nổ tung mấy ngày này tu luyện long lực tôi thì hiệu quả trong nháy mắt tán phát ra mặc dù thanh lam tượng long dư cửu thân thể nhìn qua khổng lồ như vậy lực lượng khủng bố như thế nhưng ở cái kia một cái chớp mắt trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu nho nhỏ ngụy long cũng dám xúc phạm uy nghiêm của ta kim long cuồng bạo lĩnh vực mở ra cũng không là lam hiên vũ tâm nguyện của mình mà là trong cơ thể long lực quá mức cường thịnh tự động mở ra hoàng kim long hống bộc phát ra long uy trước nay chưa có mạnh mẽ nhất là nhằm vào long tộc thanh lam tượng long dư cử lực trùng kích trên thực tế tại hoàng kim long hống cái kia một thoáng tác dụng dưới trực tiếp liền giảm bớt một nửa làm người trong cuộc hắn khi đó chỉ cảm giác đến trái tim của mình hoảng sợ đều muốn nổ tung giống như đâu còn có thể phát huy ra nhiều ít thực lực tiếp theo một cái chớp mắt lam hiên vũ nắm đấm liền đảo anh kích mà tới kim long thăng thiên cùng hoàng kim long hống đẻ lên nhau bên trong kết hợp hóa thành cái kia vô cùng mạnh mẽ một quyền kim long vương lực lượng bị một quyền này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn thanh lam tượng long dư cửu trong nháy mắt bị đánh lui đến mức ngà voi đều suýt nữa đảo ngược đâm vào đầu óc của mình nếu không phải cái kia trung niên long tộc ra tay hắn chỉ sợ cũng thật bị quăng não mà chết mà coi như lam hiên vũ đánh chết hắn cũng sẽ không có vấn đề gì hắn lúc trước có thể là xúc phạm thượng vị long tộc uy nghiêm làm hiền vũ lúc này trong cơ thể vẫn như cũ là long lực tràn ngập mặc dù đến từ thăng long đài phản hồi đã tại một quyền kia công kích kết thúc về sau biến mất nhưng nhưng vẫn là có hàng loạt long lực ở trong người bồi hồi long hạch đều có chút không hấp thu được như thế thuần khiết mà khổng lồ long lực dùng tới tôi thể hiệu quả có thể nghĩ hết thầy hắn hiện tại rất muốn nhất làm sự tình liền là về quay về chỗ ở lập tức tiến hành tôi thể tu luyện chính hắn cũng không nghĩ tới này thăng long đại tái không chỉ là khiến cho hắn tại trong long tộc quy danh truyền xa gia tăng năng lực thực chiến lại còn có thể làm cho hắn theo thăng long đài bên trên đạt được chỗ tốt dùng tới tu luyện đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn cho nên hắn càng phải tại thăng long đại tái bên trên đi được xa một chút dạng này liền có thể nhiều lần từ nơi này hấp thu long lực hắn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng trước đó tầm bào thú nói tới nếu như hắn tại đi đến bình cảnh về sau tới này bên trong tiến hành đột phá như vậy liền thật sự có một bước thành thần khả năng. Đây quả thật là chỗ tốt à, long thần siêu thần khí, đúng là mạnh mẽ như vậy sao? Lam Hiên Vũ cảm thụ tự thân, Bạch Tú Tú cũng đã tại trong sân, làm đối thủ của nàng đi vào sân bãi lúc, rất có mấy phần cẩn thận chặt chẽ cảm giác. Vừa mới dư cử mạo phạm Lam Hiên Vũ, suýt nữa bị một quyền đấm chết quá trình, quả thực là khiến cái này trung vị cùng hạ vị long tộc vì đó sợ hãi à. Nhất là, Bạch Tú Tú trận này đối thủ, như trước vẫn là hạ vị long tộc hạ vị long tộc bên trong may mắn cũng là người nổi bật có thể thông qua vòng thứ nhất đào thải còn lưu giữ lại hạ vị long tộc mười không còn một cộng lại cũng không có nhiều bạch tú tú vận khí có thể nói là tốt không được ít nhất so làm hiên vụ tốt hơn nhiều lắm bạch tú tú nhìn chăm chú đánh giá đến trước mặt đối thủ tiến vào trong sân đầu này hạ vị long tộc toàn thân ngoại trừ phần bụng bên ngoài đều dài hơn đầy đạm vậy màu vàng lân phiến hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt có loại nhường bạch tú tú xuất phát từ nội tâm không thích khí tức bụng của nó cũng không phải là không có lân phiến, chẳng qua là lân phiến lại là màu trắng, mà lại rõ ràng mỏng manh rất nhiều. Ý vị này, nó khoảng cách tấn thăng trung vị long tộc hẳn là đã không xa. Lần này Thăng Long đại tái, nếu như có thể kiên trì lâu hơn một chút, nói không chừng liền có tấn thăng trung vị long tộc khả năng. Bắt đầu, trung niên long tộc tuyên bố tranh tài bắt đầu. Đầu kia màu vàng nhạt long tộc hướng Bạch Tú Tú cung kính khom người chào, nó cái kia rõ ràng so như thường long tộc lớn hơn rất nhiều đầu trong nháy mắt liền phát sáng lên hào quang màu vàng kim nhạt nở rộ mang theo vài phần màu trắng sữa nồng đậm quang minh khí tức lập tức nở rộ mà ra bạch tú tú lập tức hiểu rõ vì cái gì chính mình không thích đối phương khí tức nàng thâm nguyên băng ma long chính là hắc ám cùng băng song thuộc tính mà lúc này đối mặt đối thủ lại là quang minh thuộc tính thiên sinh thuộc tính tương khắc thì có thể làm cho nàng sẽ đối với đối phương có ấn tượng tốt đâu thần long giáp phụ thể hết thảy chung quanh lập tức trở nên âm u dâng lên trong tay long thương trước chỉ trên bầu trời từng mảnh từng mảnh màu lam sậm bông tuyết từ trên trời giáng xuống đem hết thảy chung quanh đều phủ lên thâm thúy giá rét băng ma tuyết cái kia màu vàng nhạt hạ vị long tộc hai con người lại đột nhiên phát sáng lên há miệng một đạo ánh sáng màu nhũ bạch liền hướng phía bạch tú tú phun ra mà ra qua minh long tức bạch tú tú mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ phóng người lên sau lưng một đôi long rực rãn ra sau lưng băng chiều phun trào phun dưới tóc bỗng nhiên ra tốc thẳng đến đối phương đánh tới nhưng cũng đúng lúc này cái kia quang minh hạ vị long tộc bán ra long tức bỗng nhiên nổ tung hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng tứ tán bay tán loạn cũng đồng thời bao phủ hướng bạch tú tú thân thể từng cái màu xanh đen bọt khí ngay tại đây là theo trong không khí lặng yên không tướng động nổi lên dùng bạch tú tú thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài xoay tròn khuếch tán bọt khí đụng chạm đạo cái kia từng đoàn từng đoàn kim sắc quang mang lặng yên không tướng động nổ tung lập tức kim quang phai mờ những ngày màu xanh đậm bọt khí cũng từng cái tan biến nhưng như cũ trong không khí lưu lại lấy mảng lớn màu xanh đậm hào quang khiến cho trong sân nhiệt độ không ngừng giảm xuống cái này là song thuộc tính ưu thế người quang minh thuộc tính có thể đối kháng đi ta hắc ám thuộc tính lại không thể để cho ta băng thuộc tính toàn bộ phai mờ song thuộc tính tác dụng dưới tự nhiên muốn so đơn thuộc tính uy lực càng lớn mà bạch tú tú lúc này đã đến cái kia quang minh hạ vị long tộc hướng trên đỉnh đầu quang minh hạ vị long tộc đột nhiên nâng lên trên thân đầu kim quang nở rộ, hóa thành một mảnh bóng mờ đem chính mình thân thể bao phủ ở bên trong. Đây là phòng hộ tính năng lực, thánh quang vòng bảo hộ. Kèm một tiếng vang giòn, lòng thương đâm trúng vòng bảo hộ, lập tức đem vòng bảo hộ kia đâm rách một cái lỗ nhỏ, dùng cái kia lỗ rách làm trung tâm, hào quang màu tím đen trong nháy mắt hướng phía ngoài kéo dài ra. Bạch Tú Tú chính mình cũng hơi kinh ngạc, bởi vì làm đối thủ mặc dù là hạ vị long tộc, nhưng ở năng lượng cường độ phương diện có thể là không hề yếu nàng đằng sau còn có một chuỗi chiến đấu kỹ pháp muốn sử dụng lại không nghĩ rằng đúng là một thương phá phòng cái này là long khẩu súng uy năng lại thêm trên người thần long giáp không ngừng có năng lượng cường đại tràn vào trong cơ thể mắt thấy đâm rách đối phương cái vòng bảo hộ phòng ngự bạch tú tú sao sẽ bỏ qua dạng này cơ hội tốt tử vong điêu linh trong nháy mắt bùng nổ phạm vi lớn bùng nổ cưỡng ép đem đối phương đầu phóng thích ra kim quang cùng quang minh khí tức áp chế xuống phòng bảo hộ bỗng nhiên phá toái cái kia hạ vị quang minh long Tộc trưởng ngâm một tiếng, hai con người bỗng nhiên bắn ra hai đạo kim quang. Bạch tú tú cúi đầu xuống, hai con người đồng dạng hào quang bắn ra bốn phía, màu xanh đậm hào quang mãnh liệt bắn mà ra, còn mang theo một vệt nhàn nhạt tử ý. Huyết mạch trong người khí tức trong nháy mắt bắn ra. Lúc trước làm hiên vũ đưa vào trong cơ thể nàng long khí dung nhập huyết mạch trực tiếp phóng thích. Kim quang trong nháy mắt phai mờ. Cái kia quang minh hạ vị long tộc chỉ cảm thấy đại não nhói nhói. Tiếp theo một cái chớp mắt, lạnh lào xông lên toàn thân trong nháy mắt băng phong đó là mang theo hắc ám cùng băng song thuộc tính băng phong oanh băng bạo thuật theo sát thâm lam ngưng thị mà nổ tung mới vừa từ lân phiến mặt ngoài phóng thích ra kim quang trong nháy mắt liền bị băng bạo thuật tan rã bạch tú tú chính là bởi vì biết đối phương quang minh thuộc tính vô cùng am hiểu phòng ngự cho nên mới không có cho đối phương bất luận cái gì một chút cơ hội thở dốc thân hình trên không trung xoay tròn lòng thương đã đâm tới đối phương cái ót vị trí không có đâm vào mà là tại đối phương cái ót chỗ đâm ra một đường rãnh thật sâu khe từng khối vẩy màu vàng kim bị xúc bay lộ ra một đạo màu đỏ tươi rãnh máu trong lúc nhất thời long huyết bắn tung toét bạch tú tú vọn một cái thân băng chiều lần nữa phun trào thân thể đã bay vào giữa không trung thắng bại đã phân đa tạ đại nhân hạ thủ lưu tình cô nén đau nhức cái kia quang minh hạ vị long tộc cung kính hướng bạch tú tú hành lễ vừa mới một thương kia nếu như đâm vào sau gáy của nó nó liền chết dĩ nhiên trọng tài dưới tình huống bình thường là không sẽ thấy loại tình huống này phát sinh nhưng chủ động hạ thủ lưu tình vẫn là đề này hạ vị long tộc đối bản liền tuyệt sắc bạch tú tú hảo cảm tăng nhiều bạch tú tú cái kia màu xanh đậm long lân đồng dạng cũng là huyễn lệ trói mắt a à. phiêu nhiên rơi xuống đất long rực thu lại bạch tú tú gật đầu hai tháng liên tiếp còn có cuối cùng một trận đấu vòng loại chỉ cần quá quan nàng và lam hiên vũ là có thể sau khi tiến vào mặt thi đấu vòng tròn đối với bạch tú tú biểu hiện thượng vị long tộc nhóm liền không có quá lớn phản ứng thượng vị long tộc chiến thắng hạ vị long tộc theo bọn hắn nghĩ chính là chuyện lại không quá bình thường mà lại bọn hắn cũng có thể cảm thụ được bạch tú tú tự thân năng lượng cường độ cũng không tính quá mạnh lần này dự thi thượng vị long tộc bên trong tuyệt không tính là ưu tú bạch tú tú một lần nữa trở lại lam hiên vũ bên người hoàng nguyên lãng chính là muốn ra ngoài tranh tài lại bị bên người trương lương rồi hiểu chặn đã có mặt khác thượng vị long tộc đi vào trong sân Hoàng Nguyên Lãng lập tức chán nản, ngươi ngăn trở ta làm gì? Trương Lương dự hiểu khinh miệt nhìn hắn một cái, mặt mũi là dựa vào chính mình kiếm, ngươi thì tính là cái gì, cũng muốn tại chúng ta đằng trước tranh tài, đằng sau xếp hàng đi, ngài nói có đúng hay không? Một câu cuối cùng là nói với Lam Hiên Vũ, biểu lộ cũng là trong nháy mắt biến hóa, trở nên có chút nịnh nọt. Lam Hiên Vũ không để ý tới hắn, nhìn về phía Hoàng Nguyên Lãng nói, Hoàng Huynh, ta đây cùng Tú Tú liền đi về nghỉ trước, cầu chúc người dễ dàng chiến thắng. Hoàng Nguyên Lãng cũng rất bất đắc dĩ, hắn dĩ nhiên hết sức hy vọng Lam cùng Bạch Tú Tú có thể ở chỗ này chờ hắn. Nhưng hắn cũng biết, chính mình không có lớn như vậy mặt mũi, chỉ có thể là nhẹ gật đầu, nói, được rồi. Tại rất nhiều long tộc nhìn soi mói, Lam Hiên Vũ mang theo Bạch Tú Tú rơi xuống thăng long đài, về quay về chỗ ở mà đi. Bài trên không trung, Bạch Tú Tú nói, người vừa mới rót vào cho ta là cái gì, tốt thuần hậu long lực a à? ta hiện tại huyết mạch đều còn có chút bùng cháy cảm giác đây, đặc biệt mạnh huyết mạch của ta tựa hồ là bị nhen lửa sôi trào lam hiên vũ nói đó là thăng long đài phản hồi cho ta hẳn là vô cùng tinh khiết long lực hết sức thích hợp chúng ta tu luyện dùng sau khi trở về nhanh dùng nó tôi thể hiệu quả hẳn là sẽ không sai ừm ngươi là đúng này thăng long đại tái đối với chúng ta tốt chỗ thật chính là không nhỏ cùng cái kia long tộc thời điểm chiến đấu ta liền cảm giác mình trong quá trình chiến đấu đối với võ hồn chân thân vận dụng càng thêm linh hoạt thần long giáp cùng long thương so ta tưởng tượng bên trong tác dụng lớn hơn cái đồ chơi này chỉ sợ có thể so với tam tự đấu khải trở lên làm hiên vũ gật gật đầu nói hơn nữa còn có khả năng có thể cùng chúng ta đấu khải kết hợp với nhau chẳng qua là hiện tại chúng ta không thể làm như vậy để tránh bị những long tộc kia cường giả phát hiện hai người trở lại chỗ ở làm hiên vũ không có lập tức bắt đầu tu luyện hắn nhường bạch tú tú trước tu luyện chính mình thì là tại tầm bảo thú che dầu dưới lạng yên rời đi đã đi tới Thăng Long Thành có mấy ngày, hắn muốn liên lạc một chút đồng dạng đến bên này đồng bạn. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn hắn là muốn tìm những Thăng Long đại tái đó mất lực Long tộc ra tay săn Long. Nhưng bởi vì Thăng Long đại tái tình huống đặc thù, hắn cái này Kim Long công chúa lại là danh tiếng vang xa, hiện tại lúc này về sau, không thích hợp đánh rắn động cỏ. Ánh bạc lấp lánh, Lam Hiên Vũ đã xuất hiện tại một cái không đáng chú ý trong sân nhỏ. Hắn vừa mới mới xuất hiện, một đạo thân ảnh liền từ trong phòng vọt ra. Thấy là Lam Hiên Vũ, đã hồn lực ngưng tụ tiền lỗi kém chút cười ra tiếng, tăng háng một cái, cung kính nói, kim long công chúa điện hạ, ngài tốt. Làm hiền vũ khóe miệng co giật một thoáng, người muốn chết đúng hay không? Tiền lỗi cười ha ha một tiếng. Đi vào Lam Hiên Vũ bên người, bản muốn ôm lấy hắn, nhưng cũng có chút xấu hổ thả tay xuống. Lão đại, người thật sự là quá đẹp, ta đều có chút không xuống tay được. Lam Hiên Vũ bay lên một cước, đưa hắn đạp đến một bên. Lúc này, những người khác cũng đều từ trong phòng đi ra lam hiên vũ chỉ chỉ trong phòng xuất trước đi vào đóng cửa phòng phóng thích hồn lực ngăn trở bên ngoài nhìn trộm lão đại người bây giờ có thể thật sự là quá có tiếng bên này cùng loại với chúng ta hồn đạo ti vi tiếp sóng có thể vẫn luôn đang nói ngươi còn nói ngươi đã là một đời mới thiên long tinh ngẫu như cái gì còn có chuyên môn đào ngươi lai lịch hoang dại long tộc đều tuôn ra tới này không có vấn đề à tiền lỗi nói ra lam hiên vũ nói ta cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy nhưng ở thăng long đài bên trên chiến đấu do so ta tưởng tượng bên trong chỗ tốt muốn càng nhiều hơn một chút săn long tạm hoãn để tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết các ngươi đều khoanh chân ngồi xuống ta cho các ngươi một chút năng lượng phụ giúp đỡ bọn ngươi tôi thể tu luyện thăng long đại tái trong khoảng thời gian này các ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện ta sẽ chuyên môn đưa năng lượng cho các ngươi vừa nói hắn đem tầm bảo thú phóng xuất ra theo thăng long đài bên trên lấy được long khí phóng xuất ra một bộ phận rót vào tầm bảo thú trong cơ thể đi qua tầm bảo thú chuyển hóa phân biệt thích hợp mọi người thuộc tính khác nhau năng lượng tràn vào mọi người trong cơ thể Làm hiền vũ theo thăng long đài bên trên lấy được long khí số lượng rất nhiều hắn mỗi ngày dự thi đều có thể hấp thu đến lại không kịp toàn bộ tôi thể phân cho đồng bạn một chút vừa vặn tránh cho lãng phí cũng có thể nhường mọi người tại không cần săn long tình huống giới tu luyện trước đó vấn đề ở chỗ không có thích hợp long lực cung cấp cho hắn tôi thể chỉ có thể nghĩ đến săn giết đẳng cấp cao long tộc mà bây giờ thì là long khí quá nhiều, hắn long hạch đều không cách nào hoàn toàn chứa đựng dưới, lại lo lắng lãng phí. Bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Rất nhanh, cũng sớm đã đem trước tôi thể đều tiêu hóa xong tất năm người liền tiến vào trạng thái nhập định bên trong. Có trước đó kinh nghiệm, lại tôi thể liền trở nên dễ dàng nhiều. Cường độ thân thể gia tăng, khiến cho bùng cháy tự thân huyết mạch đối thương tổn của bọn họ cũng sẽ tùy theo giảm bớt. Lam Hiên Vũ chính mình không có tôi thể, mà lại yên lặng phóng xuất ra đã có một tia thần thức dấu hiệu tinh thần lực cảm thụ được ngoại giới hết thảy. Ước chừng chừng một giờ, mọi người tôi thể cơ bản hoàn thành. Tốt thuần túy năng lượng a, à, bổ sung quá đầy đủ, bùng cháy mang tới bị thương toàn bộ đền bù, so với trước hiệu quả tốt nhiều, ta hồn lực giống như đều ngay tiếp theo để thăng lên một cấp. Nguyên Ân Huy Huy có chút hưng phấn nói. Lam Hiên Vũ nói, cái này là thăng long đài mang tới chỗ tốt rồi cho nên thăng long đại tái chúng ta sẽ còn tiếp tục xuống các ngươi đừng ngừng tiếp tục tu luyện triệt để tiêu hóa vừa mới tôi thể mang tới chỗ tốt ngày mai ta lại cho các ngươi đưa tới cứ như vậy ta cũng trở về đi tiêu hóa hấp thu nói xong hắn hướng đồng bạn khoát khoát tay lóe lên ánh bạc chuyển tống mà đi lam hiên vũ trở lại chỗ ở thời điểm hoàng nguyên lãng đều còn chưa có trở lại đây hết sức rõ ràng hắn bị thượng vị long tộc nhóm bài đầy ra càng thấp vị trí tiến hành tranh tài hắn nhưng không có lam hiên vũ mặt mũi bạch tú tú còn tại trạng thái nhập định bên trong lam hiên vũ tại nàng ngồi xuống bên người yên lặng bắt đầu bùng cháy tự thân huyết mạch chi lực thối luyện thân thể đi vào thăng long thành về sau liền vài ngày như vậy thời gian hắn long lực tôi thể hiệu quả đều muốn so với trước tu luyện mấy tháng toàn bộ tăng theo cấp số cộng hiệu quả còn tốt nhất là ngày đó thấy long thần ngoái nhìn cái kia một cái chớp mắt mang tới chỗ tốt khiến cho hắn trực tiếp liền có loại thăng hoa cảm giác mà lại hắn cùng thăng long đài ở giữa liên hệ cũng là tại long thần ngoái nhìn về sau mới tạo dựng lên chẳng lẽ nói này bản thân liền là long thần lưu cho mình cơ duyên có thể là long thần đều đã chết đã lâu như vậy hai đại phân thân bên trong kim long vương cũng đã sớm chết tinh hoa bị nhạc thúc thúc hấp thu ngân long vương na na lão sư còn đang ngủ say chẳng lẽ nói long thần ý niệm cũng không có bởi vì phân thân mà tiêu tán vẫn là nói đã từng hắn quá mức mạnh mẽ đến mức hình chiếu tác dụng đều thật lớn như thế. Trong đầu suy tư suy nghĩ dần dần bình phục, trong cơ thể thất thải quang diễm phun trào, lặng yên không tiếng động thiêu đốt lấy thân thể, khu trừ chất bẩn, tăng lên cường độ. Dạng này tốc độ tu luyện, đối với bọn hắn tới nói, đều thật sự là quá mỹ diệu. Ngày thứ ba tranh tài quá trình vẫn như cũ dễ dàng, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú rút đến đều là trung vị long tộc. Lam Hiên Vũ đối thủ cũng không có so thanh Lam tượng long sư cửu mạnh hơn, thậm chí còn muốn yếu một điểm tại hắn long uy trước mặt căn bản không có biện pháp gì tốt lắm huyết mạch áp chế thật sự là quá lợi hại căn bản là vô phương phát huy ra tự thân thực lực chân chính bị lam hiên vũ dễ dàng chiến thắng bạch tú tú đối thủ thực lực chỉ có thể nói vẫn được sau so một ngày trước đối thủ hơi mạnh một chút nhưng không có thuộc tính tương khác bạch tú tú nương tựa theo tự thân kỹ xảo chiến đấu cũng xem như tương đối nhẹ nhõm thu được chiến đấu thắng lợi ba trận chiến ba thắng lam hiên vũ cùng bạch tú tú đồng thời rất gần trăm cường thi đấu vòng tròn về sau bọn hắn sẽ nghỉ ngơi ba ngày thời gian bởi vì những cái kia trung vị long tộc cùng hạ vị long tộc đấu vòng loại cũng không phải ba trận trong bọn họ cần vì tranh thủ thi đấu vòng tròn số ít danh ngạch mà liều mạng đấu mà có thể tiến vào thi đấu vòng tròn cơ bản liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể hoàn thành thăng long dạng này danh ngạch chân quý vực nào cho nên thảm thiết nhất chiến đấu là tại thượng vị long tộc đều đã ra biên về sau mới bắt đầu đối với cái này lam hiên vũ cùng bạch tú tú liền không cần quan tâm nương tựa theo cuộc chiến thứ ba hấp thu long khí lam hiền vũ cung cấp cho đồng bạn lại thêm chính mình tu luyện vừa vạn nhân cơ hội này bế quan ba ngày tăng lên cùng củng cố hắn cùng bạch tú tú cảm giác là rõ ràng nhất thực lực cơ hồ có thể dùng càng ngày càng tăng để hình dung bạch tú tú ở bên cạnh hắn tu luyện nhận lam hiền vũ tăng lên huyết mạch khí tức ảnh hưởng tiến triển cực nhanh tốc độ tăng lên như vậy thả trước kia căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ tại trong quá trình tu luyện thời gian luôn là trôi qua rất nhanh Ba ngày thoáng qua tức thì, ngay tại hai người vừa mới kết thúc bế quan thời điểm, thấy được Hoàng Nguyên Lãng nhắn lại. Hoàng Nguyên Lãng nói cho bọn hắn, bế quan sau khi kết thúc nhất định phải trước tiên liên hệ hắn. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trước rửa mặt một phen về sau, lúc này mới bấm Hoàng Nguyên Lãng dạy số. Các ngươi cuối cùng là xuất quan à? Thế nào? Tu luyện có khỏe không? Hoàng Nguyên Lãng ân cần hỏi han. Lam Hiên Vũ nói, còn tốt. Hoàng huynh có chuyện gì không? Xem ngươi nhắn lại giống như rất nóng lòng. Dễ dàng, ta hiện tại qua tới tìm các ngươi đi, đúng là có chuyện trọng yếu." Hoàng Nguyên Lãng không chút do so dự nói ra. Lam Hiên Vũ nói: "Được. Thời gian không dài." Tiếng đập cửa vang lên, không cần nhìn, Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm giác được Hoàng Nguyên Lãng ở bên ngoài, mở cửa phòng, đầy mặt nụ cười Hoàng Nguyên Lãng chủ động đi đến. "Hai vị hiền muội, các ngươi thật đúng là để cho ta hổ thẹn a, à. so sánh với các ngươi, ta thật chính là quá lười biếng, bất quá, đây cũng là thiên phú nguyên nhân." ta nếu là có các người thiên phú tốt như vậy tốt biết bao nhiêu hoàng nguyên lãng vừa cười vừa đi vào giữa phòng bạch tú tú nhìn lam hiên vũ liếc mắt nói huynh trường nhìn ngươi đầy mặt vui mừng có thể là có cái gì cao hứng sự tình ngươi hẳn là cũng xông vào thi đấu vòng tròn đi hoàng nguyên lãng gật gật đầu nói thi đấu vòng tròn là đã xông vào nhưng phía sau tranh tài ta cũng không ôm cái gì hy vọng tiến vào trận chung kết giai đoạn là không thể nào đó không phải là thực lực của ta có thể làm được sự tình bất quá phụ thân lại làm cho ta cho các ngươi mang đến một chút đồ tốt gia tộc đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào ủng hộ các ngươi ừm bạch tú tú kinh ngạc nhìn hoàng nguyên lãng nói gia tộc đối với chúng ta không phải đã vô cùng ủng hộ sao còn muốn làm sao duy trì hoàng nguyên lãng mỉm cười nói tự nhiên là đủ loại tài nguyên duy trì ngày đó ám ma long kỵ sĩ đại nhân không phải đã nói rồi sao nếu như lam có thể cuối cùng đoạt giải nhất liền cho nào một lần tiến vào long giới cơ hội phải biết coi như là chúng ta trong long tộc thần cấp cường già muốn đi vào long giới cũng là rất khó chỉ có vừa đột phá đến thần cấp thời điểm mới có thể tiến nhập một lần trừ phi là lần nữa đột phá chân thần bằng không đều không thể hai lần tiến vào đây chỉ có long kỵ sĩ các đại nhân mới có thể tự do ra vào long giới cho nên làm nếu như có thể tiến vào long giới coi như là ngoài định mức đặc biệt này lúc trước thăng long đại tái trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện rõ ràng long kỵ sĩ các đại nhân đối với lam coi trọng ta cùng phụ thân hồi báo chuyện này về sau phụ thân cũng đặc biệt coi trọng chuẩn bị toàn lực ứng phó cho các người cung cấp tài nguyên tu luyện để cho các người có thể ở sau đó trong trận đấu để cao càng nhiều làm nếu là có thể cuối cùng đoạt giải nhất tương lai trở thành long kỵ sĩ khả năng liền sẽ cực kỳ tăng lên mấy ngày nay ta cố ý trở về một chuyến phụ thân cũng là trưng cầu gia tộc các bồ lão đồng ý để cho ta mang một chút đồ tốt cho các người đây chính là nhà chúng ta áp đáy hòm đồ vật không hề nghi ngờ đây đối với lam hiên vũ cùng bạch tú tú tới nói đây tuyệt đối coi là niềm vui ngoài ý muốn bọn hắn cũng không nghĩ tới lại còn có chuyện tốt như vậy trên thực tế ngày đó hoàng nguyên lã nhận lấy trương lương dựa hiểu kích thích về sau trở về liền cùng phụ thân hoàng đạo khi nói chuyện một lần có thể tiến vào thi đấu vòng tròn đối với hoàng nguyên lãng tới nói đều đã là cực hạn thực lực của hắn đúng là không đủ mạnh tại sự thi thượng vị long tộc bên trong thuộc về hạng chót tồn tại mà lam hiên vũ cùng bạch tú tú biểu hiện ra năng lực đã đầy đủ đã chứng minh bọn hắn tiềm chất. Nhất là Lam Hiên Vũ, làm thăng long đứng đầu, lại thêm đạt được ám ma long kỵ sĩ tán thành. Này cũng đã là hai vị long kỵ sĩ công nhận, Trương Lương dự hiểu nói đúng, nếu như gia tộc khác mời chào làm sao bây giờ. Tuy nói hoàng gia đã cấp gia thần long giáp, long thương những chỗ tốt này, có thể là chỗ tốt như vậy gia tộc khác không thể cho sao, tình cảm cái gì, tại lợi ích cũng đủ lớn tình huống dưới, có hay không do động cái kia thật muốn nhìn bản thân phẩm tính. Đối với Lam Hiên Vũ, Hoàng Nguyên Lãng mặc dù một mực trong lòng đều tràn đầy đề nghĩ phải thân cận ý tứ, nhưng hắn tỉnh táo lại ngẫm lại, thật sự chính là không đủ hiểu. Ít nhất đối tính cách của hắn cùng các phương diện đều không hiểu như vậy. Tương đối mà nói, Bạch Tú Tú càng hướng ngoại một điểm, mà Lam Hiên Vũ bình thường ngay cả nói chuyện cũng rất ít, rất khó biết ý tưởng chân thật của hắn. Bạch Tú Tú cùng nàng mặc dù là tỉ muội, nhưng rõ ràng cũng không phải thân tỉ muội. Bạch Tú Tú có cùng Hoàng Đạo Kỳ tầng kia cha con quan hệ, hẳn là sẽ không tùy tiện rời đi nhưng nếu như lam hiên vũ mong muốn bay một mình ai có thể ngăn cản đến nàng hiện tại danh vọng nguyền rủa cái gì đã vô dụng trừ phi là muốn giết chết hắn nhưng mưu sát long tộc tại thiên long tinh có thể là tội lớn trong long tộc bộ đều là như thế bị long kỵ sĩ quan tâm lam hiên vũ gần như không có khả năng bị ám sát bởi vậy hoàng nguyên lãng hướng hoàng đạo kỳ tỏ rõ lợi hại hắn là tự mình chứng kiến lam hiên vũ tại thăng long đại tái bên trên biểu hiện cho nên hắn càng ngày càng khẳng định lam hiên vũ tại thăng long đại tái nhất định có thể đi càng xa tương lai trở thành long kỵ sĩ khả năng rất lớn nhiều nhất thời gian mấy chục năm liền có cơ hội kia lần này không được còn có lần nữa đây lần sau hắn đầy đủ thành thục lại đến nói không chừng liền có thể nhất cử thành công hoàng đạo kỳ bị hoàng nguyên lãng thuyết phục hắn cũng biết đối với gia tộc tới nói này rất có thể là một lần cơ hội duy nhất phong long thành bị xa lánh theo hoàng nguyên lãng tại thăng long đại tái bên trên bị người khinh thị liền có thể thấy được chút ít không có chân chính long kỵ sĩ ủng hộ gia tộc cuối cùng chỉ có thể dần dần hướng đi suy vong nhất là bọn hắn nhà mặc dù am hiểu sinh sôi nhưng không có long tộc bạn lữ lời huyết mạch sẽ chỉ là càng ngày càng mỏng manh bởi vậy hoàng đạo kỳ cuối cùng quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem lam hiên vũ cùng bạch tú tú toàn bộ cồn lên chiến xa dùng phong long thành lớn nhất thành ý lưu bọn hắn lại đối với những đại gia tộc kia tới nói tài lực vật lực đương nhiên là mạnh hơn phong long thành thế nhưng những đại gia tộc này cũng đồng dạng có có thể trở thành long kỵ sĩ khả năng hậu đại bọn hán tài nguyên mặc dù nguyện ý vì mời chào lam hiên vũ cùng bạch tú tú cho ra nhưng chắc chắn sẽ không là toàn bộ nhưng phong long thành hy vọng duy nhất khả năng chính là các nàng hai nhiều năm tích lũy vẫn là vô cùng khả quan hoàng nguyên lãng đi đến bàn bên cạnh trên tay ánh bạc lấp lánh liên tiếp bảy cái hộp xuất hiện ở trước mặt hắn này chút hộp nhìn qua đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo cũng không phải là kim loại xưa cũ mà chân bóng có chút giống là ngọc thạch. Phía trên cũng không có có bất luận là sóng năng lượng nào xuất hiện, nhưng lại cho người ta một loại rất mong muốn chạm đến cảm giác. Lấy ra này bảy cái hộp về sau, Hoàng Nguyên lãng lông mày cao lại, trong ánh mắt lóe lên hứa phức tạp hơn cảm xúc, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem chính mình trong nội tâm cảm xúc áp chế xuống tới, thở sâu, chuyển hướng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. "Lam, Tú Tú, lần này gia tộc thật chính là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, làm ra quyết định, nhưng các ngươi cũng cần phải hiểu rõ." bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc ta hết sức thẳng thắn nói gia tộc cần muốn các người tương lai lực lượng càng đang mong đợi các ngươi có thể trở thành long kỵ sĩ mới có thể nguyện ý xuất gia chân quý như thế tài nguyên đến cho cho các ngươi trợ giúp cho nên gia tộc cũng hy vọng tương lai thông qua những tương nguyên này các ngươi trở nên mạnh mẽ về sau có thể một mực lưu tại gia tộc mà sẽ không bị gia tộc khác hấp dẫn rời đi cho nên ta trước nói rõ ràng nếu như các ngươi mong muốn thu hoạch được những tương nguyên này cần cùng gia tộc ký kết một phần khế ước cũng chính là chúng ta trong long tộc tục xưng ngàn năm khế ước ngàn năm khế ước lực ước thúc chính là 18 vị long kỵ sĩ đại nhân chung nhau chứng kiến bất luận cái gì long tộc tại định ra khế ước về sau không thể vi phạm khế ước sẽ cất giữ tại thiên long thành thiên long các bên trong ngàn năm về sau mới có thể giải trừ nếu như vi phạm cái kia chính là cùng toàn bộ long tộc là địch chúng ta long tộc tại thiên long tinh chính là cường đại nhất cũng là nhất chủng tộc cao quý thế nhưng đồng dạng chú trọng khế ước tinh thần này phần ngàn năm khế ước không có bất kỳ cái gì đối với các ngươi bản thể ảnh hưởng năng lực nhưng lại đại biểu cho các ngươi tại thiên long tinh bên trên uy tín vi phạm ngàn năm long khế người sẽ bị toàn thể long tộc sở thoá khí cho nên này phần khế ước lực ước thúc rất mạnh các ngươi không cần phải gấp gáp nói cho ta biết thỉnh thận trọng cân nhắc mà khi các ngươi ký này phần ngàn năm khế ước nguyện ý bảo hộ gia tộc ngàn năm về sau các ngươi chẳng những là gia tộc một phần tử cũng đem chính thức thành vì gia tộc khách khanh có được không thua kém tộc trưởng địa vị tương lai càng là sẽ trở thành vì gia tộc trưởng lão tiếp nhận gia tộc hết thảy cung cấp nuôi dưỡng triệt để thành là người mình cùng những đại gia tộc kia so sánh hoàng gia không tính là cường đại nhất thế nhưng chúng ta lại nhất định là một cái duy nhất không có lựa chọn nào khác gia tộc các ngươi cũng nhìn thấy tình huống của ta liền trương lương dự hiểu như thế tiểu nhân đều có thể tùy tiện khi nhục ta cũng là bởi vì ta thiên phú không tốt căn bản không có tương lai trở thành cường giả hy vọng bọn hắn mới có thể như thế không kiêng nề gì cả. Cho nên, chỉ muốn các người ký kết khế ước. Như vậy, gia tộc tất cả tài nguyên đều là các người, coi như thân là thiếu tộc trưởng ta, cũng xa xa vô phương thu hoạch được cùng các người cùng cấp bậc tài nguyên chút xuống. Hoàng Nguyên lãng lời nói này nói tình chân ý thiết, càng là thành thật với nhau, ít nhất theo mặt ngoài nhìn qua, tình cảm càng là cực kỳ chân thành tha thiết. Nghe hắn, Lam Hiên Vũ chọn lựa đầu tiên liền ý thức được, tại bàn bên trên cái kia bảy cái hộp cũng không phải vật phẩm bình thường mà lại hắn cũng lập tức liền hiểu rõ hoàng gia này là bởi vì chính mình tham gia thăng long đại tái thừa nhận rồi không nhỏ áp lực bởi vì chính mình chỗ cho thấy năng lực quá mạnh cho nên để bọn hắn đã sinh ra cảm giác nguy hiểm lúc này mới sẽ muốn cùng mình ký kết ngàn năm khế ước mà có hoàng nguyên lãng nói rõ lý do làm hiền vũ cũng tin tưởng hắn đối ngàn năm long khế nói rõ lý do tuyệt sẽ không có giữ lại cùng ẩn giấu cái gì bởi vì chính mình đã tham gia thăng long đại tái thời điểm tùy tiện tìm một cái thượng vị long tộc hỏi một chút có phải hay không loại tình huống này liền có thể vạch trần hoang ngôn bởi vậy hắn căn bản không cần thiết lừa gạt mình hoàng đạo kỳ hoàng nguyên lãng phụ tử chỉ sợ duy nhất không có nghĩ tới chính là ngàn năm long khế dĩ nhiên là đối thiên long tinh bên trên hết thảy long tộc đều là có được tầng trên cùng nhất chế khế ước có thể là chính mình cùng tú tú căn bản cũng không phải là nơi này long tộc a à, bọn hắn tương lai muốn làm sự tình vốn chính là cùng thiên long tinh đối nghịch chỗ nào khả năng quan tâm cái gì ngàn năm khế ước này loại chỉ có chỗ tốt không có hạn chế sự tình mặc kệ là kẻ ngu lam hiên vũ nghĩ đến này chút bạch tú tú tự nhiên cũng nghĩ đến cho nên nàng vẫn đang ngó chừng lam hiên vũ xem còn thỉnh thoảng cho hắn cái ánh mắt nhưng lam hiên vũ lúc này lại là một mặt bình tĩnh nhìn xem trước mặt ánh mắt chân thành tha thiết chân tình bộc lộ hoàng nguyên lãng lam hiên vũ hơi chút trầm ngâm về sau nói hoàng huynh người cùng tộc trưởng tâm tình ta hiểu ta cũng hiểu rõ đây cũng là lần này ta tại thăng long đại tái bên trên biểu hiện còn có thể đưa tới hoàng gia cần chúng ta chúng ta cũng nguyện ý lưu tại hoàng gia điểm này phía trước tới dự thi trước đó chúng ta liền đã nói qua nhưng này ngàn năm khế ước sẽ sẽ không thái quá rất xưa ta không phải một cái đặc biệt ưa thích trói buộc long bạch tú tú nhìn xem lam hiên vũ long mày cao lại dáng vẻ nàng đột nhiên có chút muốn cười nàng dĩ nhiên biết cái tên này đây là tại diễn kịch đâu có thể là diễn cũng thật giống a à? đây là đại minh tinh cấp độ diễn kịch a à? Hoàng Nguyên Lãng nghe Lam Hiên Vũ, chặn lại nói, không, ngươi hiểu lầm, không có trói buộc, dưới tình huống bình thường dĩ nhiên, không có trói buộc, đừng nói, là tại chúng ta thiên long tinh, coi như là ngươi bên trên những tinh cầu khác đi du ngoạn cũng không có bất kỳ cái gì trói buộc, gia tộc sẽ đối ngươi toàn diện duy trì, chẳng qua là hy vọng ngươi có thể ở gia tộc cần thời điểm bang gia tộc một thành, đồng thời, có ngàn năm khế ước tại, hết thảy long tộc cũng đều sẽ biết, ngươi là chân chính lệ thuộc vào hoàng gia đây đối với chúng ta tới nói cũng đã là cực lớn ủng hộ. Bình thường tới nói là cảm giác không cần ngươi động thủ, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, mạnh lên như vậy đủ rồi. Tại chúng ta long tộc, long kỵ sĩ trọng yếu nhất tác dụng vẫn luôn là uy hiếp, mà không phải tham dự tranh đấu cái gì, bởi vì làm căn bản cũng không cần long kỵ sĩ tự mình ra tay à. Hoàng Nguyên Lãng tiếp tục nói, chỉ cần ngươi không tuyên bố rời đi hoàng gia, gia tộc đối ngươi không có bất kỳ cái gì ước thúc, trừ phi là gia tộc gặp được sinh tử tồn vong lớn đại nguy cơ, bằng không cũng sẽ không cưỡng chế ngươi xuất chiến cái gì. Nghe giải thích của hắn, Lam Hiên Vũ biểu lộ hơi buông lỏng mấy phần, ít nhất theo Hoàng Nguyên Lãng là như vậy. Như vậy, Hoàng Huynh, có thể hay không nói cho ta biết một thoáng, trước mặt này bảy cái trong hộp trang là vật gì, Lam Hiên Vũ vẻ mặt mang theo vài phần tò mò. Hoàng Nguyên Lãng thở sâu, nhìn xem cái kia bảy cái hộp, trong mắt lóe lên một vệt thần sắc không muốn. Này bảy cái hộp chia làm hai loại bộ dáng, có bốn cái hộp hơi lớn một chút, là hình vuông toàn thân trắng noãn như tuyết, tính chất trơn bóng. Mặt khác ba cái hộp thì là hơi phát vàng màu ngà sữa, thể tích muốn nhỏ một chút, hình tròn, đỉnh chóp là hình cầu, cao hơn một chút. Lớn hộp biến dài tới khoảng nửa mét, nhỏ hộp, cũng có đường kính một thước, cho nên bảy cái hộp để lên bàn, quả thực là đã chiếm không ít diện tích. Hoàng Nguyên Lãng đi lên trước, đem bên trong một cái hình vuông hộp cầm lên, sau đó chuyển hướng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, chậm rãi đem hộp mở ra tại hộp mở ra trong nháy mắt đó một cỗ kỳ dị hương khí lập tức bắn ra lam hiên vũ cùng bạch tú tú đều cảm giác mừng rỡ huyết mạch trong người trong nháy mắt xuất hiện một phần sao động cảm giác hai người đều cảm giác được bên trong thân thể mình huyết mạch tựa hồ trở nên ấm áp còn có một cỗ khát vọng mãnh liệt ở trong lòng xuất hiện nhất là bạch tú tú cảm giác của nàng rõ ràng nhất thậm chí đều có loại không kịp chờ đợi mong muốn thu hoạch được vật kia giống như hiện ra tại trong hộp là một tầng không biết dày bao nhiêu màu ngà sữa dầu hình dáng vật cái kia hương khí chính là từ trong đó phát ra thấy này dầu hình dáng vật hoàng nguyên lãng không bỏ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt lông mày cao lại ánh mắt bên trong tình cờ toát ra vẻ tham lam ít hầu nhún nhún tựa hồ tại cố nén cái gì hấp dẫn cực lớn giống như đây là lam hiên vũ nhìn về phía hoàng nguyên lãng long tủy hoàng nguyên lãng nỗ lực nói ra hai chữ này sau đó lập tức đậy nắp hộp lại thoáng có chút thở hồn hền hắn sợ chính mình lại không đắp lên cái nắp liền không nhịn được muốn đổi ý. Long tủy Lam Hiên Vũ trong lòng khẽ run lên, ngay sau đó, một cỗ gần như không thể ngăn chặn lửa giận trong nháy mắt bốc lên, theo đáy lòng bay lên. Long tủy đến từ long giới, là theo long tộc trong hài cốt để luyện ra. Đúng lúc này, Hoàng Nguyên Lãng tiếp tục nói, long tủy thật sự là quá hiếm có, bởi vì chỉ có thượng vị long tộc long tủy mới có ý nghĩa. Trung vị long tộc cùng hạ vị long tộc mặc dù cũng có long tủy, nhưng bọn hắn long tủy chất bẩn quá nhiều, chẳng qua là đối đê vị long tộc có chút hiệu quả chúng ta thượng vị long tộc là khinh thường tại sử dụng thế nhưng thượng vị long tộc sau khi ngã xuống thì cốt đâu có thể nào tùy tiện bị người đạt được bởi vậy các đại gia tộc lưu truyền xuống long tùy cơ hồ đều là gia tộc trưởng bối tại ngã xuống hoặc là sau khi qua đời lưu lại chúng ta long tộc cũng có cái truyền thống tiền bối qua đời sẽ đem tự thân quý báu nhất hết thảy xem như tài nguyên lưu cho hậu đại không phải đến từ long giới mà là tới từ long biến thời kỳ về sau thượng vị long tộc nghe hắn kiểu nói này làm hiên vũ lửa giận tiêu tán mấy phần bên người bạch tú tú giật mình nói cái kia đây không phải khinh nhờn tiền bối thi cốt sao hoàng nguyên lãng khoát khoát tay nói chúng ta long tộc không chú trọng cái này tiền bối sau khi chết nếu như thi cốt không làm xử lý cũng sẽ mục nát tiêu tán cái kia mới là thật khinh nhờn mà chúng ta thượng vị long tộc có thể nói là một thân là bảo vì gia tộc truyền thừa cùng mạnh mẽ những vật này là nhất định phải lưu lại trong đó long cốt da rồng long lân là một bộ phận nhưng chân quý nhất lại là long tủy cùng long tinh vừa nói hắn ánh mắt nhìn về phía ba cái kia nhỏ một chút hộp không hề nghi ngờ tại ba cái kia nhỏ trong hộp thả chính là long tinh bốn hộp long tủy ba hộp long tinh khó trách hoàng nguyên lãng theo sau khi đến liền vẫn luôn là một mặt thịt đau dáng vẻ này không có cách nào không thịt đau a à. nhiều như thế long tủy long tinh hắn giá trị khó mơ ước lượng lam hiên vũ thở sâu nhưng tâm tình của mình bên trong toát ra mấy phần cảm kích hoàng huynh vậy cái này long tủy cùng long tinh tác dụng là hoàng nguyên lãng nói các người một mực tại tu luyện long lực tôi thể chi pháp đúng không long lực tôi thể nhưng thật ra là điểm giai đoạn trong đó toàn thể tôi thể là giai đoạn thứ nhất này giai đoạn thứ nhất mỗi người bởi vì thối luyện chiều sâu khác biệt độ hoàn thành cũng là không giống nhau từ chất càng tốt thối luyện liền càng sâu hiệu quả cũng càng tốt mà sơ bộ tôi thể sau khi hoàn thành liền sẽ là luyện tủy luyện tủy hoàn thành cốt tủy một thể tự thân huyết mạch sẽ sinh ra một lần thuế biến cùng tiến hóa này bị coi là chúng ta thượng vị long tộc thành niên đặc thù cơ bản cũng là thành thần tiêu chí giống phụ thân ta liền là hoàn thành một bước này mà ta khoảng cách một bước này còn rất xa xôi luyện tủy muốn so tôi thì càng thêm thống khổ luyện tủy thời điểm đem này long tủy bôi lên toàn thân sẽ có lớn vô cùng trợ giúp tác dụng thông qua huyết mạch hấp thu long tủy cường kiện chính mình tủy lực lại càng dễ đột phá cùng tăng lên bất quá luyện tủy thời điểm bởi vì tự thân sẽ ở vào cực độ thống cổ quá trình bên trong cho nên nhất định phải có một vị khác vì đó bôi lên chúng ta long tộc luyện tủy chủ yếu luyện là xương sống xương sống thông suốt long tủy tự nhiên lan tràn toàn thân cho nên các người lúc tu luyện muốn trợ giúp lẫn nhau đem này long tủy bôi lên tại lẫn nhau xương sống phía trên đồng thời làm đối phương hộ pháp theo xương cổ mãi cho đến xương đuôi đều muốn bôi lên đều đều có long tủy phụ trợ tu luyện chắc chắn làm ít công to bạch tú tú sợ hãi than nói đây quả thật là quá chân quý hoàng nguyên lãng cười khổ nói còn không phải sao đây là gia tộc nhất bảo vật chân quý không thể phòng chế tồn tại gia tộc cũng không có thừa bao nhiêu đại bộ phận đều cho các người lấy ra nhất định phải gấp đôi chân quý hy vọng có thể giúp các người càng nhanh hơn trưởng thành sớm ngày luyện tùy thành công thành tựu thần cấp lam hiên vũ hơi hơi khom người hướng hoàng nguyên lãng thăm hỏi nói hoàng huynh yên tâm một ngày làm người hoàng gia cả đời làm người hoàng gia ngàn năm khế ước chúng ta nguyện ký nghe hắn kiểu nói này hoàng nguyên lãng vẻ đau lòng cuối cùng là tiêu tán rất nhiều mừng rỡ nói vậy liền quá tốt rồi khế ước ở đây vừa nói hắn đem hai tấm sớm đã chuẩn bị xong khế ước đem ra trong mắt rõ ràng có chút phấn khởi cảm xúc tại rung động khế ước ở trên bàn bày sẵn làm hiền vũ yên lặng cảm thụ một thoáng phía trên là có tối tăm năng lượng ba động nhưng lại không phải nguyền rùa loại hình hẳn là chuyên môn ghi chép sử dụng dùng chứng minh khế ước công chính tính phía trên có đủ loại nói rõ có quan hệ với khế ước nói rõ chủ yếu nói đúng là làm tú tú tự nguyện gia nhập hoàng gia ký kết ngàn năm khế ước trong ngàn năm hoàng gia phụ trách cung cấp nuôi dưỡng mà hai người muốn vì thủ hộ hoàng gia tận chức tận trách không được lại thêm vào gia tộc khác không phải cùng bàn gia tộc bên ngoài người hôn phối các loại bạch tú tú cũng đang nhìn khế ước thấy không được hôn phối đầu này thời điểm khóe miệng nàng hơi nhếch lên không cần hỏi nàng đều đoán được này chỉ sợ là hoàng nguyên lãng bởi vì đối Lam Hiên Vũ ngấp nghé, cho nên mới có như vậy một đầu đi. Dĩ nhiên, đây cũng là đối bọn hắn ước thúc, để tránh biến hướng gia nhập gia tộc khác ước thúc. Toàn thể đến xem, khế ước chu đáo, vô cùng toàn diện, cơ bản thì tương đương với bán mình cho hoàng gia, dĩ nhiên, cũng có rất nhiều quyền lợi loại hình, trong gia tộc có cao thượng địa vị, ký kết ngàn năm khế ước về sau, tự nhiên liền trở thành gia tộc trưởng lão, tại Phong Long thành có không kém hơn thành chủ quyền lên tiếng vân vân. Nhìn khế ước này, làm hiên vũ cùng bạch tú tú cái kia thật chính là một điểm áp lực tâm lý đều không có khế ước này căn bản nhất cơ sở chính là xây dựng ở bọn hắn đúng là long tộc thiên long tinh long tộc tương lai nhất định muốn ở chỗ này sinh tồn điều kiện tiên quyết à mà bọn hắn căn bản cũng không sợ bị hết thảy long tộc phỉ nhổ trở thành kẻ phản bội bởi vì bọn hắn vốn chính là ẩn núp tiến đến ngay sau đó tại hoàng nguyên lãng nhắc nhở dưới mỗi người bọn họ dùng chính mình một giọt máu làm dẫn ký kết này phần khế ước không có nguyên rùa xuất hiện đang tương phản làm máu của bọn hắn cùng khế ước dung hợp lại cùng nhau thời điểm bọn hắn nguyên bản trong cơ thể tại long lực sành bên trong bị gieo xuống nguyền rủa thế mà lặng yên không tiếng động biến mất hiển nhiên là bởi vì có ngàn năm khế ước ở tình huống dưới cái kia phần nguyền rủa đã không có ý nghĩa ngay tại cùng xa bị lặng lẽ rút khỏi lam hiên vũ đối cái kia nguyền rủa ban đầu cũng không lo lắng tựa như là ký kết ngàn năm khế ước hắn cũng không có gì lo lắng một dạng long tộc pháp tắc căn bản là huyết thống trí thượng thực lực của hắn đối ở hiện tại long tộc tới nói còn không tính là gì thế nhưng nếu bàn về huyết mạch độ tinh khiết cường độ ai có thể cùng có được long thần huyết mạch hắn so sánh bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set The phim viết liền không giấu nhé cho nên tại đây bên trong hắn căn bản cũng không cần lo lắng này chút có không có bất luận cái gì cùng long tộc huyết mạch tương quan áp chế khế ước đều sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ký xong ngàn năm khế ước, Hoàng Nguyên lãng trân trọng đem hắn thu hồi, trên mặt toát ra không che giấu được nụ cười, thậm chí liền nhìn lấy Lam Hiên Vũ ánh mắt đều lớn mật mấy phần. Không thể cùng gia tộc bên ngoài hôn phối a, à? vậy nếu như hôn phối, lựa chọn cũng chỉ có bên trong gia tộc, bên trong gia tộc, trừ mình ra, còn có ai có thể xứng với Lam đâu? Ít nhất Hoàng Hiên Vũ trong lòng mình là nghĩ như vậy. Lam Hiên Vũ vẻ mặt bình tĩnh nói, "Hoàng huynh, vừa mới ngươi vì ta nhóm giải đáp long tùy dùng pháp cái kia long tinh đâu lại có tác dụng gì a à, hoàng nguyên lãng đang theo dõi lam hiên vũ xem ánh mắt bên trong tham lam đều toát ra tới nghe vậy mới bỗng nhiên bừng tình có chút lúng túng nói long tinh a à, long tinh a à. long tinh vậy liền càng là đồ tốt hơn hắn lấy lại bình tĩnh Nhưng vẻ mặt khôi phục như thường mới tiếp tục nói chúng ta long tộc hạch tâm nhất lực lượng kỳ thật liền đều tại long tinh bên trong chỉ có thần cấp long tộc trong đại não mới có thể ngưng kết ra long tinh, long tinh là thần thức chất biến, cũng là tự thân huyết mạch cùng thần thức dung hợp sản phẩm, càng là chúng ta long tộc lực lượng nguồn suối, thần cấp long tộc, long tinh là chân chính hạch tâm, có thể nói là tất thắng tu vi chỗ tụ, chính là chúng ta long tộc vật chân quý nhất. Các ngươi lúc tu luyện, chỉ cần tay cầm long tinh, long tinh bên trong một cách tự nhiên liền sẽ hướng ra phía ngoài phóng xuất ra long khí, bổ sung thân thể của các ngươi, mà lại, này phần long khí là kết hợp thần thức đối với các người chưa tới tu luyện xuất thần biết có trợ giúp cực lớn luyện tủy luyện thần biết đây đều là thành thần cơ sở là át không thể thiếu khác nhau long tủy sử dụng tới cơ bản liền đều bị hấp thu không thể lại dùng nhưng long tinh lại có thể dùng thời gian rất lâu chậm rãi hấp thu này ba cái long tinh một mực duy trì đến các người tu luyện thành thần cũng không có vấn đề gì cả sẽ cực kỳ gia tốc các người tu luyện đúng tiến vào thi đấu vòng tròn về sau chúng ta đằng sau đụng phải thượng vị long tộc khả năng rất lớn nếu như các ngươi tại cùng tiểu tổ bên trong đụng phải thần long giáp bên trên khảm nạm có long tinh có thể thăm dò một thoáng nếu như thực lực chênh lệch khá lớn nhận thua cũng không quan hệ dù sao ba hạng đầu đều có thể tiến vào vòng tiếp theo trận chung kết giai đoạn thần long giáp còn có khả năng khảm nạm long tinh sao bạch tú tú nói hoàng nguyên lãng nhẹ gật đầu đó là một loại hết sức xa xỉ hành vi lại có thể đem thần long giáp hiệu quả kích phát đến lớn nhất nhưng lại cần cùng thần long giáp cùng thuộc tính long tinh mới được không có mấy cái gia tộc có dạng này vốn liếng cùng thủ đoạn hắn nói mặc dù có chút mịt mờ nhưng lam hiên vũ cùng bạch tú tú làm sao nghe không ra có long tinh khảm nạm thần long giáp sẽ càng mạnh hơn hoàng gia không có năng lực này nói cách khác cho bọn hắn này ba cái long tinh cùng bọn hắn thần long giáp thuộc tính là không giống nhau cái này rất có thể không phải hoàng gia không muốn cho là thật không có hoàng nguyên lãng hiển nhiên là không muốn lại tiếp tục cái đề tài này cử đi nâng trong tay ngàn năm khê ước nói ta muốn mau đi trở về đem khế ước nộp lên thiên long thành tiến hành ghi chép sẽ không quấy rầy các ngươi tu luyện thi đấu vòng tròn trước đó mấy ngày nay các ngươi cố gắng nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái thi đấu vòng tròn giai đoạn chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên Ưm! Ừ. điều tiễn hoàng nguyên lãng lam hiên vũ cùng bạch tú tú hai mặt nhìn nhau bạch tú tú cười nhẹ nói xem ra hoàng gia đối với chúng ta đã rất có lòng tin đây là muốn khóa lại chúng ta ân không thể hôn phối hì hì Lam Hiên Vũ nhìn xem Bạch Tú Tú, cũng cười, chỉ bất quá, nụ cười của hắn có chút cổ quái. Người cười cái gì? Bạch Tú Tú không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy cái tên này nụ cười có chút không có hảo ý. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta có hay không có thể cân nhắc luyện tủy, có long tinh cùng long tủy tại, chúng ta là có thể dùng tới cùng một chỗ tu luyện, hết sức rõ ràng, không có long lực sành tình huống dưới, long tinh, long tủy cũng có thể phụ giúp bọn ta luyện thể mà là hiệu quả khẳng định phải so long lực sảnh tốt hơn nhiều. đây là hoàng gia áp đáy hòng đồ vật. ừm vậy chúng ta thử một chút. bạch tú tú nói. trải qua thăng long đại tái đấu vòng loại giai đoạn, nàng hiện tại có rất mạnh cảm giác cấp bách. mặc dù ba cuộc chiến đấu thắng không tính quá khó khăn, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng lam hiên vũ cùng với những thượng vị long tộc đó khoảng cách, mong muốn tại thi đấu vòng tròn tiến vào ba vị trí đầu, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. tăng cao thực lực cấp bách thoát đi lam hiên vũ cười hắc hắc thấp giọng nói ra bạch tú tú sững sờ nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng khuôn mặt trong nháy mắt che kín dạng mây đỏ ta nói ngươi cười gì vậy ngươi lần này chảy phôi bôi lê long tủy cần cởi quần áo trước đó hoàng nguyên lãng cũng đã nói đầu óc ngươi bên trong đều là loại đồ vật này sao liền cái này ngươi nhớ rõ hừ bạch tú tú liên tục hờn rỗi truy đánh lam hiên vũ lam hiên vũ cũng không né tránh mặc nàng đánh chẳng qua là ánh mắt ở trên người nàng liếc mắt lại nghiêng mắt nhìn nhịp tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ bạch tú tú sao có thể không cảm giác được biến hóa của hắn tay nhỏ đột nhiên đặt tại trên trán của hắn trong chốc lát thấy lạnh cả người từ đầu tới đuôi trong nháy mắt hạ xuống cái kia thật chính là từ đầu lạnh đến đuôi so dội cho một chậu nước đá hiệu quả đều tốt làm hiền vũ linh hồn dùng mình một cái thân thể đều trong nháy mắt có chút cứng ngắc lại Ngươi, ngươi Ngươi dạng này sẽ mất đi bạn trai của ngươi hừ bạch tú tú trừng mắt liếc hắn một cái quay người đi vào bên trong đi làm hiền vũ rõ ràng thấy nàng tại lúc xoay người đang cởi áo phục nút thắt vừa mới dập tắt hỏa diễm trong nháy mắt liền có lần nữa bốc lên xu thế tốc độ cao bắt một hộp long tủy cùng hai hộp long tinh liền đuổi theo người người chớ vào bạch tú tú thanh âm bay tới thanh âm bên trong rõ ràng mang theo vài phần mềm yếu a à, cửa phòng ngủ đóng cửa làm hiền vũ bị giam tại bên ngoài trong lúc nhất thời hắn cũng có chút không biết nên làm thế nào cho phải thính lực của hắn vô cùng tốt mơ hồ có thể nghe được gian phòng bên trong có quần áo tiếng ma sát tú tú đây là tại cởi quần áo theo bản năng nuốt xuống một hớp nước miếng lam hiên vũ đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không có chán ghét như vậy hoàng nguyên lãng long tinh cái gì đều không trọng yếu này long tủy thật là đồ tốt à về sau muốn nhiều hướng hoàng gia nghiền ép một chút mới là trọn vẹn nửa ngày về sau bên trong chuyển tới một thanh âm rất nhỏ vào đi lam hiên vũ như phụng luân âm vội vàng đẩy cửa vào trên giường màn tơ đã buông xuống chỉ có thể mơ hồ thấy trên giường thân ảnh lam hiên vũ nhìn xem cái kia như ẩn như hiện thân ảnh lập tức có chút gần hương tình e sợ cảm giác ngược lại là dừng bước thân thể dần dần phát nhiệt nhịp tim phanh phanh phanh, phanh liền chính hắn đều cảm thấy lòng của mình phảng phất là muốn nhảy ra ngoài giống như hắn mặc dù cùng bạch tú tú cũng sớm đã minh xác quan hệ nhưng hai người một mực là phát hổ tình, dừng hổ lễ, cũng không có cái gì vượt qua cử động, tối đa cũng liền là hôn hôn, ôm một cái. Giờ này khắc này, mặc dù thân ở trại địch, có thể là trường hợp như vậy, lại lệnh huyết khí phương cương tiểu lan sao có thể không có có chút ý nghĩ, hắn cũng không phải thật nữ nhân. Màn tơ bên trong bạch tú tú sao lại không phải khẩn trương hai tay lạnh buốt, nàng đột nhiên có loại vui mừng cảm giác, may mắn hiện tại Lam Hiên Vũ chính là nữ trang đại lão bộ dáng, cái này khiến nàng ngượng ngùng, sẽ giảm xuống một chút. Ngươi! Bạch Tú Tú nói khẽ, vào đi. Ừm ân, tốt, tốt, làm hiền vũ không biết có phải hay không là bởi vì vì lúc trước bị đông cứng, lúc này nói chuyện đều có chút cả lăm, ba chân bốn cẳng tốc độ cao tiến lên. Khi hắn sốc lên màn tơ cái kia một cái chớp mắt, tay đều có chút run rẩy. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, làm hiên vũ đầy ngập sốt ruột đột nhiên tan thành mây khói. Hắn nháy nháy mắt, nhìn xem trước mặt ngồi ngay ngắn ở trên giường bạch tú tú ánh mắt bên trong thất vọng là không che giấu được bởi vì khoanh chân ngồi ở chỗ đó nàng quần áo vẫn như cũ là êm đẹp xuyên qua cũng không có nhiều lộ ra một tia da thịt nhìn cái gì vậy đến đằng sau đi bạch tú tú khuôn mặt lại đỏ tựa như quả táo chín rõ ràng ngoài mạnh trong yếu hung hãn nói ồ nha làm hiền vũ đáp ứng một tiếng leo đến bạch tú tú sau lưng khi hắn vừa tới đến bạch tú tú sau lưng thời điểm trong nháy mắt con mắt đều trợn tròn trong lúc nhất thời liền hô hấp đều quên hắn lúc này mới phát hiện bạch tú tú áo là không đúng áo của nàng đúng là còn xuyên qua nhưng là phản lấy mặc hai tay phản lấy lọt vào ống tay áo nhường cả kiện áo từ phía trước bao phủ tại chính mình đời trước che lại chính diện có thể là chân bóng phần lưng lại hoàn toàn lộ ra da thịt trắng nõn óng ánh mà thấu triệt không tính vai rộng bàng hơi lộ ra thon gầy như hòa đường vòng cung hướng kéo dài xuống mãi cho đến phần eo thu làm hẹp nhất có thể là bởi vì da thịt bại lộ trong không khí, lại thêm cảm xúc nguyên nhân. Cái kia trắng nõn trên da thịt rõ ràng có một ít nhẹ nhàng nhô lên, cái kia tựa hồ là hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, nhạt, nổi da gà. Làm hiên vũ mắt không chớp nhìn xem, trong lúc nhất thời, cả người đều có chút ngốc trệ. Bọn hắn tại cùng một chỗ thời gian dài như vậy, nhưng trên thực tế, đây là hắn lần thứ nhất thấy bạch tú tú thân thể, dù cho chẳng qua là phía sau lưng, vậy cũng là lần đầu tiên à. Người làm gì chứ? Bạch Tú Tú tay trái khuỷu tay hướng về sau vừa nhấc, điểm tại Lam Hiên Vũ bên hông, Lam Hiên Vũ thân thể thoáng qua, suýt nữa nhào ngã xuống giường. Không có gì, không có gì, Lam Hiên Vũ tốc độ cao lao miệng, xác nhận chính mình không có nước miếng chảy xuống, vội vàng leo đến Bạch Tú Tú sau lưng ngồi xuống. Đúng a, à, mặc dù là Bôi Lên Long Tủy muốn cởi quần áo, nhưng Bạch Tú Tú dùng một cái xảo diệu nhất biện pháp, để cho mình thân thể lộ ra bộ phận ít nhất, bởi vì Long Tủy chỉ cần bôi lên tại xương sống phía trên là được rồi có thể coi là như thế giữa hai người loại kia kiều diễm cảm giác nhưng như cũ nhường tim đập của bọn hắn đều tại gia tốc nhanh lên bắt đầu đi bạch tú tú thanh âm thoáng có chút run rẩy nàng thật có chút sợ sợ sau lưng cái tên kia cầm giữ không được đột nhiên ôm chặt lấy chính mình nên làm cái gì là cự tuyệt hắn vẫn là ba 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 thanh âm thanh thúy đột nhiên theo sau lưng truyền đến bạch tú tú sửng sốt một chút quay đầu hướng sau lưng nhìn lại nàng thấy rõ ràng tại lam hiên vũ trên mặt có mấy cái hồng hồng thủ ấn cái kia rõ ràng là chính hắn rút ngươi làm gì bạch tú tú đau lòng che mặt của hắn làm hiền vũ nhếch nhếch miệng để cho mình tỉnh táo một thoáng đây là tu luyện không thể tại loại này cảm xúc hạ tiến hành bằng không ngươi sẽ gặp nguy hiểm đều tại ta loại thời điểm này ta không nên suy nghĩ nhiều có muốn không ngươi lại cho ta băng một thoáng đủ ngốc a à ngươi bạch tú tú đau lòng vuốt ve trên mặt hắn trưởng ấn vậy ngươi cũng không thể đánh chính mình à đều đánh đỏ lên ta sớm muộn đều là ngươi tương lai gả cho ngươi về sau ta hết thảy đều là ngươi ngươi là bởi vì thích ta mới có thể như thế ta đều hiểu ta không trách ngươi lam hiên vũ gãi gãi đầu hắn kỳ thật đặc biệt nghĩ ở thời điểm này ôm lấy bạch tú tú nhưng hắn biết mình không thể nếu quả như thật ôm lấy nàng nhất là tại trước mắt nàng này loại ăn mặc trạng thái cái kia chỉ sợ cũng thật chính là thiên lôi dẫn ra địa hỏa ta không sao da dày thịt béo lập tức tốt ta hiện tại vẫn được chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi làm hiên vũ hướng nàng dùng sức gật đầu hai con người bên trong mơ hồ có màu sắc rực rỡ vầng sáng nhộn nhạo lên lập tức hắn huyết mạch trong cơ thể khí tức lạng yên bốc lên tại trước người hắn bạch tú tú cảm thụ rõ ràng nhất nàng huyết mạch trong cơ thể tùy theo sôi trào cảm giác ấm áp trong khoảnh khắc chuyển khắp toàn thân làm hiên vũ sờ lên đầu của nàng vịn hai vai của nàng để cho nàng một lần nữa quay trở lại ngưng thần làm hiên vũ khẽ quát một tiếng trong thanh âm mang theo vài phần hoàng kim long hống khí tức bạch tú tú trong lòng nghiêm nghị thu lại cảm xúc ngưng thần bên trong thủ lam hiên vũ cũng theo đó nhắm lại hai con người ngưng tụ thần tâm vừa mới hắn thật kém chút liền muốn thất thủ đây trọn vẹn qua một khắc đồng hồ tả hữu khí tức của bọn hắn mới dần dần bình ổn xuống tới lam hiên vũ một lần nữa mở ra hai con người đem bên người một cái hộp mở ra hộp mở ra trong nháy mắt một cỗ nồng đậm Đến cực điểm long khí trong nháy mắt bốc lên mà ra, kích thích Lam hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trên thân, đồng thời có tiếng long ngâm phát ra. Trong hộp để đó, một viên son nắm đấm hơi lớn, toàn thân trình làm tinh màu vàng tinh thể, nhìn qua, nó cũng có chút giống dầu hình dáng vật, nhưng nắm vào trong tay lại sẽ phát hiện, nó trầm trọng mà cứng rắn. Long tinh, này là một cái chân chính long tinh, đến từ thượng vị long tộc long tinh. Lam hiền Vũ thận trọng đem này miếng long tinh nắm vào trong tay, lập tức hắn lập tức liền cảm nhận được cái kia nồng đậm đến cực hạn long khí gợn sóng còn kèm theo khổng lồ không thể nghi ngờ là thần thức ẩn chứa trong đó hắn trước tiên liền đánh giá ra thứ này không thể trực tiếp cho bạch tú tú sử dụng nàng bây giờ còn có chút không chịu nổi bởi vì này long tinh bản thân thần thức quá mạnh rất có thể sẽ tại trong quá trình tu luyện trùng kích tinh thần lực của nàng một phần vạn này thần thức mang theo điểm ý thức tự chủ đi đoạt xá nàng làm sao bây giờ coi như không thành công cũng sẽ đối bạch tú tú tinh thần chi hải sinh ra kịch liệt trùng kích lam hiên vũ đem long tinh đặt ở trước người của mình trầm giọng nói tú tú long tinh lực lượng không thích hợp ngươi trực tiếp hấp thu ta sẽ đem hắn chuyển hóa lại rót vào thân thể của ngươi bên trong ngươi trực tiếp bắt đầu tôi thể về sau ta sẽ đem long tủy bôi lên ngươi xương sống phía trên chú ý hấp thu lần này trước chút ít bôi lên tiến hành nếm thử hiểu rõ bạch tú tú gật đầu lam hiên vũ hai con người chậm rãi hóa thành bảy màu Tại trước người hắn này miếng long tinh chậm chậm trôi nổi mà lên. Lập tức, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm nhận được, cái kia long tinh nương theo lấy hô hấp của mình tại nhẹ nhàng rung động lấy, liền như là một quả trái tim, ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ cùng sinh mệnh lực. Đây chính là thần cấp long tộc tồn tại, nội bộ chứa đựng năng lượng đúng là nhiều lắm, thế nhưng, này long tinh bên trong long lực, đối với Lam Hiên Vũ tới nói, nhiều ít vẫn có một ít vấn đề, vấn đề lớn nhất ngay tại ở, long tinh nội bộ long lực với hắn mà nói không đủ thuần túy trên thực tế làm long thần huyết mạch người thừa kế bất luận cái gì long tộc năng lượng ngoại trừ kim long vương cùng ngân long vương bên ngoài đều không đủ thuần túy làm hiền vũ cũng không thất vọng ngược lại là rất đỗi mừng rỡ long tinh đối với thượng vị long tộc tới nói thì tương đương với thực lực tổng hợp một nửa mà khác hết thảy tồn tại bao quát xương cốt huyết mạch nội tạng tinh thần lực long tủy này chút chung vào một chỗ mới miễn cưỡng có thể xem như một nửa khác Nói cách khác, nếu như tại hắn tu luyện long lực tôi thể quá trình bên trong săn giết một đầu thượng vị long tộc, đem hắn sinh mệnh năng lượng toàn bộ hấp thu, cũng không bằng một viên long tinh tới năng lượng càng nhiều. Mà lại, long tinh bên trong năng lượng còn bao gồm thần thức, bản thân liền là thượng vị long tộc trên thân thuần túy nhất năng lượng. Dạng này thuần túy năng lượng, đối với Lam Hiên Vũ tới nói mới càng có ý định hơn nghĩa, không tính tinh khiết, nhưng toàn thể có thể để luyện ra vẫn như cũ khổng lồ nhàn nhạt màu vàng khói mù theo cái kia long tinh bên trên từ từ bay ra thông qua thất khiếu chậm rãi tiến vào lam hiên vũ trong cơ thể huyết mạch vòng xoáy cao tốc xoay tròn dư thưởng năng lượng rất nhanh bị tách ra bộ phận này năng lượng cũng sẽ không lãng phí còn có cái trở lấy đây này tầm bào thú lặng yên không tiếng động chui ra dư thưởng năng lượng tất cả đều bị nó quy nạp thu lại hút vào trong cơ thể mình đây chính là thượng vị long tộc hạch tâm lực lượng coi như là không phù hợp long thần huyết mạch yêu cầu bộ phận cũng là phi thường khổng lồ mà thuần túy Làm hiên vũ huyết mạch vòng xoáy đang xoay tròn bên trong đem tinh khiết nhất cái kia bộ phận long lực lấy ra hắn chậm rãi nâng lên hai tay ấn tại bạch tú tú trơn bóng trên lưng lập tức bạch tú tú chỉ cảm thấy hai cỗ sôi trào mãnh liệt huyết mạch khí tức bỗng nhiên xông vào trong cơ thể mình này phần huyết mạch năng lượng thật sự là quá thuần túy mà khổng lồ trong chốc lát bạch tú tú cả người đều có loại muốn linh hồn xuất khiếu cảm giác huyết mạch của nàng trong nháy mắt liền điểm đốt lên hướng toàn thân lan tràn ra rèn luyện mỗi một chỗ đây là toàn thân cùng một chỗ thối luyện thậm chí không cần nàng quá nhiều khống chế cũng đồng dạng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề bởi vì vì tất cả bởi vì bùng cháy mà bị thối luyện địa phương trong khoảnh khắc liền sẽ bị sau lưng tràn vào tinh khiết cuồn cuộn huyết mạch chi lực tu bổ hoàn thành đồng thời cỗ lực lượng này sẽ còn xâm nhập vào tứ chi của nàng bách hải bên trong củng cố lấy thân thể của nàng lam hiên vũ còn xa xa không phải long thần nhưng hắn giờ này khác này chỗ phóng thích ra huyết mạch chi lực lại tràn ngập long thần khí tức thử hỏi có vị nào long tộc võ hồn người sở hữu có khả năng có dạng này phụ trợ tu luyện thủ đoạn a coi như là tại thiên long tinh cường già này như mây long tộc xưng bá địa phương cũng đồng dạng không có bạch tú tú trong cơ thể long khí dồi dào vô cùng làm hiên vũ một bên rót vào long lực một bên không ngừng cảm thụ được bạch tú tú tự thân biến hóa đồng thời đến từ long tinh bên trong năng lượng thu về thần thức cái kia một bộ phận bị hắn dẫn vào đến chính mình tinh thần chi hải bên trong dùng tới tôi luyện tinh thần lực của mình đồng thời cũng cảm thụ thần thức ảo diệu so với tinh thần lực thần thức muốn càng thêm ngưng tụ nhiều nếu như nói tinh thần lực là một phiến hải dương như vậy thần thức liền là một đạo xạ tuyến có khả năng tùy ý trưởng khống giống như thực chất xạ tuyến hải dương thể tích là có hạn nhưng xạ tuyến truyền ra khoảng cách lại là gần như vô hạn chẳng qua là sẽ theo khoảng cách mà không ngừng suy yếu Lam Hiên Vũ kỳ thật trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, dựa theo Hoàng Nguyên Lãng nói như vậy, làm Long tộc tu luyện tới thần cấp về sau, liền sẽ tại trong đại não xuất hiện Long tinh. Long tinh hẳn là theo tinh thần chi hải bên trong lột xác ra tới, thay thế tinh thần chi hải, ngưng tụ thần thức. Lam Hiên Vũ hiện tại ngực bên trong cùng tinh thần chi hải bên trong đều đều có Long hạch tồn tại, chẳng lẽ nói, Long hạch tương lai thuế biến về sau, liền sẽ hóa thành Long tinh hay sao? Tinh thần chi hải cuối cùng sẽ kiên cố, áp xúc trở thành long tinh áp xúc về sau tinh thần lực sinh ra chất biến thăng hoa theo mà trở thành thần thức khả năng này vẫn là vô cùng lớn ít nhất tại làm hiên vũ hiện tại cảm giác bên trong là như thế này long tinh xác thực là đồ tốt không chỉ là mang đến năng lượng khổng lồ trọng yếu nhất vẫn là mang cho hắn nhận thức tu vi đến trình độ nhất định về sau đốn ngộ liền phi thường mấu chốt một lần đốn ngộ liền có khả năng vượt càng trọng yếu cửa ải kéo dài nửa giờ sau Lam Hiên Vũ dẫn dắt đến Bạch Tú Tú huyết mạch chi lực chậm rãi thu về, thu hồi đến chỗ ngực hồn hạch chung quanh, huyết mạch chi lực phản hồi hồn hạch, cùng hồn hạch dần dần hòa làm một thể. Hắn sớm cũng đã bắt đầu trợ giúp Bạch Tú Tú, tướng hồn hạch bên trong hồn lực cùng huyết mạch chi lực triệt để dung hợp, từ đó khiến cho hắn hồn hạch cũng hướng phía Long hạch hướng đi phát triển. Cùng Lam Hiên Vũ tự thân khác biệt chính là, Lam Hiên Vũ Long hạch là dùng huyết mạch chi lực làm hạch tâm, hồn lực tại bên ngoài mà bạch tú tú là bởi vì trước hình thành hồn hạch cho nên là dùng hồn hạch làm trung tâm bên ngoài là huyết mạch chi lực nhưng hai loại phương thức chăm sông đổ về một biển liền là dung hợp mục tiêu cuối cùng nhất cũng là dung hợp bạch tú tú có dạng này che giấu về sau thiên long tinh bên trên long tộc sẽ rất khó phát hiện nàng là nhân loại thân phận mà lại hồn hạch thuế biến cũng có thể làm cho nàng tại võ hồn chân thân trạng thái kéo dài thời gian dài hơn thâm uyên băng ma long hình dáng huyết mạch chi lực bên trong thu cắt đứt đến từ long tinh truyền sau một khắc hắn phi tốc mở ra khác một cái hộp ngón trỏ bốc lên một về dầu hình dáng vật theo bạch tú tú tinh tế thon dài cổ bắt đầu đem cái kia dầu hình dáng vật chậm rãi bôi lên tại cột sống của nàng phía trên một mực hướng kéo dài xuống làm tay của hắn chỉ đi đến bên hông thời điểm hơi dừng lại một chút sau đó mới chậm rãi thăm dò vào lưng quần một mực đem long tủy bôi lên đến xương đuôi vị trí bạch tú tú thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy một cái khí tức rõ ràng có chút không ổn định làm hiền vũ trầm giọng quát tĩnh tâm ngưng thần không thể phân tâm bôi lên hoàn tất hắn cấp tốc thu hồi tay phải hai tay một lần nữa đặt tại nàng trên lưng lập tức cắt đứt long khí một lần nữa rót vào ngay sau đó cảm giác nóng bỏng trong nháy mắt theo xương sống chuyển đến khiến cho bạch tú tú toàn bộ thân thể mềm mại cũng bắt đầu run rẩy lên nàng lúc này chỉ cảm giác đến cuộc sống của chính mình phảng phất bị nhen lửa như vậy kịch liệt thiêu đốt lấy phát ra một tiếng nhẹ nhàng kêu rên, tập trung tinh thần, cắn răng nhẫn nại, đồng thời chậm rãi đem ý thức tập trung đến cuộc sống của chính mình phía trên, dẫn dắt đến long khí cùng long tủy truyền đến năng lượng, thối luyện tủy sống của chính mình. Thối luyện tủy sống quá trình so trong tưởng tượng càng thêm thống khổ, cái loại cảm giác này tự như là nắm xương sống nghiền nát, sau đó lại nắm tủy sống từng tia từng sợi vuốt thuận, cái loại cảm giác này thật sự là không thể dùng thống khổ để hình dung, đơn giản tựa như là một lần nữa lại sáng tạo một lần chính mình thân thể giống như Lam Hiên Vũ tinh thần lực cũng đồng dạng là tập trung ở Bạch Tú Tú xương sống phía trên, nàng là lần đầu tiên tu luyện, bôi lên long tủy rất ít, có thể coi là là như thế này, Bạch Tú Tú phản ứng so hắn tưởng tượng bên trong muốn kịch liệt nhiều, long tủy bên trong năng lượng ẩn chứa cùng long tinh long khí khác biệt. Long tinh long khí mặc dù khổng lồ, nhưng cũng chỉ là cuồn cuộn, bao la, vẫn là có thể điều khiển, nhưng long tủy bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa lại là bá đạo vô cùng. Hắn vừa mới vừa bôi lên hoàn tất, những long tủy đó liền đã theo lỗ chân lông chui vào trong cơ thể mà ngoài căn bản là lại nhìn không ra cái gì sau đó liền sinh ra cực kỳ bá đạo hiệu quả theo cấp độ đi lên nói long tủy hiển nhiên là không bằng long tinh nhưng long tinh có khả năng nhiều lần sử dụng long tủy lại là duy nhất một lần long tủy chính là gần với long tinh trí bảo lúc này thí nghiệm phía dưới hiệu quả vô cùng tốt nhưng cũng chỉ có long tộc thể phách mới có thể chịu được đổi chủng tộc khác dung hợp long tủy chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào bạo thể mà chết cơ hồ là tất nhiên kết quả. Lam Hiên Vũ đem long khí tập trung, không ngừng chữa trị long tủy xâm lấn về sau đối bạch tú tú sinh ra ảnh hưởng xương sống, cảm thụ được nàng tự thân tủy sống đối với những long tủy đó hấp thu. Này lớn nhất hộp long tủy, nếu như dựa theo mỗi lần chỉ dùng ngần ấy tới tiến hành tu luyện, một hộp cũng đủ để sử dụng tầm năm ba tháng lâu. Lam Hiên Vũ không biết mình nếu như sử dụng long tủy tu luyện sẽ là hiệu quả như thế nào. Liền là ngắn ngủi này một giờ ở giữa, bạch tú tú lân cận hồ có loại biến hóa thoát thai hoán cốt long tinh long tủy đây cũng không phải là đơn giản thiên tài địa bảo phải biết hoàng nguyên lãng lúc trước đối với không nguyên tinh đều là có chút chẳng thèm ngó tới vẫn là không nguyên tinh nơi phát ra đoạn tuyệt về sau lúc này mới coi trọng mấy phần nhưng đối với này long tinh long tủy cái kia đau lòng bộ dáng không là giả vờ đây mới là thiên long tinh bên trên vật chân quý nhất à. một mực lại kéo dài một giờ nhất có cái kia bôi lên một điểm long tủy hiệu quả mới dần dần yếu bớt Bạch tú tú hô hấp dần dần bình phục lại, tiến vào vật ngã lưỡng vòng trạng thái bên trong, toàn thân đều đang hấp thu lấy trước đó tu luyện mang đến chỗ tốt. Làm hiên vũ không tiếp tục cho nàng rót vào long lực, hàng quá hóa dở. Chính mình thì là nương tựa theo long tinh mang tới long khí tu luyện, đồng thời phóng thích ra tự thân long thần huyết mạch khí tức quanh quẩn tại bạch tú tú bên người phụ trợ nàng tiếp tục tu luyện. Chờ hai người tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Bạch tú tú mở rộng một thoáng hai tay, nhường thân thể thẳng tắp lập tức nàng chỉ cảm thấy xương sống chỗ chuyển đến một cỗ chua cảm giác nhột chuông ngứa kéo dài thời gian ngắn ngủi về sau một cỗ khó mà hình dung lực lượng cảm giác trong nháy mắt theo xương sống chảy về toàn thân bên trong nàng chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình cốt tủy đều tại nhẹ nhàng rung động rung động bên trong tản mát ra nhàn nhạt tiếng long ngâm càng làm nàng hơn vui mừng chính là nàng hồn hạch màu sắc phát sinh một chút chuyển biến vốn là màu trắng hồn hạch hiện tại đã biến thành màu lam mặc dù còn không phải màu xanh đậm nhưng chính là một ngày này tu luyện lại làm cho hồn hạch hướng long hạch thuế biến hoàn thành rất lớn một bộ phận tự thân tu vi rõ ràng tăng lên một đoạn lần này là thật sự có loại toàn thể cấp độ đột phá đến phong hào đấu la phía trên cảm giác nàng lặng yên quay người nhìn về phía sau lưng thấy lại là một đôi sáng người đôi mắt mang theo cười ôn hòa ý hắn hướng nàng giang hai cánh tay ra cảm ơn người hiên vũ thật sự là quá tuyệt vời ta giống như đã coi như là phong hào đấu la mặc dù còn không có hồn hoàn nhưng thân thể của ta cường độ Đã cùng trước đó có khác biệt trời vực Bạch tú tú thả người vào trong ngực Thật chặt ôm hắn Làm hiền vũ ôm thân thể mềm mại của nàng liền có chút hối hận Lúc này bạch tú tú Cùng tu luyện trước đó ăn mặc là giống nhau à Phía sau lưng còn bại lộ trong không khí đây Trơn bóng da thịt Xúc cảm không nên quá tốt Nhất là cái kia eo thon chi Ôm cảm giác thật sự là Bạch tú tú cũng cảm thấy mình lúc này tình cảnh lúng túng Nhưng nàng lần này không hề động Chẳng qua là tùy ý hắn ôm chính mình hơn nữa còn chủ động ôm chặt mấy phần để cho mình cùng thân thể của hắn càng thêm dán vào bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set the ecab phim viết liền không giấu nhé ta hiện tại càng ngày càng hiểu rõ ngươi vì cái gì thả rằng mạo hiểm cũng phải ở lại chỗ này chỉ có tại đây bên trong chúng ta mới có thể mau sớm leo lên này cái võ đài của thế giới loại cảm giác này thật vô cùng bồng rất tuyệt bạch tú tú nhẹ nói ra Ừm đây, Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng đem mái tóc dài của nàng kéo qua, rối tung ở sau lưng, che lại non mềm da thịt, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng, trong mắt đều là thỏa mãn chi sắc. Một đêm tu luyện, đối với hắn đồng dạng trợ giúp không ít, có long tinh tại, ít nhất trong thời gian ngắn hắn không cần lo lắng chính mình không có long khí có thể dùng tới tu luyện, hiệu quả không thể so với tại thăng long đài bên trên hấp thu long khí kém. Không biết thăng long đại tái quán quân ban thường là cái gì, nếu như là long tinh hoặc là long tủy, vậy liền quá tốt rồi trọn vẹn nửa ngày về sau bạch tú tú mới lặng yên đứng dậy hai tay chống trên vai của hắn chúng ta đi ăn một chút gì đi sau đó ngươi cũng thử một chút long tủy thật hiệu quả rất tốt hết sức bá đạo khi đó ta đều cảm giác được cuộc sống của chính mình đã hóa thành cho bụi giống như nhưng đi qua một đêm này tu luyện ta cảm giác mình cốt tủy phảng phất tan chảy mà lại cùng huyết mạch chi lực của ta hồn lực tựa hồ cũng tan hợp lại cùng nhau đã thoáng có chút có khả năng khống chế cảm giác mà cốt tủy mang đến lực lượng cùng lực lượng của thân thể lại hoàn toàn khác biệt đó là từ trong ra ngoài không chỉ mang đến lực lượng còn đảo ngược thối luyện xương cốt xương cốt lại ảnh hưởng máu thịt kinh mạch cuối cùng phản hồi đến làn da nơi này long tộc này phương pháp tu luyện thật chính là cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt nhưng hiệu quả lại là tuyệt hảo vừa nói nàng thân hình lóe lên đã đến dưới giường không đợi lam hiên vũ mở miệng liền đã chạy đi thay quần áo cảm thụ được trong ngực vẫn như cũ tồn tại mùi thơm ngát Lam hiền vũ trên mặt không khỏi nổi lên mỉm cười tại lúc này khác cũng có thể đối mặt nguy hiểm địch hậu có như thế một phần ấm áp thật chính là buông lòng thần tâm biện pháp tốt nhất người nhẹ nhàng xuống giường Lam hiền vũ cũng cảm thụ một thoáng trạng thái của mình long lực tôi thì hiệu quả đúng là tốt nhưng hắn tiến độ rõ ràng muốn so bạch tú tú chậm rất nhiều bởi vì thân thể của hắn cường độ bản thân liền muốn mạnh mẽ hơn bạch tú tú nhưng tiến bộ chỉ cần kéo dài liền là trạng thái tốt nhất luyện tủy hẳn là long lực tôi thể bước kế tiếp hiện tại luyện tủy mình tới là không cần quá mau có khả năng nếm thử nhưng trọng yếu nhất vẫn là đem chọn thể tôi thể triệt để hoàn thành luyện tủy tạm thời là làm luyện thể mà phục vụ chờ lúc nào chính mình đem thân thể toàn bộ luyện thành cái kia hẳn là liền đã có thể đi nếm thử trùng kích vào một đạo bình cảnh thật chính là muốn luyện tủy chính mình chỉ sợ cùng tú tú là không giống nhau cần tiêu hao cùng trả giá đồ vật cũng không giống nhau chẳng qua là không biết luyện tủy thời điểm chính mình tịch diệt thần lối có phải hay không có thể có hiệu quả dựa theo nhạc thúc thúc nói nếu như mình có thể đột phá đến thất hoàn dù có được ám nguyên tố trưởng khống về sau tịch diệt thần lôi liền có thể theo tứ sắc biến thành bảy sắc khi đó liền sẽ càng thêm cường đại lam hiên vũ mình bây giờ dần dần lục loại ra một loại chuyên môn thuộc về chính hắn tôi thể chi pháp này tôi thể chi pháp là xây dựng ở hắn dùng tịch diệt thần lôi tôi thể cùng với tại thiên long tinh đến trường tập đến long lực tôi thể trên cơ sở cả hai hỗ trợ lẫn nhau dùng tịch diệt thần lôi dẫn dắt long lực tiến hành tôi thể đơn thuần bùng cháy huyết mạch chi lực tôi thể đối với hắn hiệu quả cũng không là quá mạnh nhưng nếu như tăng thêm tịch diệt thần lôi vậy coi như không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy muốn thường xuyên cẩn thận từng ly từng tí long lực bổ sung liền trở nên rất là trọng yếu làm hiền vũ thối luyện tốc độ muốn so bạch tú tú chậm nhiều nhưng tiêu hào long lực nhưng lại không biết muốn bằng lớn hơn bao nhiêu lần mà hiệu quả như vậy cũng là tuyệt hảo mỗi thối luyện thành một chỗ nơi này liền có thể nhẹ nhõm tiếp nhận tịch diệt thần lôi loại tầng thứ này năng lượng nếu để cho hắn đem thân thể hoàn chỉnh thối luyện về sau cái kia thân thể của hắn cường độ nhất định sẽ đi đến một loại vô cùng trình độ kinh khủng thậm chí sẽ vượt qua thần cấp đoán tạo sư rèn đúc ra bốn nguyên tố lôi kiếp thần cấp kim loại đến loại trình độ kia cơ giáp đấu khải thậm chí đều đối với hắn ý nghĩa không lớn thân thể của hắn cường độ đều muốn vượt qua đấu khải võ hồn chân thân hóa thành thần long biến đều hẳn là có khả năng ở trong không gian bay lượn tự thành tuần hoàn trong khoảng thời gian này càng là tu luyện long lực tôi thể làm hiên vũ liền càng có thể cảm nhận được thiên long tinh bên trên long tộc cường đại đến đáy ở nơi nào này long lực tôi thể chi pháp đơn giản tựa như là rèn đúc kim loại một dạng không ngừng rèn đúc chính mình thân thể không ngừng tiến hóa mà long tộc thân thể tính dẻo muốn vượt xa bất luận cái gì kim loại hiếm cuối cùng đến siêu thần cấp cấp bậc kia bọn hắn tự thân cường đại trình độ coi như là hàng tinh cũng không cách nào tổn thương đây mới là địa phương đáng sợ nhất Bữa sáng cũng sớm đã chuẩn bị xong, vô cùng phong phú. Trên thực tế, coi như là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bế quan tu luyện, không để ý tới ăn cơm, mỗi bữa cơm cũng sẽ có chuyên gia cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Nguyên Lãng cũng chưa từng xuất hiện, không biết là đi làm cái gì. Ngàn năm khế ước sau khi hoàn thành, đối với hoàng gia tới nói, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú địa vị khác biệt, nhưng tương tự cũng đem hai người triệt để khóa lại, nhường hoàng gia thậm chí đều không có lại giám sát ý nghĩ của bọn hắn. Ăn xong điểm tâm, Lam Hiền Vũ liền cùng Bạch Tú Tú một lần nữa về đến phòng bên trong, hắn trước thông qua truyền tống, đến đồng bạn bên kia, bang mọi người tiến hành tôi thể, sau đó mới một lần nữa trở về. Trải qua ngày hôm qua một ngày tu luyện, lại thêm bang đồng bạn tôi thể, trong tay hắn khối này long tinh, biến hóa nhưng như cũ không lớn, vẫn như cũ là năng lượng cực kỳ dồi dào, đúng là hiếm có thiên tài địa bảo. Lam Hiền Vũ cũng không rõ ràng chính là, long tộc tại dần dần già yếu, tử vong quá trình bên trong tự thân sinh mệnh năng lượng suy yếu nhưng chúng nó lại sẽ không nhường sinh mệnh năng lượng triệt để trôi qua mà là bị hút vào chính mình long tinh bên trong thân thể càng là già yếu long tinh bên trong năng lượng ẩn chứa ngược lại càng là khổng lồ một đầu thượng vị long tộc chết già về sau hắn suốt đời tinh hoa cơ hồ đều tụ tập tại long tinh cùng long tủy bên trong địa phương khác giá trị liền quá thấp lam hiên vũ thử lần thứ nhất bôi lên long tủy tu luyện chính như hắn dự liệu như thế phản ứng của hắn xa còn lâu mới có được bạch tú tú kịch liệt như vậy đồng dạng là có thể cảm nhận được xương sống đang thiêu đốt nhưng này loại bùng cháy cảm giác cũng không có mãnh liệt cỡ nào liên tục bôi lên ba lần cảm giác mới mãnh liệt một chút nhưng không thể không nói có long tủy phụ trợ hắn tôi thể tốc độ rõ ràng tăng mạnh hơn một chút tủy sống lớn mạnh khiến cho hắn tại tiếp nhận tịch diệt thần lôi phối hợp long lực tôi thể lúc có thể kéo dài lâu hơn một chút hiệu quả tự nhiên cũng sẽ tốt hơn này loại có được thiên tài địa bảo lại có thể tốc độ cao tu luyện tháng ngày thật sự là mỹ diệu vô cùng thời gian cũng tại dạng này quá trình bên trong qua rất nhanh trong nháy mắt thi đấu vòng tròn sắp đến rút thăm nghi thức cũng đã hoàn thành hoàng nguyên lãng đem kết quả rút thăm mang theo tới rút thăm kết quả đối với lam hiên vũ cùng bạch tú tú tới nói lại có thể là coi như không tệ chỗ tốt nhất ngay tại ở hai người bọn họ tại một tổ không sai tại một tổ toàn bộ rút thăm quá trình là lập tức tiến hành vô luận đến từ thế nào tòa thành thị, gia tộc gì, đều là làm rối loạn tiến hành rút thăm. Có thể tiến vào thi đấu vòng tròn, là trước đó đấu vòng loại cuối cùng 100 người đứng đầu, ngoại trừ thượng vị long tộc bên ngoài, cơ hồ đều là trung vị trong long tộc cường giả đỉnh cao. Mà hạ vị long tộc coi như tại đấu vòng loại bên trên biểu hiện ưu dị, cuối cùng hoàn thành thăng long, vậy cũng không có khả năng tiến vào phía sau khâu bên trong. Mỗi tiểu tổ mời tên tuyển thủ dự thi, thi đấu vòng tròn thì tương đương với muốn đánh chính chàng, đây là đánh giá thực lực tổng hợp phương thức tốt nhất cuối cùng tiểu tổ ba hạng đầu sẽ tiến vào trận chung kết giai đoạn cũng đồng thời có được tương lai long kỵ sĩ khảo hạch tư cách cạnh tranh không thể nghi ngờ lại là cực kỳ kịch liệt thi đấu vòng tròn có thể hay không ra biên cực kỳ trọng yếu cho nên đừng nhìn không phải đấu vòng loại cũng nhất định sẽ vô cùng kịch liệt tất cả thượng vị long tộc tại thi đấu vòng tròn giai đoạn đều tất nhiên sẽ đem hết toàn lực sở dĩ nói lam hiên vũ cùng bạch tú tú bị điểm tại một tổ là chuyện tốt nguyên nhân trọng yếu nhất là có thể lẫn nhau chiếu ứng so bạch tú tú đơn độc tại một tổ hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều thi đấu vòng tròn mỗi ngày một trận ở giữa không có thời gian nghỉ ngơi nói cách khác làm hiên vũ đánh qua đối thủ rất có thể bạch tú tú liền sẽ trận tiếp theo đối mặt cái này cho bọn hắn rất nhiều kỹ thuật không gian đồng thời làm hiên vũ cũng sẽ giao đấu bạch tú tú cái kia một trận hắn cũng có thể nhường nhường bạch tú tú thêm một cái thắng tràng. đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề đều là xây dựng ở làm hiền vũ tại tiểu tổ bên trong thực lực đầy đủ chiến thắng mà khác đối thủ điều kiện tiên quyết ta hai ngày này cho các người đã điều tra cùng tổ tuyển thủ dự thi tư liệu rất trọng yếu ta cho các người chụp một phân tích một chút đây đối với chế định chiến thuật vô cùng có trợ giúp các người có thể tại một tổ đi ra đường khả năng liền lớn ta cùng phụ thân đã thương lượng qua các người có thể muốn sử dụng hung ác một chút chiến thuật làm hiền vũ cùng bạch tú tú liếc nhau làm hiền vũ nói tộc trưởng có đề nghị gì hoàng nguyên lãng hai mắt híp lại nói, ta cái kia một tổ cường giả rất nhiều, ta khẳng định là ra biên không được, cho nên liền dựa vào các ngươi, các ngươi tổ này cũng có thực lực rất mạnh mấy cái, mong muốn chiến thắng bọn hắn, nói thật, ta không biết các ngươi được hay không, nhất là Tú Tú, cho nên, Tú Tú mục tiêu của ngươi liền là tranh đoạt người thứ ba, tận khả năng tại kẻ yếu cầm trên tay điểm, lại thêm Lam đối trợ giúp của ngươi, vẫn còn có cơ hội. Lam, Tú Tú có thể hay không ra biên, tác dụng của ngươi cực kỳ trọng yếu tại đối mặt ngươi có thể chiến thắng đối thủ lúc tận khả năng trọng thương đối phương nhưng hắn tại phía sau trong trận đấu không khôi phục lại được người hiểu ý của ta không lam hiên vũ ánh mắt nhất động nhẹ gật đầu hắn dĩ nhiên hiểu rõ hoàng nguyên lãng ý tứ nếu như hắn có thể đem đối thủ trọng thương đằng sau bạch tú tú tại đối diện với mấy cái này đối thủ thời điểm chiến thắng liền sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều hoàng nguyên lãng nói vì lần này các ngươi có thể ra biên gia tộc cũng bỏ ra rất nhiều khí lực rút thăm là chúng ta không cách nào làm liên quan rút thăm quá trình bên trong có lòng kỵ sĩ các đại nhân tự mình giám sát nhưng đến tiếp sau tranh tài bài vị chúng ta lại bỏ ra đại giới đến hoạt động động trận đầu tú tú phải đối mặt sẽ là các người tổ mạnh nhất một cái đối thủ về sau ba lượt là yếu nhất ba cái mà lam người đối mặt đối thủ đằng trước ba trận là cái kỳ yếu nhất ba cái trình tự giống như tú tú nói cách khác trận đầu tú tú người chủ động nhận thua về sau ba trận liền có thắng liên tiếp khả năng lại thêm lam nhường cho người một trận người liền có bốn cái thắng tràng dựa theo quá khứ quy luật muốn đi vào ba vị trí đầu có được sáu cái thắng tràng là tương đối ổn ở cạnh phía sau mấy trận đấu bên trong người còn có hai trận sẽ đối mặt lam trước đánh người sau đánh cục diện này hai trận ngươi muốn tận lực giành thắng lợi chỉ cần thắng ra biên cơ bản liền ổn lam hiên vũ cùng bạch tú tú đều hơi kinh ngạc bọn hắn cũng không nghĩ tới hoàng gia lại có thể can thiệp đến thi đấu vòng tròn bài vị trình tự cái này trình tự khác biệt biến hóa đã có thể quá lớn, có thể nói là vì Bạch Tú Tú đo ni đóng giày. Hoàng Nguyên Lãng cũng cảm nhận được hai người tầm mắt nhìn chăm chú, mỉm cười nói, này không chỉ là gia tộc làm được, đồng thời cũng đã nhận được La Lan Đại Nhân duy trì, bằng không cũng không dễ dàng như vậy kỹ thuật. La Lan Đại Nhân biết các người cùng gia tộc ký kết ngàn năm khế ước cao hứng phi thường, hắn khen ngợi nói, các ngươi là hiểu được có ơn tất báo, sẽ đại lực ủng hộ các ngươi, tương lai trở thành long kỵ sĩ, mà Tú Tú làm lam tọa long, có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào 30 vị trí đầu là biện pháp tốt nhất, 30 vị trí đầu về sau liền có thể ngồi cưỡi tọa long tác chiến. Bất quá, có vài điểm muốn sớm nói rõ. Thứ nhất, nếu như tú tú ở phía trước trong trận đấu, nên thắng không có thể thắng, cuối cùng một trận làm ngươi cũng không để cho. Thứ hai, làm nếu như ngươi có ngoài ý muốn lỡ tay, vì cam đoan ngươi có thể ra biên, cuối cùng một trận cũng có thể không cho, ngươi có thể xuất ra luồng, mới là trọng yếu nhất, cuối cùng nếu như các người có thể dắt tay ra biên như vậy nhất định phải tranh thủ tại cuối cùng trận chung kết giai đoạn tiến vào trước sáu tiến vào trước sáu ban thường sẽ phi thường phong phú các người cũng đã cảm thụ qua long tinh long tủy chỗ tốt trước sáu đều có long tinh hoặc là long tủy ban thường bài danh càng là gần phía trước ban thường càng là phong phú huống chi năm người còn có thu hoạch được tên thứ nhất liền tiến vào một lần long giới đặc thù ban thường đây chính là trước kia không có là lan đại nhân để cho ta chuyển cáo ngươi nếu như người có thể được đến tên thứ nhất, hắn cũng có lễ vật cho người. Lam Hiền Vũ nhạy gật đầu, ký kết ngàn năm khế ước chỗ tốt lúc này liền hiển hiện ra, hoàng gia đối bọn hắn thành thật với nhau, hơn nữa còn tiềm ẩn đạt được mà khủng long kỵ sĩ La Lan duy trì. Thế nhưng, thật muốn tranh đoạt tên thứ nhất sao? Lam Hiền Vũ hướng Bạch Tú Tú nhìn lại, hắn nhưng là hướng Bạch Tú Tú cam đoan qua. Bạch Tú Tú hướng hắn mỉm cười, sau đó hướng Hoàng Nguyên Lãng hỏi, đại ca, nếu như chúng ta cầm tên thứ nhất, Thân là tọa long ta có phải hay không cũng có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tiến vào long giới a hoàng nguyên lãng cười nói đương nhiên là có thể nói theo một ý nghĩa nào đó tọa long bản thân liền là long kỵ sĩ một bộ phận này là các ngươi chung nhau vinh quang hảo đát vậy ý chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó vừa nói nàng hướng lam hiên vũ mỉm cười người ở đâu ta liền ở nơi nào đồng sinh cộng tử lam hiên vũ trong đầu quanh quẩn bạch tú tú đã từng lời nói tâm ý của nàng hắn đã hiểu chúng ta hiện tại trước đừng mặc sức tưởng tượng đoạt giải quán quân loại hình sự tình một cửa một cửa qua đi thi đấu vòng tròn cũng đã là rất khó quá trình các người tổ này mặc dù không giống ta cái kia tổ khủng bố như vậy nhưng đối thủ cũng khá cường đại ta cho các người nhất nhất giới thiệu tại các người tổ này bên trong có hai tên trung vị long tộc mặc dù bọn họ đều là trung vị trong long tộc người nổi bật nhưng tin tưởng ít nhất làm đối phó bọn hắn không có vấn đề gì cả cũng là chúng ta cho xây một chút an bài phía trước ba trận hai cái ta liền bất quá nhiều giới thiệu làm người chỉ cần không nương tay tú tú đối phó bọn hắn cũng là không có vấn đề gì cả sau đó nói thực lực đếm ngược thứ ba cái kia đếm ngược thứ ba vị này là thượng vị long tộc thực lực đại khái cùng ta không kém bao nhiêu đâu nói đến đây hoàng nguyên lãng mặt hơi đỏ lên tiếp tục nói hắn gọi ngay sau đó hắn bắt đầu làm lam hiên vũ cùng bạch tú tú một vừa phân tích đối thủ tình huống không thể không nói hoàng gia đối với lần này thăng long đại tái cực kỳ trọng thị đối với lam hiên vũ cùng bạch tú tú tiểu tổ đối thủ điều tra vô cùng đi sâu mà nghe hắn giảng giải lam hiên vũ sắc mặt cũng bắt đầu trở nên dần dần ngưng trọng lên nhất là làm hoàng nguyên lãng nói ra thượng vị long tộc nhóm am hiểu các loại năng lực lúc hắn cũng không nhịn được nhíu mày đối thủ mạnh mẽ là rõ ràng tề thiên long cũng không phải duy nhất đoạt giải quán quân đứng đầu cùng hắn ngang nhau cấp độ tồn tại vậy mà số lượng cũng không ít các đại gia tộc đối với thế hệ tuổi trẻ đều là gắng sức bồi dưỡng thượng vị long tộc cũng không cũng giống như hoàng nguyên lãng rác rưởi như vậy làm hiên vũ bọn hắn tổ này liền có ba tên thực lực cực kỳ đối thủ cường đại đều là xương cứng mong muốn theo bọn hắn cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng cũng không phải một chuyện dễ dàng thi đấu vòng tròn tranh tài quá trình bên trong các người còn phải chú ý nắm chặt hết thảy thời gian tới khôi phục cùng chỉnh đốn đây cũng là vì cái gì cho các người long tủy cùng long tinh nguyên nhân long tủy long tinh có khả năng gia tốc các người tốc độ khôi phục thế nhưng quá mức trầm trọng thương thế cũng sẽ vô cùng phiền phức cũng không thể khôi phục tới đây là nhường lam ra tay độc ác nguyên nhân cho nên ở trong trận đấu chỉ có thể là để tránh bị trọng thương nếu như chuyện không thể làm yên tĩnh chịu thua chưa cũng không cần liều mạng thi đấu vòng tròn một cái kỹ xảo chính là chỉ có thể là nắm chín trận đấu đánh xong chỉ có đều đánh xong toàn bộ tranh tài mới có ra biên khả năng một khi bị thương nặng đằng sau đều không thể ra sân thực lực kia mạnh hơn cũng không có chút ý nghĩa nào hoàng nguyên lãng lúc này tựa như là một cái huấn luyện viên đối lam hiên vũ cùng bạch tú tú ân cần thiện dụ nắm hoàng gia tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn tất cả đều giảng giải cho hai người đại ca cái kia những người dự thi khác có thể hay không cũng có tính nhắm vào chiến thuật bạch tú tú hỏi hoàng nguyên lãng nói khẳng định sẽ có thăng long đại tái đối với mặc cho người nào đến nói đều cực kỳ trọng yếu cho nên chúng ta có thể làm cũng chỉ là hết sức nỗ lực các ngươi lâm chẳng phát huy mới là trọng yếu nhất chuẩn bị đã coi như là hết sức đầy đủ nhưng cuối cùng có thể hay không đi đến lý tưởng hiệu quả vô luận là hoàng nguyên lãng vẫn là hoàng đạo kỳ cũng đều không rõ ràng nhưng đối với bọn hắn tới nói trọng yếu nhất cũng không là cuối cùng bài danh thăng long đứng đầu chỉ cần điểm này kỳ thật lần này hoàng gia liền đã rất hài lòng huống chi lâm còn thu được kim long công chúa tên hiệu trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa các đại gia tộc đều đã là dục dịch phải biết tại trong long tộc một tên huyết thống mạnh mẽ mẫu long nhưng là muốn so rồng được chịu hoan nghênh trình độ lớn coi như là long kỵ sĩ đều sẽ có ý tưởng huyết thống quyết định hậu đại vợ chồng hai bên đều có mạnh mẽ huyết thống đàn sinh ra hậu đại ưu tú khả năng liền lớn long tộc ban đầu liền sinh sôi khó khăn mỗi một lần sinh sôi đều là chuyện cực kỳ trọng yếu 18 long kỵ sĩ bên trong chỉ có hai vị nữ tính long kỵ sĩ này cũng có thể thấy được nữ tính cường giả tại trong long tộc là cỡ nào hiếm có mà hai vị kia nữ tính long kỵ sĩ trượng phu đều là các nàng tọa long bởi vậy Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú có thể tại lần này Thăng Long đại tái bên trên thu hoạch được cái gì thứ tự, kỳ thật xa còn lâu mới có được bọn hắn ký kết xuống tới ngàn năm khế ước trọng yếu. Thăng Long đại tái 10 năm một lần, Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ coi như lần này không được, còn có lần nữa đây. Dù sao tại Hoàng đạo kỳ trong lòng, các nàng mới là vừa vạn theo hoang dại long tộc trở thành chính thức long tộc, tu luyện long lực tôi thể chi pháp đều không có bao lâu thời gian, làm cho thấy thiên phú đã đầy đủ kinh diễm, lại cho nàng 10 năm, thăng long đài vị trí đầu não đoán chừng là trốn không thoát tương lai long kỵ sĩ đều có thể duy nhất có chút đáng tiếc liền là đi tới long giới cơ hội đối với long tộc tới nói đây mới là chân quý nhất ban thưởng thông qua lần này thăng long đại tái thấy lam cùng tú tú tiềm lực lại thêm ký kết ngàn năm khế ước hoàng gia cơ bản mục đích liền đã đã đạt thành nhất là ngàn năm khế ước có này phần khế ước tại liền không cần tiếp tục muốn lo lắng có người sẽ đem các nàng cướp đi mà khủng long kỵ sĩ La Lan đối với cái này khế ước cũng vô cùng coi trọng đối với Hoàng Nguyên lãng lớn thêm ca ngợi cho nên mấy ngày nay Hoàng Nguyên lãng tâm tình tốt cực kỳ hắn nguyên bản đều đối với mình cùng Lam ở giữa sự tình có chút tuyệt vọng nhưng bây giờ có ngàn năm khế ước tại không có cái gì càng lựa chọn tốt tình huống dưới hắn cảm giác mình vẫn còn có cơ hội Tế Thủy trưởng Lưu nha cũng là không cần cuống cuồng mà lại tú tú nếu như làm Lam Tọa Long còn không cần lo lắng nàng tương lai gả cho Tọa Long quả thực là hoàn mỹ thăng long lại tái tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn cũng mở ra đặc sắc nhất giai đoạn tiếp xuống mỗi một trận đấu không thể nghi ngờ đều sẽ phi thường kịch liệt các đại gia tộc đều tại khu chương gõ chống chế định lấy chiến thuật thi đấu vòng tròn cùng đấu vòng loại không giống nhau đấu vòng loại chỉ cần giành thắng lợi là có thể nhưng thi đấu vòng tròn lại có thể sử dụng rất nhiều chiến thuật nhường gia tộc mình cường giả có thể có thêm cơ hội nữa hướng về phía trước cho nên âm thầm bố trí cũng không chỉ là hoàng gia mà thôi gia tộc khác sao lại không phải như thế đương dương quang lại một lần nữa bay lên thời điểm thăng long đài bao phủ lên một tầng vàng mịt mờ hào quang hôm nay thăng long thành bầu trời xanh vạn dặm không mây cao ngất thăng long đài có thể thấy rõ ràng theo mặt đất đều có thể thấy đỉnh chóp tất cả long tộc đại đạo đều bị tận lực quét sạch qua sạch sẽ không dính một hạt bụi do các tộc tạo thành thành vệ quân chuyên môn thủ hộ tại long tộc đại đạo hai bên ngăn cách lấy đám người xem náo nhiệt dần dần từng tiếng kéo dài long ngâm vang lên từng đạo to lớn hoặc là mảnh khảnh thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại long tộc trên đại đạo bọn hắn kéo dài lấy long tộc đại đạo tiến lên mãi đến vượt qua long tộc trên đường lớn một đạo bị bắc dương lên đường về sau mới có thể dương cánh bay cao phóng lên tận trời bay lên thăng long đài có thể hấp dẫn người ta nhất chú ý lại cũng không là những cái kia thân thể khổng lồ long tộc mà là những người kia hình bộ dáng tồn tại bọn hán đại biểu mới là huyết thống tối vi cao thượng thượng vị long tộc mỗi một vị dạng này long tộc xuất hiện đều sẽ khiến hiện trường một mảnh gieo hò. Nhất là, làm hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh cùng lúc xuất hiện tại long tộc trên đường lớn thời điểm, chấn thiên tiếng hoan hô càng là vang vọng thăng long thành. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bên người Hoàng Nguyên Lãng đã tự động bị dân chúng không để ý đến. Kim Long công chúa tiếng hô thật sự là quá mức mãnh liệt. Hôm nay Lam Hiên Vũ, người mặc màu trắng trang phục bình thường, mềm mại vài vóc hoàn toàn không ảnh hưởng thân thể của hắn bất kỳ động tác gì. Tóc dài rối tung tại sau lưng, tuyệt mỹ dung nhan tại ánh nắng sáng sớm chiếu rọi đến tươi đẹp xúc động lòng người nàng sắc mặt bình tĩnh ánh mắt lạnh lẽo những nơi đi qua phảng phất đều có lạnh lèo mang theo nhưng này lại hoàn toàn không ảnh hưởng nàng nhân khí thần tượng sinh ra thường thường là tại thời gian rất ngắn ngủi xuất hiện long tộc xuất hiện thần tượng rất nhiều mỗi một thời đại cơ hồ đều có nhưng khoảng cách dân chúng càng gần liền càng dễ dàng bị dân chúng chỗ yêu thích còn chưa trở thành thần cấp cường giả lam hiên vũ đột nhiên quật khởi bá đạo tác phong thực lực cường đại tuyệt mỹ dung nhan nữ tính thân phận đều đặt vững hắn trở thành toàn bộ thiên long tinh thần tượng cơ sở đáng tiếc bọn hắn không biết là làm làm thần tượng bản thân nàng tại dạng này tiếng hoan hô bên trong tâm tình có thể cũng không thế nào vui vẻ đó à làm hiền vũ tốc độ chạy rất nhanh hắn thật sự là không muốn tại đây gieo hò bên trong dừng lại quá lâu hắn cũng rất bất đắc dĩ à hắn cũng không muốn dạng ngày à nhạc thúc thúc mặc dù trước kia cũng là thần tượng có thể cái kia dù sao cũng là ban đầu hình dạng, ban đầu giới tính. Chính mình này tính là cái gì sự tình? Này, nếu là chuyển trở về, còn không biết muốn bị học viện làm sao chê cười đây. Chính mình này hy sinh, quả thực là có chút lớn. Mấy ngày nay, bang đồng bạn lúc tu luyện, mọi người nhìn mình ánh mắt đều trở nên càng ngày càng quái dị. Cuối cùng quá tuyến, làm hiền vũ bay lên trời, cấp tốc hướng trên không bay đi, toàn thân tản ra kim sắc quang mang, tựa như mũi tên kéo lên cao. Khi hắn đến thăng long đài đỉnh chóp thời điểm, đã có một ít long tộc tới trong lúc nhất thời hắn lần nữa trở thành tầm mắt tiêu điểm đối với hắn cảm thấy hứng thú cũng không chỉ là dân chúng hứng thú lớn nhất có thể là trước mắt này chút vị đương nhiên bọn hắn hiện tại còn không biết làm hiên vũ cùng bạch tú tú đã cùng hoàng gia ký kết ngàn năm khế ước bằng không mà nói hứng thú đoán chừng sẽ giảm nhỏ một chút lam hiên vũ vẻ mặt băng lãnh đi đến một bên trực tiếp nhắm lại hai con người nhắm mắt dưỡng thần một bộ tránh xa người ngàn dặm sáng vẻ không cho bất luận cái gì long tộc bắt chuyện cơ hội bạch tú tú cùng hoàng nguyên lãng cũng tuần tự bay đến thăng long đài bên trên bạch tú tú nhìn xem lam hiên vũ dáng vẻ liền hiểu rõ tâm tình của hắn cố nén ý cười lặng yên đi vào bên cạnh hắn chủ động giữ chặt tay của hắn ngược lại ở trong mắt người khác các nàng cũng là tốt tỉ muội lục tục tiến vào thi đấu vòng tròn long tộc nhóm đều đã leo lên thăng long đài mà đúng lúc này thăng long đài một bên đột nhiên có năng lượng ba động chuyển đến làm Hiên Vũ cơ hồ là trong nháy mắt liền mở mắt ra, quay đầu hướng cái kia năng lượng ba động phương hướng nhìn lại. Một đạo màu bạc cánh cổng ánh sáng chậm chậm mở ra, cánh cổng ánh sáng cao tới 30 mét, rộng cũng có 20 mét, lần lượt từng bóng người, cứ như vậy theo cánh cổng ánh sáng bên trong chậm chậm đi ra, đi tới thăng long đài lên. Mỗi đi ra một vị, thăng long đài bên trên khí tức liền biết biến hóa một điểm, tuyệt đại đa số đều là bóng người xa lạ, thế nhưng, này đi ra từng cái, lại tất cả đều tàn ra mạnh mẽ khí tức bởi vì bọn họ xuất hiện thăng long đài cái kia một bên không khí cũng bắt đầu trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo thần cấp tới được không ngoại lệ tất cả đều là thần cấp cường giả hoàng nguyên lãng đã từng nói với lam Hiền vũ qua tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn về sau hoàng đạo kỳ sẽ đến xem lễ hết sức rõ ràng long tộc các cao tầng phần lớn đều sẽ tới xem thi đấu thăng long đại tái có thể là toàn bộ long tộc việc trọng đại làm sao có thể không có bọn hắn đâu trước mặt đấu vòng loại có quá nhiều hạ vị long tộc tại bọn hắn cũng không quá cảm thấy hứng thú nhưng có thể tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn long tộc không thể nghi ngờ đều là tộc bên trong tinh anh tộc bên trong tương lai cơ hồ đều là này chút đỉnh cấp các cường giả hậu duệ hoặc là tộc nhân thông qua giải thi đấu chọn lựa kẻ ưu tú nhất tiến hành bồi dưỡng đây cơ hồ là các đại gia tộc đều sẽ làm sự tình đồng thời thăng long đại tái cũng không không chuyện ẩn ở bên trong này chút đỉnh cấp các cường giả cũng muốn vì tộc nhân của mình chứng kiến nhưng tranh tài trở nên càng thêm công bằng những cường giả này đi ra cánh cửa không gian về sau cũng không có hướng thăng long đài trung tâm phương hướng đi tới dưới thân tự nhiên sẽ phóng xuất ra một đạo long lực cột sáng thúc đẩy thân thể của bọn hắn chậm chậm bay lên khoanh chân ngồi tại cột sáng phía trên long lực ngoại phóng kéo dài ngưng hình đây không thể nghi ngờ là thực lực thể hiện làm hiền vũ rất nhanh liền phát hiện này chút long tộc cường giả phóng thích ra cột sáng các có sự khác biệt không chỉ là màu sắc khác nhau độ lớn độ cao cũng không giống nhau xem lễ thời gian sẽ không quá ngắn phóng thích ra cột sáng đương nhiên sẽ không tùy tiện cải biến lớn nhỏ cho nên ban đầu lúc phóng thích nhiều ít long lực liền muốn một mực duy trì lấy dạng này trình độ long lực hết sức rõ ràng thực lực càng mạnh phóng thích ra cột sáng cường độ cũng là càng cao này chút đến từ các đại gia tộc long tộc các cường giả tại đây thăng long đài bên trên cũng không cực kỳ so sánh với tâm mà lại làm hiền vũ rất nhanh cũng cảm giác được này long lực cột sáng mặt khác tác dụng làm cái kia từng đạo đạo quang trụ thúc đẩy thần cấp long tộc thân thể tăng lên lúc long lực khí tức một cách tự nhiên lại ở thăng long đài bên trên khuếch tán ra đến bao trùm tại thăng long đài mặt ngoài để trong này long khí trở nên càng ngày càng dồi dào dâng lên không thể nghi ngờ đây đối với hậu bối long tộc nhóm là phi thường có chỗ tốt này đều là thần cấp cường giả phóng thích ra long khí a à. hết sức rõ ràng bọn hắn đến đây xem thi đấu không chỉ là quan sát cũng là cho này chút bọn hậu bối đưa chỗ tốt tới này thăng long đại tái quả nhiên là hết sức có ý tứ không chỉ là tranh tài đồng thời cũng là bồi dưỡng càng là nhân tài ưu tú có thể tại thăng long đại tái bên trên kiên trì thời gian càng dài chỗ có thể thu được chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ càng lớn điểm này cũng là đáng giá tham khảo a à. nếu như học viện bên kia có thể cũng dùng phương thức như vậy tổ chức một chức tranh tài đối với sử lai like khác các học viên tới nói có thể lấy được trợ giúp cùng tăng lên cũng sẽ lớn hơn đương nhiên đấu la tinh cùng thiên long tinh dù sao khác biệt thiên long tinh tài nguyên thật sự là quá dồi dào mới có thể có dạng này đại thủ bút nơi này sinh mệnh năng lượng nhiều gần như lấy mãi không hết dùng mãi không cạn kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người